Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Nghị Vân. Tập 221. Xuất phát đi. Dương Mẫu Nhân mở miệng. Tiếp được đoàn người 8 người hướng về bản đồ chỉ thị phương hướng mà đi. Nhìn khoảng cách là không gần. Ở cổ hồng hoang, Dương Nghị Vân không dám đại ý. Nơi này với hắn mà nói là một cái hoàn toàn bất đồng với thần giới thế giới, đương nhiên bản chất tới nói, cổ hồng hoang như cũ là thần giới. Chỉ là bị chủ lưu thần giới sở vứt bỏ mà thôi. Phiên tay chi gian chém giết một cái chọn thứ vạn ma triều tông tông chủ, dư giả lớn nhỏ thần ma tông cùng thần ma vương triều tam gia tông chủ, cũng không phải là người trước, đều là nhân tinh. Tuy rằng là bị Dương Mẫu Nhân bức bách dưới phát hạ lời thề, nhưng mặc kệ nói như thế nào hiện tại hắn sao đều là người cùng thuyền. Ba người cũng không có nhìn ra Dương Nghị Vân sẽ không khó xử bọn họ, cũng đều thả lỏng xuống dưới. Không có quá nhiều lo lắng. Thậm chí còn tiểu thần ma tông tông chủ Thu Nam còn mang theo tò mò ánh mắt ở đánh giá Dương Nghị Vân, đương nhiên là cái loại này đi ở Dương Nghị Vân phía sau trộm đánh giá cái loại này. Tiểu thần ma tông tông chủ Thu Nam cái này hành động, Dương Mỗ Nhân há có thể không biết. Hắn cường đại cảm giác hạ, liền tính là không cần xem cũng biết vị này tiểu thần ma tông tông chủ nhìn chằm chằm vào hắn đang xem. Ngay từ đầu Dương Nghị Vân không để ý, nhưng là thời gian dài, Dương Mỗ Nhân liền cảm giác không thoải mái. Rốt cuộc đổi làm bất luận kẻ nào, bị người sau lưng nhìn chằm chằm vào xem đều sẽ cảm giác không thoải mái. Từ đỉnh núi đi xuống, đi rồi hơn một canh giờ sau, Dương Mẫu Nhân rốt cuộc nhìn không được, dừng lại, nhìn về phía tiểu thần ma tông tông chủ Thu Nam nói, ngươi vì sao nhìn chằm chằm vào ta xem, chẳng lẽ bổn tọa sau lưng có đóa hoa? Dương Nghị Vân bỗng nhiên dừng lại quay đầu tới này vừa hỏi, lại là làm tiểu thần ma tông vị này tông chủ dọa nhảy dựng. Nhưng là ở Dương Nghị Vân trong mắt. Nhất khẩn trương không phải tiểu thần ma tông tông chủ Thu Nam, mà là đại thần ma tông tông chủ Mã Ngàn Diệp. Không đợi Thu Nam mở miệng, Mã Ngàn Diệp lại là vội vàng tiến lên một bước, đối với Dương Nghị Vân khẩn trương nói, trời cao đế chớ trách, Thu tông chủ vô tình mạo phạm, nàng. Nàng vô tình mạo phạm. Ở Mã Ngàn Diệp trong lòng, Dương Nghị Vân cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, thân là một tông chi chủ. Đối với thần giới các thế lực lớn cũng hoặc là thần giới có uy tín danh dự nhân vật hiểu biết đây là làm một tông chi chủ môn bắt buộc, hắn liền tính là không thâm nhập hiểu biết, chỉ là cũng muốn hiểu biết cơ bản tin tức. Mà đối Dương Nghị Vân bực này không phải bình thường nhân vật, liền càng là muốn đi nhiều hơn hiểu biết. Mã Ngàn Diệp hiểu biết Dương Nghị Vân, kia cũng thật cho là một phương nhân vật, một phương bá chủ, hắn biết Dương Nghị Vân là phi thăng mà đến, là thật đánh thật đi bước một đi đến hôm nay cường giả. Từ bị 33 thiên điện đuổi giết, đến tuyệt địa phản kích, lại đến đánh thượng 33 thiên điện cùng đế tôn quyết chiến, chém giết đế tôn, đến thành lập Vân Môn Thiên Đình, lập hạ Vân Môn Đạo Thống, trở thành hiện giờ thần giới 5 đại đạo thống chung trung ương đạo thống, lấy hợp đạo 5 tầng tu vi chiến thánh đạo cường giả Cửu Lê Lão Tổ, đến chém giết hơi nước kiên, cùng hôm nay phiên tay chi gian nháy mắt hạ gục vạn ma triều tông tông chủ. Đều làm Mã Ngàn Diệp biết trước mắt vị này Vân Môn đạo chủ thực lực tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn gần chỉ có hợp đạo 5 tầng đơn giản như vậy. Thậm chí còn Dương Nghị Vân sâu cạn hắn không thể nào cũng biết. Trọng điểm là Dương Nghị Vân sự tích, đều thuyết minh vị này Vân Môn thiên đế Vân Môn đạo chủ tuyệt đối không phải cái thiện tra, mà Thu Nam đâu. Cứ việc Thu Nam cùng hắn chi gian, nhìn như không đối phó, nhưng trước sau ở Mã Ngàn Diệp trong lòng, Thu Nam vĩnh viễn là chính mình tiểu sư muội. Là thanh mai trúc mã là thân nhân, tuyệt đối không thể làm Thu Nam có việc. Mã Ngàn Diệp thậm chí đều ở trong lòng nghĩ kỹ rồi, nếu là Dương Nghị Vân đối Thu Nam thẹn quá thành giận, hắn liền tính là liều mạng cũng muốn bảo toàn Thu Nam. Lúc này đứng ra cầu tình, lại là không có chút nào do dự. Một màn này ở Thu Nam trong mắt, lại là một đạo dòng nước ấm hiện lên, trong lòng mắng, đại ngốc tử. Ngay sau đó Thu Nam hừ lạnh một tiếng nói, chuyện của ta không cần ngươi lo. Đối với Thu Nam không cảm kích, Mã Ngàn Diệp sớm thành thói quen, chỉ là đối Thu Nam cười khổ một chút, nhưng là che ở nàng trước người đối mặt Dương Nghị Vân kiên định ánh mắt lại là không hề có dao động. Cái này ngược lại là Dương Nghị Vân có chút phát ngốc. Này hai người, có điểm ý tứ. Hắn đột nhiên có điểm muốn cười. Nghĩ tới Đại Thần Ma Tông, Tiểu Thần Ma Tông tên. Đang xem này hai người ánh mắt, hắn tựa hồ thấy được giống như đã từng quen biết ánh mắt. Đương nhiên không phải nhận thức bọn họ ý tứ, mà là chính mình ở đối mặt chính mình nữ nhân thời điểm, cũng từng nay từng có. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân có điểm minh bạch cái gì? Bất quá không đợi hắn mở miệng, liền thấy tiểu thần ma tông tông chủ Thu Nam tiến lên một bước,
trực tiếp mở miệng nói, trời cao đế đừng hiểu lầm, ta chỉ là đối ngài tò mò, cho nên nhiều đánh giá ngài vài lần. Dương Nghị Vân ha ha cười nói, người kia cũng không phải là đánh giá vài lần, người chính là nhìn chằm chằm bổn tọa nhìn hơn một canh giờ a. À. Ta, Thu Nam nghẹn lời, bị Dương Mỗ Nhân nói toạc sắc mặt xoát một chút đỏ. Ha ha ha, ba vị hiện giờ đều là người một nhà, chớ nên khẩn trương, ta không phải ma đầu a. Dương Nghị Vân sang sảng cười lớn nhìn ba người trêu ghẹo. Hắn này cười, lại là làm lớn nhỏ thần ma tông hai vị cùng thần ma vương triều Ngũ Quân Bằng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thu Nam nghe Dương Nghị Vân đích xác không có sinh khí, liền đánh bạo nói, ta kỳ thật đối trời cao đế ngài sự thích nghe qua rất nhiều, vẫn luôn đối ngài làm người phi thường kính nể, rất là ngưỡng mộ, còn trong lòng vẫn luôn nhớ thương một ngày kia có thể chính mắt trông thấy ngài bản nhân, hiện giờ lại cũng coi như là duyên phận. Này một phen lời nói nghe vào đại thần ma tông Mã Ngàn Diệp trong tai tức khắc sốt ruột, như thế nào nghe đều không thích hợp a. Giống như là thiếu nữ ngưỡng mộ chính mình trong lòng đại anh hùng, cái này anh hùng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thổ lộ giống nhau. Mã Ngàn Diệp trong lòng bình giấm chua một chút liền toan lên. Nhịn không được khụ khụ hai tiếng. Dương Nghị Vân cười tủm tỉm nhìn, cái này hắn trong lòng càng thêm xác định Mã Ngàn Diệp cùng Thu Nam chi gian là có chuyện xưa. Cứ việc hắn không đi tìm hiểu quá này hai người, nhưng là từ bọn họ lớn nhỏ thần ma tông tên cùng giờ này khác này biểu hiện làm người từng trải Dương Mỗ Nhân tự nhiên nhìn ra được tới một ít vấn đề. Trong lòng suy đoán là, này hai người tuyệt đối là có tình yêu nam nữ có chuyện xưa một đôi nhi. Chẳng qua thoạt nhìn, bọn họ chi gian có lẽ là có chút cái gì hiểu lầm mâu thuẫn, cho thấy thượng nhìn không đối phó, kỳ thật ở từng người trong mắt đều là có đối phương cái loại này. Mã Ngàn Diệp phản toàn ánh mắt. Dương Nghị Vân càng thêm xác định cái này suy đoán, ngược lại tuyệt đối rất có ý tứ. Đương nhiên hắn Dương Mỗ Nhân tuy rằng anh hùng ái mỹ nhân, nhưng chưa bao giờ đi làm đoạt người khác nữ nhân sự. Chỉ là đơn thuần tuyệt đối có ý tứ, nếu là có khả năng hắn còn sẽ thuận tay giúp này một đôi uyên ương một phen. Đối với Thu Nam này một phen lời nói, Dương Nghị Vân nghe cũng là cảm thấy có ý tứ, có điểm đụng phải phen hương vị. Cười nói, không nghĩ tới ta Dương Mỗ Nhân còn có bị người ngưỡng mộ một ngày. Nhưng thật ra đa tạ Thu Nam cô nương hậu ái. Ta nghe nói một chuyện nhi, không biết trời cao đế có không thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ đâu. Thu Nam cảm thấy Dương Nghị Vân vẫn là thực dễ nói chuyện, liền đánh bạo hỏi. Cứ nói đừng ngại, Dương Nghị Vân sang sảng cười, lại là biên đi liền nói. Thu Nam vui vẻ nói, ta nghe nói trời cao đế đạo lữ đông đảo. Trong đó có cái. Còn chưa nói xong, cái này đến phiên Dương Nghị Vân xấu hổ, ho khan lên. Khụ khụ, Dương Mỗ Nhân xấu hổ ho khan, nhà đầu này muốn làm gì? Chính mình nhi tử còn tại bên người đâu, như thế nào hỏi như vậy vấn đề? Nhưng là đã làm nhân ra hỏi, cũng chỉ có thể ho khan che giấu xấu hổ, cũng may trộm nhìn thoáng qua nhi tử Dương Tinh Phó, lại thấy Dương Tinh Phó chỉ là xấu xa cười, cũng không có cái gì mặt khác biểu tình, nhiều ít làm Dương Mỗ Nhân nhẹ nhàng thở ra, về chính mình nữ nhân đông đảo sự, vẫn luôn là hắn ở mấy cái nhi nữ trước mặt lảng tránh chuyện này. Nhưng mà Thu Nam vấn đề cũng không có dừng lại, tiếp tục nói, nghe nói trời cao đế ngài đạo lữ chung có cái kêu Cơ Tím Hà chính là ngài tiểu sư muội, ngài vì Cơ Tím Hà hướng quan một đường vì hồng nhan, thiếu chút nữa diệt thần giới Cơ gia, thậm chí giết Cửu Lê gia tộc dòng chính con cháu, lúc ấy trời cao đế ngài tu vi cũng không cao, thậm chí đối năm đó ngài tới nói, trêu chọc Cơ gia cùng Cửu Lê gia tộc là phi thường nguy hiểm, nhưng ngài như cũ vì Cơ Tím Hà làm như vậy, ta muốn biết có phải hay không có chuyện này. Dương Nghị Vân nghe Thu Nam nói xong, cười khổ gật đầu nói, cũng không như vậy khoa trương, bất quá đích xác có chuyện này. Đối với năm đó đi tìm tiểu sư tỷ sự, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận, thậm chí cho rằng là chính mình làm chính xác nhất một sự kiện nhi. Thật, thật tốt, thật sự hâm mộ ngài vị nào tiểu sư tỷ, thế gian lại có mấy cái nam tử có thể vì âu yếm nữ nhân, đi đua một hồi mệnh. Lời này nói ra thời điểm Thu Nam là thiệt tình hâm mộ, nhưng cũng tràn ngập mất mát. Hơn nữa hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mã Ngàn Diệp, rồi sau đó lại là vẻ mặt chua xót phía dưới đầu đi. Dương Nghị Vân càng thêm xác định hai vị này chi gian có chuyện xưa. Dù sao còn chưa tới mục đích địa, Dương Nghị Vân nhưng thật ra có hứng thú nghe một chút người khác câu chuyện tình yêu, liền cười hỏi Thu Nam nói, thoạt nhìn Thu Nam cô nương cũng là có chuyện xưa người a, có nguyện ý không nói nói, ta muốn nghe xem. Thu Nam cười khổ nói, ta lại là không có ngài vị nào tiểu sư tỷ như vậy hảo mệnh, không có đụng tới có thể vì ta đua một hồi người, lại ngược lại là có cái phụ lòng hán.
Lời này vừa nói ra, Mã Ngàn Diệp cả người chấn động, thấp đầu, hai tròng mắt trung hiện lên một tia kiên định, ngay sau đó tựa hồ làm ra nào đó quyết định, vừa muốn mở miệng thời điểm, lại bị phía trước một tiếng nổ vang cấp đánh gãy. Ầm vang. Thiên đế phía trước có tình huống. 13 trước tiên mở miệng. Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi dừng lại, hắn cảm nhận được có một cổ cuồng bạo vô cùng hơi thở đang tới gần bọn họ. Đại gia cảnh giới Dương Nghị Vân nhìn về phía trước, đồng thời mở miệng hỏi Tím Cầm thần ma nói, Tím Cầm đạo hữu có biết là cái gì? Hẳn là hồng hoang mãnh thú, hơi thở ngưng tụ không tiêu tan, cuồng bạo vô cùng, 89 phần 10 là đụng tới hồng hoang mãnh thú. Tím Cầm thần ma sắc mặt có chút khó coi nói. Dương Nghị Vân xem ra tới Tím Cầm thần ma sắc mặt phi thường không tốt, cứ việc phía trước nghe nàng nói chuyện cổ hồng hoang nguy hiểm, nhưng cũng không cảm thấy có giờ phút này không xong. Nhịn không được hỏi, có cái gì không đúng không? Tím Cầm thần ma vẻ mặt ngưng trọng nói, ta phía trước tuy rằng nói qua cổ hồng hoang nơi có cường đại hồng hoang mãnh thú tồn tại, nhưng là nói thật đã tới vài lần đều rất ít gặp qua, liền tính là gặp phải cũng đều là nhỏ lại tồn tại. Đến nỗi đại hình hồng hoang mãnh thú chưa từng thấy quá cũng không chính chân ý nghĩa thượng đụng tới quá, lần này xem ra chúng ta là đụng phải đại hình hồng hoang mãnh thú. Không có việc gì, chúng ta tiểu tâm ứng đối liền hảo, không nhất định là hướng về phía chúng ta tới. Dương Nghị Vân xem như một cái miễn cưỡng an ủi cấp Tím Cầm thần ma. Những người khác cũng là vẻ mặt cảnh giác, nhìn về phía trước. Nghe được Dương Nghị Vân cấp Tím Cầm thần ma an ủi, đều ở cười khổ, mọi người đều là hợp đạo cấp bậc tu vi. Cứ việc ở cổ hồng hoang bực này hoàn cảnh ác liệt hoàn cảnh, thần thức không thể sử dụng, cũng có thể phân biệt ra, vang lên thú giống là hướng về phía bọn họ mà đến. Ầm vang, mặt đất ở chấn động, một chút, rất giống là cái gì thật lớn vô cùng tồn tại, đi đường giống nhau. Răng rắc, rốt cuộc phía trước có đại thụ đứt gãy. Một cái chớp mắt ra đại ra ánh mắt nhìn lại. Tê, hít hà một hơi thanh âm không hẹn mà cùng vang lên. Thấy được, liền ở bọn họ phía trước 50 mét ngoài, xuất hiện một cái thật lớn đầu, như là khủng long. Dương Nghị Vân trong đầu trước tiên hiện lên Jurassic điện ảnh chung khủng long hình ảnh. Nhưng là hắn biết đó là hai việc khác nhau. Cái này đầu chỉ là cùng khủng long tương tự, sinh có một sừng, 6 con mắt. Màu trắng ngà đầu, sinh trưởng 6 chỉ huyết sắc đôi mắt, có một sừng. Chỉ cần đầu đều có một gian phòng ở như vậy đại. Trong lòng tưởng nói một tiếng chạy đi, nhưng lại từ bỏ, bởi vì hắn cảm giác bị theo dõi. Các ngươi có hay không bị tỏa định cảm giác? Lúc này Dương Tinh Phó mở miệng nhỏ giọng hỏi một tiếng. Mọi người tất cả đều không hẹn mà cùng gật đầu. Hiển nhiên đều giống nhau, trốn là không có khả năng, bị này đầu đại gia hỏa cấp theo dõi, trốn không phải hảo biện pháp. Đây là cái gì quái vật? Dương Nghị Vân nói thầm một tiếng. Giờ phút này lại là thần ma vương triều thần ma vương Ngỗ Quân bằng nuốt khẩu nước miếng mở miệng nói, ta đã từng ở ta thần ma cung điển tịch nhìn thấy quá có quan hệ thiên bỏ nơi hồng hoang mộng mãnh thú ghi lại, từng có 6 con mắt miêu tả, 6 mục một sừng thú. Vì hồng hoang mới bắt đầu một loại mãnh thú, 6 con mắt có 6 loại thiên phú thần thông, nước lửa phong lôi, không gian, cắn nuốt khả năng, một sừng càng là có cường đại vô cùng lực lượng, nhưng xé trời mà, 6 mục các có thuộc tính, không gian phong tỏa cùng cắn nuốt ngoại lực. Vốn tưởng rằng tuyệt chủng với hồng hoang, không nghĩ tới còn tồn tại, nhưng là thoạt nhìn, đôi mắt tất cả đều đỏ đậm, cùng điển tịch chung ghi lại 6 mục 6 sắc không quá giống nhau, lại là không biết còn có hay không 6 mục thần thông tồn tại, này chờ hồng hoang mãnh thú, 6 mục cùng một sừng đều là chí bảo. Thực lực như thế nào? Dương Tinh Phó nghe xong ánh mắt sáng lên hỏi. Thần ma vương cười khổ lắc đầu nói, không có thực lực ghi lại, nhưng là tất nhiên không phải phàm vật. Nếu là có thể tránh đi chúng ta vẫn là tránh đi hảo. Dương Nghị Vân xem nhi tử đôi mắt sáng lên bộ dáng, mắng nói, tiểu tử thúi tưởng cái gì đâu. Không phải sở hữu bảo bối là có thể đến, trước mắt này đầu đại gia hỏa, tất nhiên không hảo sống chung, thần ma vương nói không sai, đợi lát nữa mọi người xem tình huống, nếu có thể bình yên rời đi, liền không cần trêu chọc này đầu 6 mục đại thú nhân. Hắc hắc, ta chính là nói một miệng, phụ thân chớ bực. Dương Tinh Phó vội vàng cười làm lành. Nói đến cũng là kỳ quái, bọn họ một hàng không dám động, chạm tại chỗ, mà 6 mục một sừng thú xuất hiện một cái đầu to sau, cũng là đã không có hành động, chính là 6 con mắt vẫn luôn nhìn bọn họ. Hai bên cứ như vậy rằng co xuống dưới. Ai cũng không có động quá. Nhoáng lên vài phút qua đi. Trong lòng áp lực vẫn phải có, Dương Tinh Phó nhịn không được mở miệng nói,
phụ thân như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp a, tổng không thể chúng ta cứ như vậy rằng co. Dương Nghị Vân trầm ngâm một chút nói, như vậy, chúng ta nếm thử một chút di động thân hình nhìn xem, nếu là sáu mục một sừng thú vẫn là bất động, vậy thuyết minh sẽ không công kích chúng ta, đại gia vòng hành rời đi, nếu là có dị động, vậy sát chi. Hảo! Mọi người vừa nghe vội vàng theo tiếng, luôn là như vậy rằng co đi xuống cũng không phải biện pháp. Có lẽ này đầu sáu mục một sừng thú, cũng không nhất định là phải vì khó bọn họ, có lẽ cũng chỉ là tò mò xuất hiện nhân loại mà thôi. Kế tiếp Dương Nghị Vân phất tay ý bảo, đại gia chậm rãi về phía sau dị động. Một bước hai bước, không động tĩnh. Sáu mục một sừng thú thật lớn đầu không nhúc nhích. Cái này làm cho Dương Nghị Vân nhẹ nhàng thở ra, còn hảo chỉ cần sáu mục một sừng thú không truy đuổi, bọn họ là có thể tránh đi. Chỉ chớp mắt lui về phía sau mười mấy mét. Dương Nghị Vân rốt cuộc mở miệng nói, thoạt nhìn không có việc gì, đại gia lại lui 50 mét, đến lúc đó nhanh chóng ly. Không tốt, mau tản ra. Dương Nghị Vân lời nói cũng chưa nói xong, tím cầm thần ma liền ra tiếng hô to. Nháy mắt mọi người đều thấy được. Lại là tại đây một khắc, sáu mục một sừng thú sáu con mắt, vầng sáng đại tác phẩm, mỗi một con mắt chung giống như là nổi lên lốc xoáy giống nhau. Nhìn như huyết sắc đôi mắt, tại đây một khắc có biến hóa. Lục đạo chói mắt vô cùng huyết quang bùng nổ mà ra, thẳng đến bọn họ mà đến. Giống. Đồng thời một tiếng kinh thiên động địa gầm rú vang vọng thiên địa. Trong nháy mắt mọi người đều cảm giác thiên địa ảm đạm. Lại là thấy được sáu mục một sừng thú thật lớn đầu bỗng nhiên dâng lên. Mà mọi người còn lại là thấy được sáu mục một sừng thú quái vật khổng lồ thân hình. Thật đúng là đại vật. Cao số ước lượng trăm trượng. Tránh ra. Dương Nghị Vân giống to. Đại gia vèo 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 tản ra, lại là phóng lên cao. Một chút liền đến giữa không trung. Vốn dĩ cho rằng có thể né tránh lục đạo thô như nước lưu giống nhau huyết quang, hoặc là nói sáu mục một sừng thú sáu con mắt bùng nổ công kích thần quang, không nghĩ tới chính là, lục đạo huyết quang giống như vật còn sống giống nhau, trực tiếp quẹo vào truy bọn họ. Giờ phút này bọn họ bảy đạo thân hình, trước tiên thánh yêu linh lão thất cùng tím cầm thần ma hợp nhất, các nàng chi gian vốn dĩ liền có khế ước, lẫn nhau phụ trợ, vì một người. Vạn ma triều tông tông chủ bị Dương Nghị Vân chém giết, hiện giờ chỉ còn lại có. Lớn nhỏ thần ma tông tông chủ Mã Ngàn Diệp cùng Thu Nam, cùng với thần ma vương triều thần ma vương Ngỗ Quân Bằng cùng Dương Nghị Vân, 13 cùng Dương Tinh Phó. Lục đạo huyết quang, truy kích chính là 7 người. Dương Nghị Vân lớn tiếng nói, Tinh Nhi cùng 13 ứng đối một đạo, dư giả từng người phản kích một đạo. Là, đại gia cùng kêu lên trả lời. Như thế vừa vặn lục đạo 6 mục ánh sáng từng người ứng đối. Nếu trốn không thoát, vậy chỉ có ứng đối. Dương Nghị Vân trước tiên định đang ở giữa không trung, đối mặt một đạo sáu mục ánh sáng, hừ lạnh một tiếng, thiên phạt thiên địa. Phất tay chi gian trong tay thần quang lộng lẫy, bỗng nhiên đánh ra một trưởng thiên phạt thần thông trưởng. Ầm vang, một tiếng nổ vang dưới, hắn một trưởng chi uy, va chạm ở một đạo sáu mục thần quang phía trên. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, ngay sau đó sáu mục thần quang nổ tung lúc sau, lại là oanh một chút hóa thành đầy trời lửa lớn, hướng hắn cuốn tịch mà đến. Giờ khắc này hắn xem như chân chính lý giải phía trước thần ma vương lời nói sáu mục thần thông chân chính hàm nghĩa. Nước lửa phong lôi, không gian, cắn nuốt, sáu mục thần quang trong vòng, các có thần thông thiên phú. Hắn giờ phút này gặp phải chính là hỏa thuộc tính thần quang. Dương Nghị Vân không nghĩ tới này sáu mục một sừng thú còn có bực này năng lực, lãnh không thiếu đã bị ngọn lửa cấp nuốt sống. Chỉ cảm thấy một cổ sóng nhiệt ập vào trước mặt. Cơ hồ là căn bản nháy mắt pháp lực trải rộng toàn thân làm ra phòng ngự. Gần một chút, hắn pháp lực phòng ngự đã bị thiêu phá, ngọn lửa uy lực trực tiếp tới rồi thân thể thượng. A! À, Dương Nghị Vân phát ra hét thảm một tiếng. Toàn thân quần áo tóc toàn bộ đều bị bậc lửa. Cực nóng đau đớn truyền khắp toàn thân. Cũng may hắn thân thể cường đại không kém, bực này ngọn lửa uy lực đốt tới làn da lúc sau, lưu ly thân thể trong vòng rèn luyện bùng nổ mà ra. Đứng vững ngọn lửa tiếp tục đốt cháy. Ngay sau đó bất lão nước suối tự động sáu chuyển toàn thân, nơi đi qua, mặc kệ là ngọn lửa tắt càng là chữa trị bị bỏng thân thể. Hô! Dương Nghị Vân rốt cuộc xuyến quá khí, trong lòng vừa động tóc lông mày một lần nữa sinh trưởng mà ra. Cũng vội vàng từ càn khôn hồ lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng là làm hắn đổ mồ hôi lạnh. Thình lình dưới, liền ăn một mệt, tân mệt tu luyện quá thân thể.
trên người càng là có bất lão tuyền tồn tại, nếu không lần này hắn tuyệt đối nếu không chết cũng đưa rất nửa cái mạng. Đương nhiên nói nửa cái mạng có điểm khuếch đại, nhưng ăn cái đại đau khổ là nhất định. Cũng cảm nhận được cổ hồng hoang hung thú hung mãnh lợi hại. Giải quyết rất tự thân nguy cơ sau, Dương Nghị Vân trước tiên đi xem những người khác. Lại là phát hiện giờ phút này tất cả đều bị sáu mục thần quang cấp quấn lên. Nghĩ đến cùng hắn giống nhau, đại gia đối phó sáu mục thần quang lúc sau, khả năng cũng chưa nghĩ đến thần quang chỉ là một cái mê hoặc, chân chính nguy hiểm là thần quang thuộc tính chi lực. Dương Nghị Vân tưởng trước tiên đi giúp nhi tử cùng 13, nhưng lại là phát hiện sáu mục một sừng thú công kích đã lần thứ hai đã đến. Này đầu hung thú đỉnh đầu thật lớn một sừng như là một cái tận trời trụ giống nhau, giờ phút này lóng lánh chói mắt bạch quang, hơn nữa tản mát ra một cổ không gì sánh kịp hơi thở, ở Dương Nghị Vân cảm giác trung tựa hồ muốn so thánh đạo một tầng thánh nhân hơi thở còn mạnh hơn thượng một đường. Cái này làm cho hắn trong lòng căng thẳng. Thực rõ ràng đây là này đầu thật lớn nhiệt xúc đại chiêu. Nếu là làm này đầu nghiệt xúc này một kích bùng nổ mà ra, hắn giờ phút này đến lúc đó không sao cả, đã thoát hiểm, nhưng những người khác lại là rõ ràng yêu cầu thời gian. Ong! Sáu mục một sừng thú một sừng công kích ong một chút sốt cuộc bùng nổ, bỗng nhiên thẳng đến bọn họ bên này mà đến, này nếu là thật bùng nổ lại đây, hậu quả không dám tưởng tượng. Dương Nghị Vân cắn răng một cái, không có biện pháp, căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể căng ra đầu mà thượng. Trong tay lục quang chợt lóe, liễu xanh thần thụ nơi tay. Cấp lão tử phá. Dùng tới pháp lực cùng 10 đại đạo thụ lực lượng, Dương Nghị Vân nhảy dựng lên đối với càng lúc càng lớn một sừng bạch quang một kích liễu xanh thần quang đón nhận. Oanh! Đầy trời màu xanh lục. Nháy mắt áp qua bạch quang. Ra đời hỗn độn bẩm sinh liễu xanh thần thụ chi uy, trước nay liền sẽ không nhược. Một tiếng nặng nề lúc sau, lục bạch đan chéo. Cuối cùng vẫn là liễu xanh thần quang chiếm cứ thượng phong. Sáu mục một sừng thú một sừng lực lượng bị liễu xanh thần quang toàn bao trùm giống nhau cấp cắn nuốt hầu như không còn. Này một kích lúc sau. Dương Nghị Vân huyền phù ở không, há mồm thở dốc. Khóe mắt dư quang nhìn đến thần ma vương Ngỗ Quân bằng đầu tiên thoát vây, từ một cái thật lớn bọt nước chung ra tới, sắc mặt một mảnh trắng bệch, thực hiển nhiên hắn đối thượng chính là sáu mục thần quang chung thủy thuộc tính lực lượng. Ghi nhớ nếu là tím cầm thần bí bỗng nhiên xuất hiện ở Dương Nghị Vân thâm tầng, nàng thoát vây ở Dương Nghị Vân đoán trước bên trong, bởi vì tím cầm thần ma trên người có thánh yêu linh lão thất hỗ trợ. Nàng sắc mặt tuy rằng nhìn xem nhưng thoạt nhìn cũng không có gì trở ngại. Dương Nghị Vân hỏi một tiếng, không có gì đi. Tím cầm thần ma lắc đầu, không có việc gì, chúng này nhiệt xúc sáu mục lực cắn nuốt, cũng may có thất muội ở đoan. Ngay sau đó lại là 13 cùng nhi tử Dương Tinh Phó từ một đoàn tiếng sấm chung đi ra, ngay sau đó tiếng sấm tiêu tán. Sáu mục một sừng thú nước lửa phong lôi không gian cắn nuốt sáu mục thuộc tính, giờ phút này dư lại phong cùng không gian. Các ngươi đi giúp bọn hắn hai cái, ta nhìn chằm chằm này đầu nhiệt xúc. Dương Nghị Vân cũng không quay đầu lại nói chuyện. Hảo! Là phụ thân! Mấy người đều biết. Dương Nghị Vân làm cho bọn họ bang là Đại Thần Ma Tông Mã Ngàn Diệp cùng Tiểu Thần Ma Tông Thu Nam, này hai người Mã Ngàn Diệp bị nhốt ở gió lốc, mà Thu Mãn còn lại là biến mất không thấy tung tích. Đương nhiên mọi người đều có thể cảm nhận được Thu Nam hơi thở còn ở, chỉ là bị nhốt ở sáu mục một sừng thú thuộc tính không gian. Giờ phút này sáu mục một sừng thú lại là cùng Dương Nghị Vân đối diện. Sáu mục huyết sắc một mảnh, đôi mắt như cối xay giống nhau đại. Tựa hồ cũng không nghĩ tới Dương Nghị Vân cái này nhỏ bé nhân loại cư nhiên có thể hố hạ nó một sừng lực lượng. Mà Dương Nghị Vân giờ phút này trong lòng ở tính toán, có thể hay không xử lý này đầu thật lớn nhiệt xúc. Luận thực lực Dương Nghị Vân cảm giác này đầu sáu mục một sừng thú so với thánh đạo một tầng cường thượng một đường, nhưng cũng đoạt không đến hai tầng đi. Nếu hắn đua toàn lực lấy liễu xanh thần thụ chiến chi, có lẽ có thể một trận chiến, nhưng là này đầu nhiệt xúc sáu mục thần quang lại là có thuộc tính. Điểm này nhưng thật ra thực sự có điểm khó khăn. Chuẩn xác mà nói, này đầu nghiệt xúc cường đại nhất lực lượng đến từ trên đầu một sừng, đó là có thể bộc phát ra thuần túy cường đại lực lượng lực lượng. Thế gian thánh đạo cấp bậc vốn là thưa thớt, càng đừng nói đi vào cổ hồng hoang sau hắn cư nhiên sẽ gặp phải một đầu có thể so với thánh đạo mãnh thú. Trong lòng áp lực vẫn là rất đại. Nhưng là lúc này, tựa hồ cũng không có biện pháp lùi bước, hoặc là nói không đường lui. Bởi vì Dương Nghị Vân phát hiện chính mình bị trước mắt này đầu nhiệt xúc cấp gắt gao tỏa định. Bị tỏa định cảm giác liền tương tự chính mình không có mặc quần áo giống nhau, bực này cảm giác làm hắn thực không thoải mái.
lão tử còn sợ ngươi một đầu xúc sinh không thành. Dương Nghị Vân tự nói cho chính mình đại khí. Kỳ thật hắn trong lòng rất rõ ràng, đây cũng là một lần không tồi mài rũa, hơn nữa đối thủ là nguyên thủy hung thú, bực này hung thú dùng tím cầm thần ma nói, không có gì linh trí tồn tại, bản năng ý thức chính là hung hãn thú. So sánh với cùng cấp bậc thần linh, nhưng dễ đối phó nhiều. Giống. Rốt cuộc sáu mục một sừng thú, hướng về phía hắn phát ra giống giận. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhìn đến nó sáu con mắt lại một lần có xoay tròn giống nhau lốc xoáy. Này biểu thị lần thứ hai sáu mục công kích muốn bắt đầu rồi. Dương Nghị Vân há có thể cho nó cơ hội. Từ phía trước quan sát xem, sáu mục một sừng thú sáu mục công kích, lại yêu cầu thời gian, ước chừng ở 10 tức trong vòng. Như thế hắn tâm một hoành, trong tay liễu xanh thần thụ lóng lánh dựng lên, hừ lạnh một tiếng, băm rớt ngươi đầu làm ngươi không cơ hội phát ra tới. Nói chuyện chi gian Dương Mẫu Nhân vèo một chút bay đi ra ngoài, giây tiếp theo lắc mình xuất hiện ở sáu mục góc đối thú trên đỉnh đầu. Cho ta chạm. Hét lớn một tiếng liễu xanh thần thụ đối với sáu mục một sừng thú cổ bỗng nhiên vung lên mà xuống. Tức khắc liễu xanh thần thụ thượng phát ra một đạo trăm mét lớn lên lục quang, dừng ở sáu mục một sừng thú cổ. Phốc. Giống. Một tiếng phụt giống nhau nặng nề trong tiếng cùng với sáu mục một sừng thú ăn đau kêu thảm thiết. Đầy trời huyết phũ tán hoa, như mưa to tầm tã rừng ở đại địa. Máu như nước suối từ sáu mục góc đối thú cổ ra toát ra. Làm Dương Nghị Vân giật mình chính là, hắn này một kích cư nhiên không có trong tưởng tượng đem sáu mục một sừng thú cổ chặt đứt, không có đem đầu chặt bỏ tới. Chỉ là một kích dưới, nhìn ra một đạo 5-6 mét lớn lên miệng vết thương tới. Thật đúng là ngạnh a. Dương Nghị Vân cầm lòng không đậu cảm thán. Tuy rằng không có thể như nguyện. Chính là lần này ít nhất cũng đánh gãy sáu mục một sừng thú sáu con mắt thần thông bùng nổ, này đầu nhiệt xúc đôi mắt lốc xoáy đã không có, này thuyết minh sáu mục thần thông bị hắn đánh gãy. Hô hô! Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Dương Nghị Vân nghe được gào thét giống nhau tiếng xé gió vang lên, từ phía sau vang lên. Hắn trong lòng kinh hãi, trong lòng kinh hoàng. Cảm nhận được nguy hiểm sau, trước tiên liền phải đi tránh né. Nhưng là... chạm vào... căn bản liền tới không kịp, cũng không có biện pháp tránh né. Chỉ cảm thấy sau lưng như là bị một tòa núi lớn cấp va chạm giống nhau, ngũ tạng lục phủ đều tại đây một khắc cảm thấy đừng đâm nát giống nhau, một mồm to máu tươi liền phun ra, thân thể như diều đứt dây giống nhau như mũi tên nhọn giống nhau bay đi ra ngoài. Tại đây một khắc Dương Nghị Vân rốt cuộc thấy được sau lưng tập kích chính mình chính là thứ gì. Lại là một cái màu trắng cái đuôi, là sáu mục một sừng thú cái đuôi. Rất dài, như một cái trăm mét cự long giống nhau cái đuôi, ngoại hình thượng xem càng như là một cái roi. Đồng thời hắn thấy rõ ràng sáu mục một sừng thú toàn bộ thân hình, hơn 1.000 mét lớn lên thân hình, có một đôi nhỏ bé chân cẳng. Thật là có điểm tương tự khủng long. Ầm vang. Dương Nghị Vân cảm thấy thân thể của mình bị này một kích tạp tiến vào núi lớn chung. Hắn trong lòng cười khổ, này một kích không oan uổng, hắn chỉ lo sáu mục một sừng thú đầu. Lại là căn bản liền không phỏng chừng này nhiệt xúc còn có như vậy một cái có thể muốn mệnh cái đuôi. Tóm lại cảm giác hắn giờ phút này thân thể đều nát giống nhau. Cũng không biết lần này bị tạp vào sơn thể chung bao sâu, bị một kích cái đuôi trừ bay có bao xa, dù sao rất thảm chính là. Dương Nghị Vân cảm giác thân thể dù sao không động đậy biện pháp, hắn này nhi cũng không biết chính mình thân thể có phải hay không vỡ thành mấy khối. Vẫn là nói ngũ tạng lục phủ đều nát. Không xong là vô cùng không xong, duy nhất may mắn chính là ý thức còn ở. Phụ thân, thiên đế, Dương Nghị Vân bị một kích mà phi lúc sau, Dương Tinh Phó đám người vừa vặn đem Mã Ngàn Diệp cùng Thu Nam cứu ra thoát vây, thấy được một màn này. 13 đi xem ta phụ thân. Dương Tinh Phó tốc ký thét dài một tiếng, đầy đầu tóc dài phiêu động lên, lại là toàn thân thần ma khí nhộn nhạo, hóa thành một tôn mấy ngàn mét thật lớn thần ma pháp thân, trong tay xuất hiện một thanh ma đao. Hướng về phía sáu mục một sừng thú vọt qua đi. Mặt khác mấy người vừa thấy, đại gia cùng nhau thượng. Ngay từ đầu ăn một mệt, nhưng lúc này cũng là không có biện pháp. 13 hướng về Dương Nghị Vân bị một kích đánh bay sơn thể mà đi, mặt khác mấy người còn lại là nhằm phía sáu mục một sừng thú. Giống. Này đầu nhiệt xúc bị Dương Nghị Vân cổ một kích liễu xanh thần thụ, miệng vết thương mấy thước, máu tươi vẫn luôn ở lưu, nhưng thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải yếu hại. Đối mặt Dương Tinh Phó đám người công kích, phát ra giống giận. Đỉnh đầu một sừng bùng nổ, một cái vài trăm thước cái đuôi vũ động lên,
lại là trong lúc nhất thời chút nào không làm Dương Tinh Phó đám người tới gần. Đánh rằng co giống nhau chiến đấu bắt đầu rồi. Kỳ thật Dương Tinh Phó đám người công kích, đối này đầu sáu mục một sừng thú, cũng không có bao lớn tác dụng. Này đầu nghiệt xúc da dày thịt béo, một sừng lực lượng bùng nổ, cũng không giống đôi mắt giống nhau yêu cầu thời gian vận lượng, từng đạo lực lượng phát ra, phản nói là làm Dương Tinh Phó cùng Tím Cầm Thần Ma mấy người kế tiếp bị lui bị thương. Mà bên kia 13 rốt cuộc tới rồi Dương Nghị Vân bị tạp vào núi thể cửa động, vừa muốn đi vào thời điểm, lại là nghe được Dương Nghị Vân thanh âm nói, 13 đừng tiến vào. 13 nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, biểu hiện sửng sốt, rồi sau đó đại hỉ, nghe tới thiên đế không có việc gì, nàng vội vàng lui về phía sau mở ra. Đồng thời cảm nhận được một cổ cường đại chi lực từ sơn động bùng nổ mà ra. 13 sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới. Dương Nghị Vân không chỉ có không có việc gì, lúc này nhìn như chăng còn đột phá tu vi. Cửa động truyền đến cường đại hơi thở, nàng rất rõ ràng đây là đột phá tu vi hơi thở. Thật là vô pháp tưởng tượng, đây là có chuyện gì? Rõ ràng nhìn đến Dương Nghị Vân bị một kích đánh bay, còn lo lắng hắn có thể hay không có chuyện gì, nhưng hiện tại xem ra sẽ không có việc gì, ngược lại tu vi đột phá. Đương nhiên đối với Dương Mỗ Nhân tới nói, hắn cũng là có điểm ngoài ý muốn. Đích xác giờ phút này hắn đột phá. Chuẩn xác mà nói, là tu vi thượng ngộ đạo, từ đạt tới về nhất giai đoạn. Hợp đạo 5 tầng về 1, chính là 5 loại pháp tắc về 1, sinh, chết, minh quang, ám hắc, không gian, 5 đại lực lượng quỷ về 1 dung hợp. Rất nhiều người chỉ là tu luyện đến hợp đạo 5 tầng cấp bậc, nhưng lại không cách nào làm được về 1. Điểm này không chỉ có riêng là dựa vào nỗ lực tu luyện là có thể làm được. Càng nhiều vẫn là yêu cầu cảnh giới thượng hiểu được mới được. Hắn bị sáu mục một sừng thú một kích cái đuôi công kích, thật là xưa nay chưa từng có bị thương nặng, thân thể thương thế cơ hồ là tử vong nông nỗi. Đổi cá nhân tới nói, khả năng ném muốn bỏ rớt thân thể, bởi vì ngũ tạng tẫn hủy, toàn bộ thân thể bị sáu mục một sừng thú gần như đánh nát, không bỏ rớt cũng vô pháp khôi phục. Nhưng cố tình hắn Dương Nghị Vân trên người có tuyệt thế chữa thương chí bảo bất lão nước suối. Ở hắn bị đánh vào núi bụng trong vòng vô pháp động thời điểm, bất lão nước suối tự động hỗ trợ bắt đầu. Như thế Dương Nghị Vân tại đây trong chốc lát đã trải qua sinh tử, nội tâm dao động là rất lớn. Hắn nằm ở sơn bụng trong vòng vừa động đều không thể động, lại là từ thân thể tử vong đến trong cơ thể bất lão tuyển vận chuyển cảm nhận được cường đại vô cùng sinh cơ chi lực lưu chuyển ở toàn thân, cảm thụ được thân thể từ trong tới ngoài một chút bị bất lão tuyển cường đại sinh cơ chi lực chữa trị. Giờ khắc này thời điểm hắn cảm nhận được sinh tử, càng là từ thần hạch trong vòng rõ ràng cảm nhận được sinh tử hai loại lực lượng xuất hiện lưu chuyển toàn thân. Là thật là sinh tử chi lực, càng là tâm cảnh thượng sinh tử hiểu được. Liền như vậy trong nháy mắt Dương Nghị Vân lòng có sở ngộ, hắn tựa hồ minh bạch cái gì là hợp đạo về một. Không có trải qua quá sinh tử cảm thụ, liền vô pháp thể ngộ sinh tử cảnh giới. Thần hạch trong vòng sinh tử hai loại lực lượng tại đây một khắc cảm giác có điểm biến hóa. Hoặc là nói tiến hóa, trở thành pháp tắc chi lực. Đây là chân chính sinh tử pháp tắc. Trước kia cũng có, nhưng là chưa từng có như thế rõ ràng. Theo nếp quy tắc chung vạn pháp toàn thông. Ngay sau đó ở vô biên sơn động trong vòng hắn không động đậy, thật đuôi mù, cảm nhận được chính là vô biên hắc ám. Oanh! Thần hạch chấn động. Hắc ám pháp tắc xuất hiện, vần quanh trong cơ thể, tản quanh thân. Có hắc ám tự nhiên sẽ có quang minh. Đương bất lão tuyền lực lượng đem thân thể chữa trị không sai biệt lắm thời điểm, hắn hết thảy cảm quan đã trở lại, có đau đớn chi giác từ từ. Lúc sau thử mở mắt, ánh mắt đầu tiên tối tăm, đệ nhị mắt hắn thấy được một tia quang minh từ nhỏ hẹp ngoài động thấu tiến vào. Oanh! Giờ khắc này quang minh pháp tắc xuất hiện. Đến tận đây năm đại pháp tắc có sinh, chết, hắc ám cùng quang minh. Liền kém không gian. Thân thể khôi phục còn ở tiếp tục. Thân thể hắn có chi giác sau, phát hiện chính mình bị gắt gao tạp ở sơn thể chung. Trong lòng cười khổ, biết đây là bị sáu mục một sừng thú một cái đuôi trừ phi lúc sau, ngạnh sinh sinh tạp vào sơn thể trong vòng, bị gắt gao tạp ở sơn thể chung. Thực nghẹn khuất, hắn tưởng động một chút đều cảm giác không chút sứt mẻ. Giờ khắc này trong đầu nghĩ đều là thân thể năng động, hoặc là nói là không gian nhỏ hẹp. Oanh! Sau đó không gian chi lực xuất hiện. Hoặc là nói không gian pháp tắc xuất hiện, từ thần hạch trong vòng mà ra du tẩu toàn thân. Dương Nghị Vân một niệm dưới, bốn phía ong một tiếng, một cái thật lớn không gian xuất hiện, hắn thân thể rốt cuộc khôi phục tự do,
không hề là bị nhẹ nhẹ tạm ở sơn thể trạng thái. Mà là lấy không gian pháp tắc hình thành một cái độc lập không gian, đương nhiên không tính đại, cũng chính là mười mấy cái bình phương. Nhưng lại là cũng đủ hắn hoạt động. Năm đại pháp tắc tất cả đều xuất hiện, hắn lòng có sở ngộ. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển càn khôn đạo chủng công, khôi phục thân thể tu luyện dựng lên. Năm đại pháp tắc từ thần hạch xuất hiện, đây là một hồi cảm thấy ngộ, càng là hợp đạo năm tầng về một. Trước kia tuy rằng nói cũng tu luyện năm đại lực lượng, cũng xưng là pháp tắc chi lực, nhưng là giờ phút này mới hiểu được, kia không phải pháp tắc chi lực, bản chất vẫn là pháp lực, là thuộc tính lực lượng chỉ thế mà thôi. Nhưng là giờ phút này hắn mới rõ ràng cảm nhận được, không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau. Trước kia năm đại pháp tắc, là không có linh hồn. Hiện tại còn lại là có trận này hiểu được, chân chính giao cho năm đại pháp tắc linh hồn. Đây mới là xem như viên mãn. Nhắm mắt dưới, Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể ngoại năm loại lực lượng tồn tại, sinh chi lực, tử vong chi lực, hắc ám chi lực, quang minh chi lực, cùng không gian chi lực tồn tại. Sinh cơ chi lực là cái loại này có sinh mệnh lực giống như sống lại giống nhau lực lượng, tràn ngập hy vọng. Tử vong chi lực toàn bộ trước phóng, hết thảy yên tĩnh, vạn vật toàn diệt, đạt tràn ngập tuyệt vọng. Hắc ám vô biên không có mấy, tràn ngập vô tận cô độc. Quang minh lực lượng hơi thở chỉ là chiếu rọi thế giới sáng ngời, tràn ngập cực nóng giống nhau. Không gian chi lực càng là kỳ diệu vô biên, hắn cảm giác được có thể ở một cái hạt cát nhìn thấy một cái thế giới to lớn. Bên này là năm đại pháp tắc chân lý. Ngộ đạo, bên này là ngộ đạo. Hiểu được tới rồi lực lượng chân lý, mới xem như chân chính hiểu được. Hết thảy trải qua đều phải có chính mình trải qua mới có thể đi hiểu được bản chất. Năm đại pháp tắc lực lượng ở thần hạch vận chuyển không thôi. Dương Nghị Vân trong lòng bình tĩnh xuống dưới. Hắn tại đây một khắc, hiểu được thâm hậu. Hợp đạo năm tầng về một, thì ra là thế. Pháp tắc, về một. Dương Nghị Vân trong lòng nhẹ niệm một tiếng. Ngay sau đó, thần hạch trong vòng sinh cơ, tử vong, hắc ám, quang minh, không gian, năm đại pháp tắc, ngay lập tức chi gian dung hợp ở cùng nhau. Ầm vang. Một tiếng nặng nề vang lên. Hắn cả người chấn động, năm đại pháp tắc lực lượng tại đây một khắc dung hợp về một. Hóa thành một cổ trước sở chỉ có lực lượng. Dương Nghị Vân phát hiện bên này là khí. Căn nguyên chi khí. Chỉ là có điều dĩ vãng khí chi lực, chính mình hợp đạo về một lúc sau khí chi lực, chính là năm đại pháp tắc dung hợp, không thể đơn giản xưng là khí, càng hẳn là xưng là pháp tắc chi khí. Hết thảy pháp lực chuyển biến thành càng vì cao giai khí chi lực. Nhưng xưng là pháp khí càng vì chuẩn xác. Tụ tán tự nhiên, thuộc tính hay thay đổi. Hắn biết giờ phút này chính mình trong cơ thể lực lượng, xem như chân chính ý nghĩa thượng tu luyện tới rồi lực lượng đỉnh cấp. Nếu ở đột phá, bên kia là thánh đạo. Đến tận đây hắn đứng ở hợp đạo về một đỉnh. Ngày sau có thể hay không chứng đạo bước vào thánh đạo, thành tựu thánh nhân, vậy muốn xem tạo hóa. Nhưng là hắn rõ ràng, thánh đạo chi lực tuyệt đối không phải lực lượng trình tự. Đó là so với chính mình giờ phút này lĩnh ngộ pháp khí chi lực còn muốn cao cấp tồn tại. Cứ việc như thế, Dương Nghị Vân cũng đã thỏa mãn. Sinh tử chi gian chiến đấu, làm hắn đột phá. Năm đại pháp tắc dung hợp về một thành công, làm lực lượng tiến hóa tới rồi pháp khí giai đoạn, tu vi cảnh giới ở hợp đạo về một viên mãn, có thể nói đạt tới mầu thần nương nương cái kia nửa thánh cấp đừng. Đáng tiếc đỉnh lại đỉnh, chung quy muốn bước vào thánh đạo quá khó khăn. Này yêu cầu chứng đạo mới được. Đạm nhiên hắn hiện tại xưng là nửa thánh, cũng là chút nào không khoa trương. Bởi vì hắn tu luyện công pháp cùng thể chất thiên phú đều là cùng thường nhân bất đồng, đặc biệt là lần này năm đại pháp tác dung hợp về một, đây là chính hắn hiểu được. Lại nói tiếp hắn cảm giác Mã Ngàn Diệp cùng Tím Cầm Thần Ma đám người tuy rằng cũng là hợp đạo năm tầng về một, nhưng lại là cùng hắn hiện tại trạng thái hoàn toàn bất đồng. Ở Tím Cầm Thần Ma mấy cái trên người hắn không cảm nhận được pháp khí chi lực loại này mãnh liệt, cẩn thận hồi tưởng một chút liền hiểu được, Tím Cầm Thần Ma mấy cái hợp đạo 5 tầng về một tu vi, sở dĩ không có chính mình như thế mãnh liệt, hoặc là nói thiếu linh khí, đó là các nàng tu luyện phương hướng cùng chính mình hoàn toàn bất đồng, các nàng càng có rất nhiều lấy thời gian ngạnh sinh tu luyện tới rồi hợp đạo 5 tầng về một cảnh giới, mà không phải chân chính tìm hiểu chân lý. Đây mới là bất đồng. Đương nhiên không thể nói các nàng những cái đó hợp đạo 5 tầng về một chính là thủy hóa, chẳng qua là thời gian tìm hiểu, cũng coi như là, nhưng lại ở trên thực lực sẽ suy giảm, căn bản so không được chính mình như vậy hiểu được chân lý ngộ đạo về một chi lộ.
Nghĩ thông suốt này đó, Dương Mỗ Nhân khóe miệng có ý cười. Ngay sau đó bỗng nhiên mở hai mắt, phất tay chi gian mở miệng, khai. Ầm ầm ầm. Dương Nghị Vân tùy ý vung tay lên, cả tòa núi lớn sơn băng địa liệt thành hai nửa. Như thế Dương Mỗ Nhân một chân bước vào, đã tới rồi sơn ngoại giữa không trung. Thánh chủ, 13 muội trước tiên thấy được Dương Nghị Vân ra tới. Đôi mắt đều đỏ, nàng ở lo lắng Dương Nghị Vân, cũng ở lo lắng bên kia Dương Tinh Phó bọn họ cùng 6 mục một sừng thú chiến đấu. Thánh chủ bọn họ bên kia kiên trì không được, thiếu chủ bị thương nhìn đến Dương Nghị Vân khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí toàn thân hơi thở đều biến mất, nội liếm tới rồi cho đến, 13 muội liền biết Dương Nghị Vân tu vi cao hơn một tầng. Không sao, đãi ta đi bái rất kia chỉ nhiệt xúc ra. Dương Nghị Vân híp mắt nói chuyện, ngay sau đó lại là biến mất ở tại chỗ. Dương Mỗ Nhân cái này thật sự là lòng tự tin bạo lều trạng thái. Không có biện pháp, năm đại pháp tắc chính là thế gian pháp lực đỉnh, hơn nữa hắn dung hợp về một thành công sau, cao hơn một tầng. Lĩnh ngộ thế gian lực lượng chân lý, đương nhiên là có điểm khuếch đại, nhưng nói thánh đạo dưới vô địch lòng tự tin hắn là tuyệt đối có. Mặt khác, liền tính là giờ phút này đối mặt thánh đạo, hơn nữa trong tay bẩm sinh linh căn liễu xanh, chỉ cần là cửu lê lão tổ cùng hơi nước kiên kia trở thánh đạo một tầng, hắn đánh tơi bời không lầm. Bởi vì Dương Mỗ Nhân cảm giác đối lực lượng lý giải, trước kia đều là cứt chó giống nhau, giờ phút này mới là chân chính lĩnh ngộ. 6 mục một sừng thú thật là cường đại có thể so với thánh đạo một tầng. Thậm chí là càng cường một đường. Cho dù là hắn lấy liễu xanh thần thụ chi uy, cũng chỉ là ở 6 mục một sừng thú trên cổ để lại một đạo miệng vết thương, cũng không có chặt đứt cổ. Ngược lại là chính hắn một chút bị 6 mục một sừng thú triều phi, thiếu chút nữa không quải rớt. Bất quá cũng là bởi vì họa đến phúc, không này một chuyến tội, hắn cũng lĩnh ngộ không đến hợp đạo năm đại pháp tắc chân lý. Nói trở về, dung hợp về một lúc sau năm đại pháp tắc cho hắn mang đến không chỉ có riêng là năm đại pháp tắc hiểu được, mà là hết thảy lực lượng thuộc tính hiểu được, một pháp thông vạn pháp toàn thông đó là như thế. Cho nên lúc này Dương Mỗ Nhân xem 6 mục một sừng thú thời điểm, hai tròng mắt thoáng hiện chính là hừng hực liệt hỏa giống nhau quang mang. Này đầu nghiệt xúc thiếu chút nữa không làm hắn quải rớt, hiện tại hắn muốn bắt đầu lột da rút gân. Giờ phút này chiến trường còn lại là, Dương Tinh Phó, Tím Cầm Thần Ma, Mã Ngàn Diệp cùng Thu Nam hơn nữa Thần Ma Vương Ngỗ Quân bằng cùng nhau vây công 6 mục một sừng thú. Đáng tiếc, bọn họ hợp ở bên nhau đều không phải đối thủ, thậm chí là tất cả đều quải thải. 4 cái hợp đạo 5 tầng về một hơn nữa Dương Tinh Phó cái này hợp đạo 4 tầng, không có thương tổn cập đến 6 mục một sừng thú mảy may không nói, một đám còn đều chật vật bất kham, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nhưng này cũng không trách bọn họ, 6 mục một sừng thú là cổ hồng hoang hung thú, hơn nữa là mới bắt đầu hồng hoang thú, thực lực có thể so với thánh đạo tồn tại. Bọn họ liên hợp lại, có thể chu toàn lâu như vậy, đã xem như không tồi. Phốc, sư huynh, một cái vô ý. Mã Ngàn Diệp hộc máu bay ngược đi ra ngoài, Thu Nam rốt cuộc hoảng loạn, vèo một chút bay vọt tiếp được Mã Ngàn Diệp. Trong ánh mắt nước mắt lấp lánh mang theo khóc nức nở nói, ngươi, ai ai cần ngươi lo a? Đích xác này một kích là Mã Ngàn Diệp thế Thu Nam lập tức. Mã Ngàn Trang miệng phun máu tươi nói, ta liền ngươi một người thân, không nghĩ ở mất đi ngươi, sư muội năm đó việc, kỳ thật là sư phụ buộc ta cưới sư tỷ, nhưng ta chung quy không đáp ứng. Cũng không phải là ngươi tưởng như vậy, ta vì kế thừa tông chủ chi vị mà muốn nghênh thú sư tỷ, nói đến cùng sư tỷ cũng không hề, ta. Thôi, thật lại nói tiếp, vẫn là ta động tham niệm, tưởng ngồi trên tông chủ chi vị, nhưng những năm gần đây, ta. Ta hối hận năm đó không lưu lại ngươi. Oanh! Thu Nam não một trận chỗ trống, nguyên lai nhiều năm như vậy, đều là chính mình hiểu lầm sư huynh. Này hết thảy đều là sư phụ buộc hắn. Đúng rồi. Sư tỷ là sư phụ thân thân nữ nhi, năm đó sư phụ tỏa hóa hết sức, tự nhiên muốn đem nữ nhi duy nhất phó thác cấp sư huynh. Lấy hắn tính cách, chỉ có thể đáp ứng. Nhưng ta lại cho rằng hắn là vì tông chủ chi vị, mới muốn cưới sư tỷ. Ngươi vì cái gì không nói sớm, năm đó vì cái gì không nói. Thu Nam giống lên, hồi tưởng khởi năm đó, ta đối Mã Ngàn Diệp hiểu lầm sâu đậm, ngày đó thậm chí nhất kiếm đâm xuyên qua thân thể hắn. Nhiều năm như vậy. Nàng thậm chí nơi trốn cùng hắn đối nghịch. Nhưng mỗi một lần hắn đều không có bất luận cái gì câu oán hận. Cũng đúng là trong lòng cho rằng hắn là vị tông chủ chi vị, mà lựa chọn sư tỷ, từ bỏ nàng,
dưới sự tức giận rời đi Đại Thần Ma Tông, tự lập môn hộ thành lập Tiểu Thần Ma Tông, vì chính là khí hắn, cùng hắn đối nghịch. Khụ khụ, Phốc Mã Ngàn Diệp hộc máu chung khóc cười nói, ta năm đó tưởng cấp giải thích này đó, nhưng ngươi căn bản chưa cho ta cơ hội, dưới sự tức giận đi rồi, nhiều năm như vậy, mỗi lần gặp mặt ngươi đều là châm chọc mỉa mai, ta nói cái gì ngươi đều không để ý tới. Sư muội a, kỳ thật ngươi cũng tưởng sai sư tỷ. Sư tỷ cùng ta thành hôn cũng là vì bảo toàn Đại Thần Ma Tông cơ nghiệp, sư tỷ há có thể không biết người ta đã sớm tư định chung thân việc, cho nên ta cùng nàng thành hôn chỉ là cái tên tuổi, lúc sau nàng trực tiếp liền tiến vào cấm địa, rốt cuộc không ra tới quá. Dùng sư tỷ nói, nàng có nàng nói phải đi, còn nói ngày nào đó làm ta đem ngươi tìm trở về, ngươi trách lầm sư tỷ, nàng từ nhỏ xem ngươi lớn lên, há có thể làm ra thực xin lỗi chuyện của ngươi, chúng ta thành hôn đều là tôn sư phụ Lâm Trung di nguyện. Lại là không nghĩ tới cái này hiểu lầm kéo dài nhiều năm như vậy. Khụ khụ, sư muội đáp ứng ta hôm nay nếu là đã chết, ngươi nếu có thể tồn tại trở về, liền trở về đi được chứ. Ngươi, các ngươi, ô ô, hết thảy đều minh bạch, Thu Nam khóc lớn. Nàng hiểu lầm cái này vẫn luôn thâm ái sư huynh, cũng hiểu lầm từ nhỏ nhìn nàng lớn lên sư tỷ. Lúc này, Mã Ngàn Diệp thương thế quá nặng, hơi thở càng ngày càng suy yếu. Sáng tỏ, nhưng là chậm. Thu Nam bất lực, một cái kính đem chính mình pháp lực hướng sư huynh Mã Ngàn Diệp trong cơ thể độ nhập, đáng tiếc hiệu quả không lớn. Sư huynh, ta tha thứ ngươi, cũng nhưng ứng ngươi cùng ngươi trở về, chúng ta cùng nhau trở về cùng nhau hồi sư môn, đi cấm địa tìm sư tỷ, nhưng ngươi không cần chết. Không cần chết. Thu Nam chính mình cũng bị thương, lúc này nàng hoang mang lo sợ. Sáu mục một sừng thú đối với các nàng tới nói quá mức cường đại. Yên tâm không chết được. Liền vào giờ phút này, một thanh âm ở Thu Nam bên tai vang lên, một chút làm nàng như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Chỉ chớp mắt Dương Nghị Vân thần quang tới xuất hiện tại bên người. Trời cao đế, cầu ngài cứu cứu ta sư huynh. Nàng trong ánh mắt có sắc thái, vừa rồi gần như vạn niệm câu hôi, thậm chí đều nghĩ tự bạo cùng sáu mục một sừng thú đồng quy vô tận, theo sư huynh cùng chết tính. Nhưng Dương Nghị Vân một tiếng, nhưng xem như cho nàng hy vọng. Dương Nghị Vân búng tay vung lên một giọt bất lão nước suối đưa vào Mã Ngàn Diệp trong miệng. Hắn ha hả cười nói, mang nàng đi xuống khôi phục, yên tâm đi, có ta ở đây không chết được. Nói xong Dương mẫu nhân rất có thâm ý nhìn thoáng qua giờ phút này hôn mê quá khứ Mã Ngàn Diệp, kỳ thật. Mã Ngàn Diệp thương thế đích xác thực trọng, nhưng là không tới chết nông nỗi, thì y hát trường cao thủ Dương mẫu nhân vừa chuyển niệm liền biết Mã Ngàn Diệp là cố ý thành phần chiếm hơn phân nửa. Từ lúc bắt đầu Dương Nghị Vân liền nhìn ra tới hai người chi gian có cái gì hiểu lầm, là tình cảm hiểu lầm, Mã Ngàn Diệp xem như mượn này hóa giải Thu Nam hiểu lầm, đảo cũng là cái không tồi lựa chọn. Hắn cho một giọt bất lão tuyền, tin tưởng nếu không nửa canh giờ, Mã Ngàn Diệp liền sẽ tung tăng nhảy nhót. Đa tạ trời cao mà đa tạ, Thu Nam vừa nghe vội vàng đáp tạ, nàng cũng cảm nhận được Dương Nghị Vân một giọt xanh biếc giọt nước cấp sư huynh ăn vào sau, sư huynh trong cơ thể liền bạo phát bồng bột sinh cơ. Trên người ngoại thương đều bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục. Người tốt làm tới cùng, cho người cũng một phần đi. Dương Nghị Vân cười cười lại là một giọt bất lão nước suối bay về phía Thu Nam. Được rồi, kia đầu nghiệt xúc giao cho ta, các ngươi đều lui ra. Dương Nghị Vân phi thân ở trời cao lớn tiếng nói chuyện. Hắn hai tròng mắt chung sát ý vô biên. Bởi vì hắn thấy được nhi tử ngực xuất hiện một cái huyết động. Tím Cầm Thần Ma cùng Thần Ma Vương Ngỗ Quân Bằng cũng đều là một thân thương là, ba người chi gian đều ở tránh né sáu mục một sừng thú công kích, căn bản không dám chính diện đối kháng, chỉ có thể cuốn lấy này đầu nghiệt xúc. Nói chuyện chi gian, Dương Nghị Vân ngón tay bắn ra, tam tích bất lão nước suối phân biệt bay về phía nhi tử Dương Tinh Phó cùng Tím Cầm Thần Ma ba người. Phụ thân, Dương Tinh Phó đại hỉ, nhìn đến phụ thân không có việc gì, ngược lại khí chàng cường đại rồi một tiết, liền biết sự có chuyển cơ. Đi thôi. Dương Nghị Vân cười gật đầu, một mình phi thân tới rồi sáu mục một sừng thú trước mắt. Giờ phút này này đầu nghiệt xúc cũng tựa hồ cảm nhận được Dương Nghị Vân lại lần nữa xuất hiện bất đồng, không có lại đi truy kích Dương Tinh Phủ ba người, mà là cùng Dương Nghị Vân đối cầm lên. Ong! Dương Nghị Vân trong tay lục quang chợt lóe. Liễu xanh thần thụ lần thứ hai nơi tay, nhìn chằm chằm sáu mục một sừng thú, chậm rãi mở miệng nói, lão tử lại trả ngươi một lần. Lần này nhìn xem ngươi cổ còn ngạnh không ngạnh. Giống. Sáu mục một sừng thú tựa hồ cảm nhận được Dương Nghị Vân lúc này bất đồng, phát ra một tiếng bất an gầm rú,
sáu con mắt xoay tròn thần quang, một sừng bạch quang chói mắt dựng lên. Đến đây đi. Dương Nghị Vân giơ lên liễu xanh thần thụ. Đạo pháp về một, liễu xanh thần quang, cho ta chạm. Dương Nghị Vân giơ lên liễu xanh thần thụ một chạm mà xuống. Ầm ầm ầm. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Lấy hắn vì trung tâm, lục quang trọng thiên, lại là vào giờ phút này một đạo che trời cổ thụ ở trên tay hắn như lợi kiếm giống nhau, ở bốn phía có năm đạo dòng khí vần quanh, còn lại là năm đại pháp khí chi lực thể hiện, hắc, bạc, lam, hôi, bạch, năm loại pháp tắc chi lực. Tử vong, quang minh, sinh cơ, hắc ám cùng không gian. Giống giống. Cùng thời gian sáu mục một sừng thú sáu mục thần quang cùng một sừng lực lượng bùng nổ. Hai bên cơ hồ đồng thời sơ cấp. Toàn bộ thiên địa đều thành đủ mọi màu sắc chói mắt trạng thái. Ầm vang. Cuối cùng thiên địa cự minh. Giống. Dương Nghị Vân đang ở không trung, cầm trong tay liễu xanh thần thụ, bùng nổ vừa mới lĩnh ngộ năm đại pháp khí chi lực một kích, làm liễu xanh thần quang chi uy, đâu chỉ cường đại rồi gấp đôi, trực tiếp bạo tăng tới rồi gấp ba độc bộ. Một kích dưới sáu mục một sừng thú bảy đạo thần quang, bị liễu xanh thần quang một soát dưới, tấc tấc hỏng mất. Liễu xanh thần quang dự uy chút nào không thấy, trực tiếp liền chui vào sáu mục một sừng thú khổng lồ thân thể chung. Gần trong nháy mắt, Dương Nghị Vân ở nghe được sáu mục một sừng thú hét thảm một tiếng vang lên thời điểm, liền rõ ràng cảm nhận được này đầu nghiệt xúc mất đi toàn bộ sinh cơ. Mà cùng thời gian, hắn cảm nhận được trong tay liễu xanh thần thụ tựa hồ lực lượng cường đại rồi một phân. Giờ khắc này hắn mới biết được, liễu xanh thần thụ khủng bố chỗ ở chỗ có thể đoạt mặt khác sinh linh hết thảy lực lượng. Bởi vì hắn ngay sau đó thấy được ngã xuống đi sáu mục một sừng thú, mất đi sáu mục cùng một sừng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn sáu mục một sừng thú thật lớn trên đầu, xuất hiện bảy cái đại lỗ thủng, Dương Nghị Vân nội tâm quái vật khẩn. Nhìn trong tay liễu xanh thần thụ, hắn vang lên năm đó khí linh tinh la nhìn thấy liễu xanh thần thụ thời điểm, đối hắn nói qua có quan hệ liễu xanh truyền thuyết việc. Nhớ rõ lúc ấy khí linh tinh la nói qua. Liễu xanh cùng Hồng Quân đánh nhau, liễu xanh thần quang dựng lên soát xuất Hồng Quân trên người bảo vật. Đơn giản một câu, lại là bao hàm quá nhiều tin tức. Dương Nghị Vân từ giữa ngửi được chính là hai cái thật lớn tin tức. Thứ nhất, thuyết minh, Hồng Quân đạo tổ không trải qua liễu xanh, do đó kết oán, cũng dẫn tới liễu xanh mà thần thụ không tiếc từ bỏ chính mình bản thể, chủ ý thức chạy thoát đi ra ngoài trùng tu tránh né Hồng Quân. Thứ hai, thuyết minh. Liễu xanh cường đại thiên phú thần thông soát bảo. Nơi này nói bảo không đơn giản là chỉ pháp bảo, mà là nghĩa rộng thượng ý tứ, có thể là cắn nuốt đối thủ thiên phú trí bảo từ từ. Như lúc này sáu mục một sừng thú, mất đi sáu con mắt cùng một sừng. Nhưng là trong tay liễu xanh thần thụ trong vòng rồi lại bảy đạo hơi thở nói cho hắn, sáu mục một sừng thú đôi mắt cùng một sừng đều ở liễu xanh thần thụ trong vòng. Thần kỳ đi! Dương Nghị Vân cảm giác quá thần kỳ, quá nghiêu bức. Tu vi cường đại rồi một tiết lúc sau, hắn thúc giục liễu xanh thần thụ uy lực cũng đề cao một cái cấp bậc, lần này một soát dưới, trực tiếp liền giết chết sáu mục một sừng thú, thậm chí còn hắn cũng chưa phát hiện, khi nào liễu xanh thần quang cư nhiên còn thu đi sáu mục một sừng thú sáu con mắt cùng một sừng. Giờ phút này liền ở liễu xanh thần thụ trong vòng, điểm này hắn thực rõ ràng, hoặc là nói chỉ cần hắn tưởng, cảm giác tùy thời có thể ra tới. Nhưng là Dương Nghị Vân không làm như vậy. Thứ tốt trước lưu trữ. Đồ tử đồ tôn quá nhiều, hắn những năm gần đây trên người bảo vật tựa hồ thiếu rất nhiều, cũng không đồ vật trông ra đưa vài món. Đương nhiên trước kia những cái đó thần khí tiên khí gì đó, đối hiện tại hắn tới nói, giai vị quá thấp, đưa không ra đi. Mà sáu mục chi mắt cùng một sừng tuyệt đối là nhất đẳng nhất chờ bảo vật, hắn chuẩn bị lưu trữ, lại nói còn có những người khác ở đây, như thế nào phân đều là vấn đề. Trừ cái này ra, còn có một cái trọng yếu phi thường phát hiện là, liễu xanh thần thụ lực lượng tựa hồ có điều tăng lên, nhìn sáu mục một sừng thú thi thể, hắn biết này một soát dưới sáu mục một sừng thú toàn thân lực lượng tất cả đều bị liễu xanh thần thụ cấp soát tới rồi tự thân thượng. Này quả thực là nghịch thiên thiên phú thần thông. Hắn khó có thể tưởng tượng, nếu là chân chính hoàn chỉnh liễu xanh thần thụ sẽ là cỡ nào cường đại. Nói trắng ra là, giờ phút này trong tay hắn liễu xanh sẽ chỉ là bản thể thụ. Là pháp khí, đã không có chủ ý thức liễu xanh thần thụ kỳ thật không xem như hoàn chỉnh bẩm sinh linh căn. Hắn thực chờ mong, một ngày kia có thể tìm được lão cây liễu, nếu là lão cây liễu thật là liễu xanh thần thụ chủ ý thức, hai người hợp nhất, sẽ là cỡ nào tồn tại. Một cái cùng đạo tổ Hồng Quân trải qua giá, lại còn có tựa hồ có thắng mặt tồn tại,
rất khó tưởng tượng có bao nhiêu cường đại. Cầm trong tay liễu xanh thần thụ, Dương Nghị Vân đôi mắt là đăm đăm. Phụ thân, liền ở Dương Nghị Vân như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại thời điểm, Dương Tinh Phó thanh âm vang lên, đem hắn đánh gãy. A Nga Tinh Nhi không có việc gì đi. Quay đầu, hắn mới hỏi nhi tử thương thế. Ít nhiều phụ thân ban cho thần thủy, nhi tử không ngại, nhưng thật ra phụ thân ngài. Dương Tinh Phó vốn dĩ muốn hỏi một chút phụ thân thế nào, phía trước chính là nhìn đến phụ thân bị đánh bay cảnh tượng, chính là lời nói đến bên miệng sau, lại là nói không được nữa, bởi vì giờ phút này sáu mục một sừng thú đều bị phụ thân một kích xử lý, hắn có thể có chuyện gì đâu. Mặt khác, Dương Tinh Phó cảm nhận được, phụ thân trên người hơi thở, đã đạt tới hợp đạo đỉnh, liền biết phía trước phụ thân có điều hiểu được. Vội vàng vuốt mông ngựa nói, phụ thân pháp lực thông huyền. Tiểu tử thúi vuốt mông ngựa công phu một chút đều không thấy trường. Dương Nghị Vân cười cười ở nhi tử bả vai vỗ vỗ, phía trước hắn tự nhiên nhìn đến quá nhi tử liều mạng chém giết một màn, minh bạch là cho hắn báo thù. Trong lòng là thực vui mừng. Trời cao đế. Tím cầm thần ma mấy cái đều tiến lên mà đến, một đám nhìn đến không hề sinh cơ sáu mục một sừng thú, đang xem Dương Nghị Vân thời điểm ánh mắt đều tràn ngập kính sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ mấy cái chính mắt thấy, Dương Nghị Vân tu vi tăng lên tới hợp đạo đỉnh, phản kích dưới, nhất chiêu nháy mắt hạ gục sáu mục một sừng thú. Sáu mục một sừng thú cường đại bọn họ là lĩnh giáo, tuyệt đối siêu việt hợp đạo về một cường đại, vô cùng có khả năng có thể so với thánh đạo thực lực. Bọn họ liên hợp dưới cũng chưa có thể nề hà sáu mục một sừng thú nửa phần, nhưng Dương Nghị Vân gần một sát kết thúc chiến đấu. Không thể không nói, Dương Nghị Vân ở bọn họ mấy cái trong mắt đích xác không thể theo lẽ thường luận chi. Đồng dạng là hợp đạo 5 tầng về một cảnh giới, nhưng Dương Nghị Vân lại là làm được nháy mắt hạ gục sáu mục một sừng thú. Đương nhiên cứ việc mấy người đều nhìn về phía Dương Nghị Vân trong tay kia một gốc cây xanh biếc cổ thụ, đều suy đoán đó là một kiện chí cao vô thượng chí bảo chi khí. Là pháp khí chí bảo thêm vào, nhưng vừa rồi Dương Nghị Vân trên người bộc phát ra tới hơi thở, đã siêu việt hợp đạo cái này trình tự. Có thể xưng là thiên đế, có thể lập vân môn đạo thống, trở thành đạo chủ. Quả nhiên không phải nói. Nhân gia liền có cái kia thực lực cùng tiềm lực. Đa tạ trời cao đế, ngày sau ta lớn nhỏ thần ma tông thế lực dưới, đem lấy vân môn đạo thống cầm đầu, thiên địa đấu chuyển, vĩnh không bỏ nói vân môn. Lại là lớn nhỏ thần ma tông nhị vị tông chủ Mã Ngàn Diệp cùng Thu Nam tiến lên thật sâu bái tạ. Không chỉ có là tạ Dương Nghị Vân cứu giúp, càng là tạ Dương Nghị Vân làm cho bọn họ hóa giải nhiều năm hiểu lầm. Này một đôi đấu vô số năm tháng oan gia trải qua sinh tử, rốt cuộc tiêu trừ trong lòng oán khí. Không cần đa lễ, chúc nhị vị hữu tình nhân trung thành quyến trúc, bổn tòa cũng coi như là chứng kiến một cọc hỷ sự, về sau ở Bắc Địa. Còn hy vọng chư vị có thể với con ta Dương Tinh Phó cùng ngộ đạo thông tiến bộ. Dương Nghị Vân cười ý bảo hai người đứng dậy, nhưng lời này là đối mọi người nói. Thần Ma Vương triều Thần Ma Vương cùng Tím Cầm Thần Ma tự nhiên là phù hợp. Sáu mục một sừng thú cái này nhạc đệm xem như kết thúc. Đối mọi người tới nói, xem như hữu kinh vô hiểm, cũng đối thiên bỏ nơi cổ hồng hoang hung thú có một cái tân nhận chi. Nhưng đối Dương Nghị Vân tới nói, lại là ý nghĩa phi phàm. Cứ việc thiếu chút nữa không bị sáu mục một sừng thú một kích cái đuôi cấp chiều chết, nhưng đồng thời cũng ứng đạt được phúc, làm hắn ngộ đạo năm đại pháp tắc cuối cùng tu vi về một, có thể nói có nửa thánh thực lực. Càng là phát hiện liễu xanh thần thụ thiên phú thần thông, được đến sáu mục một sừng thú sáu chi thần mắt cùng một sừng bực này bảo vật. So sánh với dưới phía trước bị thương xem như đáng giá. Kế tiếp, đại gia tiếp tục dựa theo bản đồ chỉ dẫn đi trước. Lần này đều cẩn thận rất nhiều. 10 ngày lúc sau, bọn họ ở một chỗ đứt gãy sơn thể trước dừng lại. Bản đồ nơi đó là nơi này 13 nói. Đi thử xem, nếu không sai, này đoạn sơn đó là canh cốc môn hộ nơi. Dương Nghị Vân ý bảo 13 thúc giục bản đồ nhìn xem. Là thánh chủ. 13 lĩnh mệnh, lấy ra bản đồ, thúc giục lúc sau, bản đồ lần thứ 2 kim quang đại tác, giờ phút này lại là từng đạo khắc văn giống nhau văn lạc chiếu rọi ở kết thúc sơn phía trên. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, ầm vang rung động, đại địa chấn động. Mọi người trong mắt, cao càng trăm mét sơn động vỡ ra, lại càng như là hai phiến đại môn tách ra giống nhau. Không bao lâu, quả nhiên theo sơn thể tách ra, mọi người trong mắt xuất hiện cùng cổ hồng hoang hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Đầu tiên là vô cùng cực nóng khí lãng ập vào trước mặt, tầm mắt có thể đạt được lại là lửa đỏ quang mang phát ra mà ra. Dương Nghị Vân trong lòng đại động,
hắn biết canh cốc tìm được rồi. Thậm chí còn tại đây một khắc hắn cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở. Ngay sau đó hắn gấp không chờ nổi tiến vào canh cốc. Bởi vì hắn cảm nhận được tạp mao điểu hơi thở. Cái này làm cho hắn trong lòng thực kích động, quả nhiên tạp mao điểu ở chỗ này sao? Nơi này hảo kỳ quái a. Dương Tinh Phó đứng ở phụ thân bên người nói. Đại gia đi vào sơn thể tách ra môn hộ, đích xác như là một cái hẻm núi giống nhau địa phương, nhưng lại là tự xưng một giới. Đệ nhất cảm giác chính là một chữ nhiệt. Nhưng kỳ quái chính là, nhìn không tới đại ngày liệt dương, nhìn không tới bất luận cái gì ngọn lửa từ từ, cố tình là có thể cảm nhận được nhiệt. Phải biết rằng bọn họ đều là hợp đạo cấp bậc tồn tại, lại là trước tiên cảm nhận được nhiệt, đủ để thuyết minh nơi này bất đồng, Dương Tinh Phó nói kỳ quái, nhưng thật ra không sai. Dương Nghị Vân ánh mắt nhìn quét đánh giá trầm ngâm mở miệng nói, canh cốc chính là trong truyền thuyết Kim Ô nhất tộc quê nhà, Kim Ô chính là Thái Dương, nơi này cực nóng đảo cũng là bình thường. Dương Tinh Phó gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, mở miệng hỏi, phụ thân ngài cảm nhận được điểu ra hơi thở sao? Đối với tạp mao điểu, Dương Nghị Vân có thể không lựa lời kêu tạp mao điểu, nhưng là Dương Tinh Phó vẫn là không dám, tính lên hắn là vãn bối, mà tạp mao điểu là phụ thân Dương Nghị Vân đồng bọn, là đối vân môn đối có công lớn. Đối bọn họ này đó vãn bối có dạy dỗ tri ân tồn tại, từ sâu trong nội tâm Dương Tinh Phó là tôn kính. Trước kia tại hạ giới thời điểm, tạp mao điểu liền được xưng điểu ra, làm Dương Tinh Phó này đó vãn bối như vậy xưng hô nó, cho nên Dương Tinh Phó đang hỏi thời điểm vẫn là lấy điểu ra chi xưng. Dương Nghị Vân nghe nhi tử hỏi chuyện, gật gật đầu nói, đích xác nơi này có tạp mao điểu hơi thở, ta thực xác định, đại gia tìm xem, nơi này thoạt nhìn cũng không tính quá lớn. Chỉ cần tạp mao điểu ở chỗ này, liền nhất định phải đem hắn tìm ra. Nga, hảo, chúng ta đây đi mọi nơi nhìn xem. Dương Tinh Phó gật đầu, không dám ở hỏi nhiều, hắn cảm giác ra tới, phụ thân tựa hồ cũng không như thế nào cao hứng. Kế tiếp mọi người tứ tán đi ra ngoài tìm kiếm. Dương Nghị Vân còn lại là đứng ở tại chỗ, ánh mắt có chút ngưng trọng. Đích xác, tuy rằng cảm nhận được tạp mao điểu hơi thở, nhưng là hắn trong lòng cao hứng không đứng dậy. Ngược lại tràn ngập lo lắng. Có một cổ dự cảm bất hảo ở trong lòng vần quanh. Đều là nửa thánh cấp khác tu vi, đối với cảm giác là phi thường mẫn cảm, tình hình chung sẽ không xuất hiện, loại cảm giác này nói cho hắn, tạp mao điểu vô cùng có khả năng tình huống không thế nào hảo. Chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện không có việc gì. Trước mắt vẫn là phải nhanh một chút tìm được tạp mao điểu mới là, tìm được rồi liền biết tạp mao điểu tình huống tốt xấu. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, một bước bước ra bay lên không trung. Nơi này đích xác không tính đại, là một phương tiểu thế giới bộ dáng. Phía chân trời là tối tăm, mà đại địa phía trên, tầm mắt có thể đạt được chỗ, đều là từng tòa bất quy tắc đen nhánh sơn thể, như là bị đốt trọi giống nhau. Không có một ngọn cỏ, một mảnh hoang vắng. Trừ cái này ra tạp vật không còn. Phi thường kỳ quái. Nói nơi này một mảnh tĩnh mịch đi, cố tình phi thường cực nóng, nói có sinh cơ đi. Trừ bỏ từng tòa cháy đen sơn thể ở ngoài, không có một ngọn cỏ. Hắn cảm thụ được đến nơi này đích xác có tạp mao điểu hơi thở tồn tại. Nhưng nhìn không tới địa phương nào có cái gì bất đồng. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể đi tìm. Một canh giờ lúc sau, mọi người hội hợp. Phụ thân không phát hiện bất luận cái gì sinh linh tồn tại Dương Tinh Phó nói. Chúng ta cũng không phát hiện Mã Ngàn Diệp cùng Thu Nam đã đến. Nơi này trừ bỏ từng tòa cháy đen sơn thể, tất thảo đều không sinh. Tím cầm thần ma cũng nói. Thần ma vương triều thần ma vương trở về mở miệng nói, toàn bộ không gian đường kính không ngừng 3.000 dặm, bốn phương tám hướng đều đi tìm, không có bất luận cái gì phát hiện. Dương Nghị Vân chính mình cũng không có gì phát hiện. Nghe đại gia hội báo, hắn nhíu mày. Đích xác chính hắn cũng không có gì hữu dụng manh mối phát hiện, nhưng hắn tin tưởng, tạp mao điểu nhất định ở chỗ này. Nhưng rõ ràng có hơi thở, nhưng tìm không thấy bất luận cái gì hữu dụng manh mối tồn tại, thật đúng là lâm vào khốn cảnh. Phụ thân có thể hay không là điểu ra đã tới nơi này, chỉ là để lại hơi thở. Dương Tinh Phó nói. Dương Nghị Vân lắc đầu nói, sẽ không, tạp mao điểu hơi thở thật lâu không tiêu tan, không phải tàn lưu hơi thở, nơi này nhất định có cái gì vấn đề, ta có thể cảm nhận được tạp mao điểu liền ở chỗ này, đại gia ở đi cẩn thận tìm xem. Là... Nếu Dương Nghị Vân nói như vậy, vậy sẽ không có lầm, mọi người gật đầu lại lần nữa tứ tán mà đi. Bất quá, tím cầm thần ma lại là tại hạ một khắc đi mà quay lại, mở miệng đối Dương Nghị Vân nói, trời cao đế ta cảm giác,
có thể hay không là này đó sơn thể có cái gì vấn đề. Dương Nghị Vân nghe Đạt Tím Cầm thần ma như thế vừa nói, trong lòng vừa động nói, Tím Cầm đạo hữu có cái gì giải thích. Tím Cầm thần ma cũng không khách khí, đem chính mình trong lòng suy nghĩ nói ra. Nơi này không gian không lớn, kỳ thật liếc mắt một cái là có thể xác định có hay không vấn đề, hơn nữa toàn bộ không gian phi thường đơn giản, chỉ có đại địa thượng này từng tòa tiêu sơn là duy nhất bất đồng, nếu nói có cái gì bất đồng, ta cảm thấy hẳn là chính là này đó tiêu sơn. Dương Nghị Vân trầm tư một chút, kỳ thật hắn cũng có cái này phỏng đoán, nhìn Tím Cầm thần ma, Dương Nghị Vân mở miệng nói, ngươi là nói, này đó tiêu sơn còn hỏi đề. Tím Cầm thần ma gật đầu nói, không tồi, ta phía trước quan sát quá, nơi này tiêu sơn trải rộng cái này không gian, nhìn như lộn xộn, xem giờ phút này từ trên không quan sát, như là một tòa mê cung, đơn độc quan sát là độc lập, chỉnh thể nhìn lại là bền chắc như thép, càng như là một tòa thiên nhiên hoặc là nói là bị cố ý che giấu lên trận pháp. Dương Nghị Vân nghe xong trong lòng vừa động, hắn lần thứ hai nhìn lại, thật đúng là như Tím Cầm thần ma lời nói như vậy, toàn bộ không gian từ chỉnh thể xem, chính là một cái chỉnh thể. Thiên đế sau đó, đãi ta thử xem liền biết. Tím Cầm thần ma nói chuyện, vung tay lên lại là một chương đàn cổ xuất hiện nơi tay. Đang, cổ xưa đen nhánh đàn cổ ở Tím Cầm thần ma trong tay, đối với phía dưới ngồi xuống cháy đen sơn thể cầm huyền dao động, phát ra một tiếng thanh thúy. Một đạo ngân bạch thần quang từ đàn cổ mà ra, đối với sơn thể mà đi, như là một đạo ngọn gió. Lực lượng cường đại hơi thở phát ra, có khắc văn từ đàn cổ thượng thoáng hiện, biểu thị Tím Cầm thần ma này một chương đàn cổ không phải phàm vật. Thanh âm vang lên làm Dương Nghị Vân đều cảm giác tâm thần chấn động. Liền biết đây là một kiện khó lường chí bảo pháp khí. Ngay sau đó chỉ thấy cầm huyền chi lực phát ra mà ra màu bạc lực lượng, từ trên cao bay vọt mà xuống. Hóa thành một đạo thượng trăm mét lớn lên ngọn gió, ngay lập tức chi gian dừng ở phía dưới một tòa tiêu sơn phía trên. Ầm vang. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang vang lên. Dương Nghị Vân nhìn không chớp mắt nhìn lại, chi gian bị Tím Cầm thần ma này một kích dưới tiêu sơn răng rắc một tiếng, lại gần là nứt ra rồi thật lớn cái khe, nhưng lại là không có hắn trong tưởng tượng hồn nhiên sập. Cái này làm cho Dương Nghị Vân rõ ràng, quả nhiên Tím Cầm thần ma nói không sai, này đó tiêu sơn có vấn đề. Đang đang. Ngay sau đó lại là hai tiếng tiếng đàn vang lên. Rầm rầm. Cái này tiêu sơn mới ầm ầm sụp xuống đi xuống. Lấy Tím Cầm thần ma pháp khí chi lực, tam đánh dưới mới oanh rớt tiêu sơn, đủ để thuyết minh này đó sơn thể cứng rắn trình độ. Mà ngay sau đó, đường sơn thể sụp xuống lúc sau, Dương Nghị Vân lại là đồng tử co rút lại, hắn thấy được từng đạo hỏa hồng sắc quang mang lóng lánh dựng lên. Lại là phát hiện. Ở tiêu sơn bị Tím Cầm thần ma oanh kích sụp xuống lúc sau, sơn thể dưới xuất hiện vài trăm thước lớn lên hình tròn thả là màu cam như ngọc đồ vật, mặt trên lập lòe từng đạo lửa đỏ văn lạc, giống như nhân thể mạch máu giống nhau. Càng như là, một mảng lớn so chấn áp hoặc là chôn giấu ở vùng núi dưới viên mộc. Giờ khắc này Dương Nghị Vân lại là cả người chấn động, hắn cảm nhận được tạp mao điểu hơi thở càng thêm mãnh liệt lên. Nhưng càng kỳ quái chính là tiêu sơn dưới xuất hiện đồ vật. Thực thật lớn. Ánh mắt có thể đạt được trung lộ ra một mặt có thượng trăm mét trường, nhưng lại phi thường thô tráng, ước chừng có mười mấy mét thô tráng, hình tròn tựa mộc, hơn nữa này còn gần là lộ ra một đoạn mà thôi, nhìn qua còn có một mảng lớn ở đại địa bùn đất chung. Nhan sắc cam vàng, mặt trên văn lạc lập lòe lưu động, thật đúng là cực kỳ giống nhân thể mạch máu. Dương Nghị Vân cùng Tím Cầm thần ma liếc nhau, hai người biết quả nhiên đoán đúng rồi, tiêu sơn thật là vấn đề nơi. Hoặc là nói có vấn đề địa phương ở chân núi Hạ Mai Táng. Này một đoạn đồ vật sau khi xuất hiện, Dương Nghị Vân cảm nhận được tạp mao điểu hơi thở lần thứ hai mãnh liệt, trong lòng cũng liền càng thêm xác định, tạp mao điểu liền ở chỗ này. Hoặc là vô cùng có khả năng liền ở trong đó. Lắc mình chi gian, Dương Nghị Vân từ không trung bay vọt đi xuống, trực tiếp dừng ở lộ ra sơn thể thật lớn cam vàng viên mộc trước, mang theo một chút âm dung gọi một tiếng, tạp mao điểu ngươi. Ngươi có ở đây không? Ong, ong ong, hắn này một tiếng kêu to ra tới, cam vàng sắc như cự mộc giống nhau đồ vật phát ra ong ong tiếng độc, như là ở đáp lại hắn giống nhau, hơn nữa mặt trên hoa văn mạch máu vầng sáng đại tác phẩm lên. Dương Nghị Vân trong lòng đại chấn, kích động dưới, trực tiếp tới gần mà đi. Nhưng mà đúng lúc này, oanh, chạm vào, đương hắn dựa cam vàng sắc cự mộc thời điểm, trong giây lát một cổ vô cùng cường đại khí lãng từ giữa phát ra mà ra. Thình lình dưới hắn trực tiếp bị này cổ thật lớn khí lãng bắn ngược đi ra ngoài.
Đồng thời Tào Ương còn có Tím Cầm Thần Ma, hai người nháy mắt bị khí lãng chi lực lan đến, ném đi tới rồi vài trăm thước ở ngoài sơn thể thượng. Phụ thân, thánh chủ, bên này thật lớn động tính cũng đem Dương Tinh Phó đám người kinh động, nếu cũng không có gì phát hiện, vội vàng gấp trở về, lại nhìn đến Dương Nghị Vân cùng Tím Cầm Thần Ma bay ngược đi ra ngoài. Lúc này mới nhìn đến, đại địa trong vòng có cam vàng sắc nhìn như cự mộc giống nhau đồ vật xuất hiện. Chúng ta không có việc gì. Dương Nghị Vân đứng lên nói chuyện. Ánh mắt xác thật là nhìn chằm chằm vào phía trước. Hắn không có sợ hãi, ngược lại vui sướng, này thuyết minh hắn suy đoán là đúng. Cùng Tím Cầm Thần Ma liếc nhau, Dương Nghị Vân hỏi nàng, Tím Cầm đạo hữu người thấy thế nào? Nói xong Dương Nghị Vân cũng nhìn về phía những người khác nói, các ngươi cũng đi xem, đó là thứ gì? Nhưng là đừng tới gần, một khi đụng chạm sẽ có cường đại phản lực. Hắn cùng Tím Cầm Thần Ma đều bị khí lãng ném đi, tuy rằng không nhiều lắm thương, nhưng xúc động rất lớn. Nói chuyện chi gian Dương Nghị Vân cùng mọi người lần thứ hai tiến lên nhìn lại. Tím Cầm Thần Ma trầm ngâm nói, nhìn như là một đoạn cự mộc, mặt trên có khắc văn trận pháp, hẳn là có cố tình vì này, không nghĩ làm những người khác đụng chạm. Ta nhìn càng giống một đoạn thiên nhiên điêu khắc ngọc thụ. Dương Tinh Phủ phát biểu ý kiến. Các ngươi có hay không cảm nhận được, bên trong có cực nóng, so với bên ngoài còn phải cường đại 10 dư lần. Thần Ma Vương Đạo Ngũ Quân bằng nói. Mã Ngàn Diệp trầm ngâm nói, ta cảm nhận được cường lực mộc thuộc tính chi khí. Là mộc thuộc tính pháp khí, đồng thời mang theo vô cùng cực nóng, tựa hồ bên trong là đại hỏa cầu giống nhau. Thu Nam bổ sung nói. Dương Nghị Vân nhìn về phía 13 muội nói, 13 người thấy thế nào? Dương Nghị Vân hỏi 13 là bởi vì nàng là thánh yêu linh ở cảm giác phương diện có đặc thù thiên phú. 13 muội không rời đi trả lời, mà là tiến lên đến gần rồi một ít sau, nhắm mắt lại cảm thụ một phen, lúc này mới mở miệng nói, thánh chủ giống như còn thật là một đoạn cự mộc. Dương Nghị Vân giờ phút này hai tròng mắt trung tinh quang hiện lên. Trong đầu nhảy ra hai chữ phù tang. Đương nhiên hắn nghĩ đến chính là cùng Liễu Xanh thần thụ đều là ra đời hỗn độn bẩm sinh 10 đại linh căn chi nhất phù tang thần thụ. Tuy rằng chỉ lộ ra một đoạn, nhưng các loại nhân tố đều có thể đối thượng. Canh cốc chính là phù tang ra đời hỗn độn lúc sau đệ nhất cắm dễ mà, phù tang thụ thuộc hỏa, thu hút kim ô mà rơi, hai người tương phụ tương hút, có thật lớn cực nóng hơi thở phi thường bình thường. Còn có chính là phía trước hắn kêu to tạp mao điểu thời điểm, truyền đến ong ong thanh, như là đối hắn đáp lại. Hiện tại nghĩ đến tạp mao điểu tất nhiên cùng phù tang thụ có quan hệ. Chỉ là hắn không nghĩ ra, phù tang thụ như thế nào sẽ đừng chấn áp ở tiêu dưới chân núi, xác thực nói càng như là bị mai táng giống nhau. Đương nhiên hiện tại hắn còn không dám 100% xác định chính là phù tang thụ, bởi vì từ trước mắt tình huống xem, này gần là lộ bên ngoài một đoạn tử mà thôi, toàn cảnh phù tang thụ tất nhiên thực khổng lồ, hơn nữa mai táng chấn áp ở tiêu sơn đàn hạ. Đến nỗi tạp mao điểu. Hắn tin tưởng tuyệt đối cùng phù tang thụ là tương liên. Hắn quyết định đem tiêu sơn đàn toàn bộ xốc lên. Chờ lộ ra toàn cảnh hết thảy tự nhiên liền minh bạch. Nghĩ đến đây, Dương Nghị Vân mở miệng đối mọi người nói, hủy diệt cái này không gian tiêu sơn đàn, liền tính đào ba thước đất cũng muốn này cây thụ cho ta đào ra. Dương mẫu nhân giờ phút này tâm tình là nhảy lên, áp chế nội tâm kích động. Vì cái gì đâu? Bởi vì nếu xác định là phù tang thần thụ, kia chẳng phải là nói hắn lại phải được đến một gốc cây ra đời hỗn độn bẩm sinh linh căn. Cùng Liễu Xanh Tề Minh phù tang thần thụ a. Sợ là đại thánh người đều không thể bình tĩnh. Ra lệnh một tiếng, mọi người phi thân dựng lên, tới rồi giữa không trung bắt đầu oanh kích tiêu sơn đàn. Như là rừng rậm giống nhau tiêu sơn đàn, cơ hồ trải rộng này một phương thế giới không gian. Muốn hủy diệt này đó tiêu sơn đàn đào ra phù tang thụ tới, chính là không dễ dàng. Cũng may ở đây đều là hợp đạo cấp bậc cường giả, đối này đó tiêu sơn vẫn là có thể phá hủy, chỉ là muốn hao chút kính. Bất quá người nhiều lực lượng đại, luôn là muốn mau một chút. Dương Nghị Vân cũng không nhàn rỗi, phi thân dựng lên, cổ đủ kính, thiên phạt chi trưởng thần thông, một trưởng tiếp theo một trưởng đối với phía dưới dãy núi đánh tiếp. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Hơn nữa nhi tử Dương Tinh Phó cùng Tím Cầm Thần Ma đám người, trong lúc nhất thời toàn bộ canh cốc không gian nổ vang không ngừng dựng lên. Suốt một ngày lúc sau, kết thúc, tiêu sơn đàn hoàn toàn bị phá hủy, mà xuống phương đại địa, còn lại là lộ ra cam vàng một mảnh cảnh tượng. Chuẩn xác nói là một gốc cây che trời đại thụ, nằm ở trên mặt đất cảnh tượng. T. Dương Nghị Vân đều nhìn không được hít hà một hơi.
Hảo gia hỏa, này một gốc cây dài chừng ngàn dặm, đường kính đạt tới gần trăm dặm, quả thực chính là cái thế giới đảo đại địa thượng. Chi nhánh vô số. Ban đầu tím cầm thần ma oanh kích khai, lộ ở bên ngoài kia một đoạn, chỉ có thể xem như trong đó nhất thật nhỏ nhánh cây mà thôi. Từ không quan sát, phi thường chấn động. Thật lớn một gốc cây che trời đại thụ, cứ việc không có lá cây, nhưng chi nhánh rậm rạp phi thường đồ sộ. Chủ đề thượng lóng lánh mạng nhện giống nhau văn lạc, toàn thân cam vàng ánh sáng lóng lánh, tuy không chói mắt, nhưng lại chiếu sáng này một phương thiên địa. Giờ phút này Dương Nghị Vân có thể rõ ràng cảm nhận được kia vô số văn lạc lại là nhân vi cố tình bố trí hạ nào đó phòng ngự chi lực. Hoặc là nói là trấn áp phong ấn cũng không quá. Thật lớn bút tích, thiên đại bút tích a. Dương Nghị Vân nhìn không được cảm thán. Tự nhiên có thể có người đem một gốc cây ra đời với hỗn độn bẩm sinh linh căn phù tang thần thụ cấp trấn áp mai táng ở dưới chân núi đại địa. Cực nóng cường đại đã làm cho bọn họ yêu cầu pháp lực phòng ngự mới có thể đến. Này vẫn là tại đây cây thần thụ bị trấn áp dưới tình huống, nếu là không có phong ấn trấn áp, Dương Nghị Vân tin tưởng, chỉ cần phù tang thần thụ cực nóng là có thể thiêu chết bọn họ đi. Từ này đó tung tích thượng Dương Nghị Vân hiện tại liền có thể xác định đây là ra đời hỗn độn 10 đại tiên thiên linh căn chi nhất phù tang thần thụ. Hơn nữa hắn có cảm, vẫn là hoàn chỉnh phù tang thần thụ, không phải liễu xanh thần thụ giống nhau không có chủ ý thức thần thụ. Đáng tiếc chính là, thoạt nhìn tựa hồ cũng không ổn. Nuốt khẩu nước miếng, Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, xuống phía dưới bay đi, phù tang thụ tạm thời gác lại không nói, hắn đầu tiên muốn tìm chính là tạp mao điểu. Hơn nữa đã có mục tiêu. Ở phù tang thần thụ toàn bộ diện mạo sau khi xuất hiện, hắn liền ở thân cây trung tâm là chủ phát hiện một cái có thể điểm. Nơi nào tạp mao điểu hơi thở rất cường liệt. Bay vọt mà xuống thẳng đến tuyến đường chính trung tâm điểm. Ngay sau đó, quả nhiên Dương Nghị Vân thấy được văn lạc đan chéo điểm. Cùng cái khác địa phương hoàn toàn bất đồng, thân cây trung tâm nơi văn lạc thành hình tròn đan chéo, bảy biện ra 9 mét lớn nhỏ, nhìn qua càng như là một cái cổ xưa đồ đằng, một cái lưỡng nghi đồ, chỉ là càng vì phức tạp. Gì? Đúng lúc này, thần ma vương Ngỗ Quân bằng nhẹ gì? Dương Nghị Vân nhìn về phía hắn hỏi, thần ma vương chính là nhận được cái này đồ án. Thần ma vương Ngỗ Quân bằng cũng là có điểm không xác định nói, cái này thoạt nhìn cùng âm dương đạo thống đồ đằng thực tương tự. Từng nay điển tịch nhìn thấy quá, thực tương tự, hẳn là âm dương đạo thống, cứ việc ta không đi qua âm dương đạo thống, nhưng đây là ta thần ma vương triều hoàng cung cấm điển ghi lại, tộc của ta tiền bối hẳn là gặp qua. Âm dương đạo thống sao? Dương Nghị Vân tự nói như suy tư gì? Trời cao đến nơi này lực lượng hơi thở nhất cường đại vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Tím cầm thần ma mở miệng. Kỳ thật Dương Nghị Vân cũng cảm nhận được. Phù tang thần thụ tuyến đường chính cái này trung tâm thiết điểm thượng cường đại hơi thở làm hắn cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng là tạp mao điểu hơi thở ở chỗ này rất cường liệt, hắn hiện tại có hoài nghi, tạp mao điểu vô cùng có khả năng bị phong ấn tại bên trong, nói như thế cái gì đều phải thử xem phá cái này phong ấn. Nghĩ đến đây, Dương Nghị Vân mở miệng nói, các ngươi đều tránh xa một chút, ta thử xem. Nghe vậy đại gia bay vọt tới rồi phía chân trời phía trên mấy ngàn mét. Dương Nghị Vân hít sâu một ngụm, nâng trưởng thổ lộ, thiên phạt thiên địa cho ta phá. Đây là thiên phạt chi trưởng thần thông trung đệ nhị trưởng, cũng là hắn trước mắt có thể thi triển ra mạnh nhất một trưởng, đệ tam trưởng thiên phạt đại đạo hắn còn thi triển không ra. Oanh! Hội tụ hắn đỉnh pháp lực một trưởng, bỗng nhiên đối phù tăng thần thụ trung tâm điểm cái kia lưỡng nghi đồ án văn lạc đánh hạ. Một tiếng nổ vang, kinh thiên động địa, nhưng ngay sau đó xác thật ong một chút. Vừa đến lửa đỏ cực nóng thần quang từ lưỡng nghi đồ án bùng nổ dựng lên. Giờ phút này hắn huyền phù ở không, khoảng cách phù tang thần thụ 7-80 mễ độ cao. Thấy rõ, hắn một trưởng này đánh tiếp, cái này phù tang trên cây muôn vàn văn lạc lóng lánh bùng nổ, hội tụ tới rồi trung tâm điểm đồ án, bỗng nhiên bùng nổ này nói lửa đỏ ánh sáng phóng lên cao. Giờ khắc này Dương Nghị Vân sắc mặt đại biến. Này một đạo lửa đỏ xích quang hơi thở làm hắn hãi hùng khiếp vía. Không chút do dự đem liễu xanh thần thụ triệu hoán mà ra vội vàng thúc giục. Ầm vang. Ngay lập tức chi gian Dương Nghị Vân cảm giác một cổ thật lớn lực lượng cùng trong tay hắn liễu xanh thần thụ va chạm ở bên nhau, rồi sau đó hắn cả người như ngọn lửa giống nhau bay lên. Làm hắn vui mừng chính là liễu xanh thần thụ chặn này một đạo rực rỡ xích quang. Nhưng hắn cũng ước chừng bị xông lên phía chân trời ước chừng mấy ngàn mét mới dừng lại. Lửa đỏ xích quang tan đi, hắn há mồm thở dốc. Cả người đã đừng mồ hôi lạnh ướt đẫm. Dương Nghị Vân nghĩ tới phản lực sẽ rất mạnh,
có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị khiếp sợ, nếu không phải nhanh chóng quyết định triệu hồi ra liễu xanh thần thụ ngăn cản, này một kích bắn ngược cũng đủ làm hắn đưa rất mạng ra. Nuốt khẩu nước miếng, Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, bình phục nội tâm gợn sóng, lập lòe lần thứ hai đi xuống đi vào phù tang thần thụ trước quan sát. Hữu kinh vô hiểm, hắn kỳ thật đã có điểm nắm chắc. Bởi vì có liễu xanh thần thụ nơi tay, là có thể loại kém chủ bắn ngược. Hơn nữa phù tang thần thụ thượng lực bắn ngược lượng là tương đối, chỉ cần không đi đụng chạm liền sẽ không lọt vào bắn ngược. Kế tiếp Dương Nghị Vân tưởng chính là như thế nào có thể phá rất trung tâm điểm lưỡng nghi đồ án, hẳn là có thể hiểu biết là tình huống như thế nào. Bất quá liền ở hắn lại lần nữa tới gần thời điểm, đột nhiên một cái suy yếu thanh âm ở hắn trong óc vang lên. Nhược, nhược kê ngươi đi nhanh đi, có chí cường giả trấn thủ, ngươi không phải đối thủ đi thôi. Thanh âm này làm hắn cả người đại chấn, cũng kích động lên. Đúng là tạp mao điểu thanh âm, hắn quá quen thuộc. Nhiều năm như vậy qua đi thứ này vẫn là kêu hắn nhược kê, một chút không thay đổi. Trước kia nghe phản cảm, nhưng hiện tại nghe lại là kích động lại có điểm thân thiết. Vội vàng nói, tạp mao điểu ngươi thế nào, ngươi có phải hay không ở phù tang thần thụ trong vòng? Ai nha, ngươi cái nhược kê, đừng động ta, đi nhanh đi, nơi này chính là nhân gia chuyên môn hố lão tử địa phương, đối phương rất mạnh, ngươi. Chạy nhanh đi, tạp mao điểu thanh âm mang theo nôn nóng. Lại là không có trả lời Dương Nghị Vân vấn đề, chỉ là một cái kính thúc giục Dương Nghị Vân mau rời đi. Dương Nghị Vân cũng không có khẩn trương, ngược lại nở nụ cười nói, được rồi, đừng nói có không, tiểu gia ta đặc biệt tới tìm ngươi, nếu hiện tại tìm được rồi, liền phải mang ngươi trở về, liền tính là thánh đạo cường giả lại như thế nào. Tới, ta làm theo làm đảo hắn. Ngươi nói một chút tình huống của ngươi, đừng đang nói cái gì vô nghĩa, làm ta rời đi, ngươi hiểu biết ta tính cách. Càng hiểu biết ta Dương Nghị Vân làm người, ngươi là ta đồng bạn, hiện giờ ở ta phải biết ngươi tình huống không ổn cảnh ngộ hạ, làm ta rời đi, này không phải đánh ta mặt sao? Nói tình huống, ta nghĩ cách cứu ngươi ra tới, thật vất vả tìm được ngươi cái này không biết xấu hổ hóa, ta há có thể tay không trở về, đến tột cùng sao lại thế này? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Còn có ngươi nói chính là người nào? Dương Nghị Vân một hơi nói một đại đoạn, cũng hỏi vài cái vấn đề. Cấp tạp mao điểu biểu lộ chính mình lập trường. Ngươi, ai? Tạp mao điểu thở dài một tiếng, lại là biết Dương Nghị Vân tính cách. Ngay sau đó mới nói, ngươi cái nhược kê làm điểu ra ta nói như thế nào ngươi mới hảo đâu. Lời tuy như thế, nhưng tạp mao điểu nội tâm là tràn ngập cảm động. Ít nói nhảm chạy nhanh nói. Dương Nghị Vân đánh gãy tạp mao điểu. Tạp mao điểu thở dài mở miệng nói, ai điểu ra ta tới rồi thần giới lúc sau. Dựa vào bản năng tới rồi nơi này, lúc sau trong đầu xuất hiện một ít truyền thừa ký ức, mới biết được một ít việc, hoặc là nói ta tìm được rồi phù tang thần thụ sau có một ít truyền thừa ký ức. Mới biết được nơi này đó là ta Kim Ô nhất tộc chân chính cố hương, mà phù tang thần thụ càng là tộc của ta cộng sinh thần thụ, nhưng tộc nhân đều không có, phù tang thần thụ cũng ở đại kiếp nạn chung lùi lại, ngược lại là bị người trấn áp ở nơi này, ta tự nhiên muốn cứu phù tang thần thụ. Nhưng lại ngược lại bị người trấn áp phong ấn tại phù tang thần thụ trong vòng. Dương Nghị Vân nghe đến đó nhịn không được đánh gãy tạp mao điểu nói, là người nào? Vì cái gì muốn trấn áp phong ấn ngươi cùng phù tang thần thụ? Người nọ năm đó tuy rằng ẩn tàng rồi chính mình khuôn mặt, nhưng há có thể giấu giếm được điểu ra. Sau lại ta từ phù tang thần thụ nơi nào được đến một ít tin tức, liền xác định thân phận của hắn, chính là âm dương đạo thống đạo chủ một tôn phân thân. Lão Vương bát đản. Thân là một phương đạo chủ, cư nhiên giấu trời qua biển, mưu đồ phù tang thần thụ chi lực, đem tàn phá canh cốc tế luyện lúc sau, hình thành đại trận, trấn áp phù tang thần thụ, vì chính là phù tang chi lực, nhưng phù tang thần thụ lại há có thể là hắn có thể luyện hóa. Ra đời với hỗn độn trung bẩm sinh 10 đại linh căn chi nhất, từ nào đó trình độ thượng giảng, phù tang chi cường đại, viễn siêu hắn một cái đạo chủ. Đáng tiếc thiên địa đại kiếp nạn dưới phù tang thần thụ bị thương nặng, bị hắn xử ám chiêu. Trung quy trấn áp phong ấn tại này, vô số tuế nguyệt chung lấy đại trận chi uy, cướp lấy luyện hóa phù tang thần thụ lực lượng, nhưng phù tang thần thụ quá mức cao giai, hắn có thể luyện hóa hấp thụ lực lượng rất ít. Đáng tiếc tạo hóa trêu cợt người a, ta xuất hiện, đêm này hết thảy nghĩ vực sâu đẩy mạnh một đi nhanh, ta thân là Kim Ô, có được thế gian cường đại nhất ngọn lửa, luyện hóa hết thảy, Kim Ô cùng phù tang lại là hỗ trợ lẫn nhau, kết quả ta dựa vào bản năng xuất hiện ở chỗ này, tìm được rồi phù tang thần thụ. Kia một ngày hắn sau khi xuất hiện hàng ta trấn áp phong ấn tại phù tang thần thụ trong vòng,
luyện hóa ta kim ô chi hỏa, tế luyện đại trận, thế cho nên ta kim ô ngọn lửa tế luyện phù tăng thần thụ, âm dương đạo chủ âm mưu thực hiện được, nhiều năm như vậy xuống dưới, ta cùng phù tăng thần thụ lực lượng bị hắn rút ra thất thất bát bát, hiện tại cũng đã là dầu hết đèn tắt trạng thái, chờ đến phù tăng thụ tâm trong vòng thánh châu đại thừa, chính là ta cùng phù tăng thần thụ tan thành mây khói là lúc. Tạp Mao Điểu lời nói đến cuối cùng, lời nói tràn ngập hận ý cùng thê lương. Dương Nghị Vân nghe đến đó, không khỏi nói, từ từ. Ngươi là nói âm dương đạo chủ lấy trận pháp cướp lấy ngươi cùng phù tăng thần thụ lực lượng, mà. Các ngươi lực lượng ở thụ tâm trong vòng ngưng tụ thành một cái lực lượng hạt châu. Nếu là như thế này, ta đây hủy diệt trận pháp, có phải hay không có thể nói các ngươi lực lượng có thể trở về? Tạp Mao Điểu chua xót nói, lý luận thượng là như thế, nhưng khó chính là ngươi căn bản đánh không phá thụ trong lòng trận pháp phòng ngự. Cứ việc là âm dương đạo chủ phân thân sở bày ra phong ấn tế luyện đại trận, kia cũng là cao giai thánh đạo tồn tại, hơn nữa liền tính là ngươi có thể đánh vỡ trận pháp, có thể như thế nào đâu. Cái này trận pháp một khi rách nát, âm dương đạo chủ sẽ ở trước tiên chỉ hiểu, đến lúc đó cái kia vương bát đản tiến đến, các ngươi đều phải xong đời, cho nên vẫn là đi thôi, ngươi cái nhược kê hiện tại cường đại rồi, còn không có bước vào thánh đạo A, thánh đạo cửu giai, có mạnh yếu cao thấp chi phân. Âm dương đạo chủ đến lúc đó liền tính là phân thân tiến đến, cũng có thể diệt ngươi 100 lần. Dương Nghị Vân nghe đến đó, thật là có chút thấp thỏm. Hắn biết Tạp Mao Điểu nói không sai, muốn đối mặt một cái đạo chủ phân thân, thật sự không phải hiện tại hắn có thể đối phó. Tuy rằng không biết, âm dương đạo chủ tu vi rất cao, nhưng là tưởng cũng có thể nghĩ đến, thân là một phương đạo chủ, tất nhiên tuyệt đối không phải kẻ yếu, thánh đạo 9 tầng chi phân, âm dương đạo chủ sẽ là mấy tầng. Dương Nghị Vân không biết, nhưng đoán cũng có thể đoán được là cao giai thánh đạo, chẳng sợ âm dương đạo chủ bản tôn sẽ không tiến đến, phái ra một tôn phân thân tiến đến, phỏng chừng cũng tuyệt đối không phải là thánh đạo một tầng cấp bậc. Chỉ cần là không thua kém thánh đạo hai tầng cường giả, hắn là không có biện pháp ứng đối. Trong lòng trầm mặc, dựa theo Tạp Mao Điểu lời nói, cường đại thụ tâm nhập khẩu trận pháp, hoặc là nói lưỡng nghi đồ án đi, hắn đều khó có thể phá vỡ, liền tính là phá khai rồi. Đến lúc đó tất nhiên kinh động âm dương đạo chủ, nếu âm dương đạo chủ tiến đến, kia hắn chính là tử lộ một cái. Thật đúng là một cái lưỡng nan lựa chọn a. Làm sao bây giờ? Là đi đâu? Vẫn là bác một phen. Hô! Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí, nhếch miệng cười nói, lão tử trong tay có một kiện cùng phù tăng thần thụ cùng cấp bậc đại pháp khí liễu xanh, phá vỡ trận pháp hẳn là đủ rồi. Ngươi, Tạp Mao Điểu ngây ngẩn cả người. Đi theo Dương Nghị Vân lâu như vậy, quá hiểu biết Dương Nghị Vân làm người, biết Dương Nghị Vân nói ra những lời này thời điểm, cũng đã làm ra quyết định. Dương Nghị Vân còn lại là tiếp tục mở miệng nói, ta một đường đi tới, sinh sinh tử tử nhiều đi, ngươi hiểu biết ta, lùi bước không phải phong cách của ta, đừng nói hắn âm dương đạo chủ, liền tính là thiên đạo cũng có thể nghịch, có một số việc dù sao cũng phải đi thử thử một lần. Giờ phút này nói chuyện, Dương Nghị Vân hai tròng mắt chung tràn đầy kiên định. Dương Tinh Phó đám người khoảng cách Dương Nghị Vân mấy ngàn mét ở ngoài, bọn họ nhìn đến Dương Nghị Vân lầm bầm lầu bầu, lại là không biết ở cùng ai nói lời nói, nhưng là ngay sau đó liền nghe được Dương Nghị Vân quay đầu lại đối bọn họ nói, ngươi chờ đi bên ngoài chờ ta đi. Dương Nghị Vân quyết định bác một phen, nhưng là cũng suy xét đến nhi tử Dương Tinh Phó bọn họ, nếu là thực sự có một tôn đạo chủ phân thân buông xuống ở canh cốc, tất nhiên sẽ tai họa ngập đầu, hắn không nghĩ làm những người khác đã chịu liên lụy. Làm cho bọn họ đi ra ngoài chờ, cũng đúng vậy vì bọn họ an toàn suy xét. Phụ thân, đi thôi. Dương Nghị Vân trực tiếp đánh gãy nhi tử Dương Tinh Phó nói chuyện, trong giọng nói lại là tràn ngập bá đạo, không dung phản bác. Hảo, hảo đi Dương Tinh Phó cười khổ. Hắn hiểu biết chính mình phụ thân tính cách, tuy rằng chưa nói vì cái gì, nhưng cũng đoán được một chút, kế tiếp phụ thân khả năng sẽ làm cái gì mạo hiểm việc, trong lòng càng là biết rất nhiều thời điểm. Bọn họ là giúp không được gì, ngược lại khả năng sẽ trở thành phụ thân liên lụy. Giờ phút này Dương Tinh Phó chi hận, chính mình tu vi quá yếu không thể giúp phụ thân. Đến nỗi những người khác, tuy có tâm lưu lại, nhưng xem Dương Nghị Vân phụ tử đối thoại, cũng đã biết nhiều lời vô ích. Chỉ có thể rời đi. Chờ nhi tử Dương Tinh Phó đám người sau khi rời khỏi đây. Dương Nghị Vân nhìn lưỡng nghi đồ án, trong tay liễu xanh nơi tay, chuẩn bị thử xem, hắn tin tưởng liễu xanh uy lực. Phá vỡ một cái trận pháp vẫn là có thể. Ngươi, thật đúng là liễu xanh thần thụ. Tạp Mao Điểu kinh ngạc thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân ha hả cười nói, ngươi chuẩn bị tốt, ta muốn bắt đầu rồi.
Ngươi cái nhược kê a, liền tính là ngươi phá trận pháp, đến lúc đó âm dương đạo chủ phân thân tất nhiên buông xuống, cũng là đồng dạng kết cục, lại là hà tất đâu. Tạp Mao Điểu bất đắc dĩ nói. Ngu xuẩn, ngươi biết cái gì, tiểu gia ta phá trận pháp, đến lúc đó ngươi cùng Phù Tăng thần thụ không phải có thể phản kháng sao? Ta cũng không tin, ngươi cùng Phù Tăng thần thụ thêm cùng nhau, còn làm bất quá một cái âm dương đạo chủ phân thân a. Dương Nghị Vân mắng lên. Nhược kê a, yêu cầu thời gian ngươi hiểu sao? Ít nhất yêu cầu nửa canh giờ chúng ta mới có thể khôi phục lại, nửa canh giờ thời gian nội, âm dương đạo chủ có thể diệt ngươi một vạn lần, có ích lợi gì a. Tạp Mao Điểu cũng cả giận, kỳ thật hắn là không nghĩ làm Dương Nghị Vân mạo hiểm. Được rồi, đừng nhiều lời, ta muốn bắt đầu rồi, đến lúc đó ta sẽ liều chết một trận chiến, tận lực cho các ngươi kéo dài thời gian, ngươi không cũng nói là một tôn phân thân sao, nếu là phân thân vậy cường đại không đến chạy đi đâu. Tiểu gia ta cũng không tin, đánh không chết hắn, còn kéo dài nửa canh giờ. Dương Nghị Vân ngoài miệng không chút nào để ý. Kỳ thật bọn họ trong lòng đều rõ ràng, đây đều là ở đánh cuộc vận khí mà thôi. Âm dương đạo chủ phân thân, kia cũng là đạo chủ, nhược không đến chạy đi đâu, hơn nữa liền tính đến lúc đó Tạp Mao Điểu cùng Phù Tăng thần thụ có thể thoát vây khôi phục lực lượng, cũng không thấy đến là có thể đối phương được âm dương đạo chủ phân thân. Thôi, nếu như thế, vậy đánh cuộc một phen. Ngươi nắm chặt thời gian, nhớ kỹ phá vỡ trận pháp sau, trước tiên tiến vào thụ tâm tới gặp ta. Tạp Mao Điểu vô cùng trịnh trọng nói chuyện. Dương Nghị Vân sửng sốt nói, ta thấy ngươi làm gì? Ta muốn ở trước tiên ứng đối âm dương đạo chủ. Đừng hỏi vì cái gì, làm ngươi tới ngươi liền tới, ngươi có thể đánh cuộc một phen, điểu ra ta cũng có thể đánh cuộc một phen. Tạp Mao Điểu nói, hành, đã biết. Dương Nghị Vân không kiên nhẫn trả lời, nhưng là trong lòng nhớ kỹ. Hắn biết ở đại sự tình cảm trước, Tạp Mao Điểu là thực đáng tin cậy, nếu nó làm chính mình trước tiên tiến vào thụ tâm, vậy vào đi thôi. Dứt lời lúc sau, Dương Nghị Vân thúc giục trong tay liễu xanh thần thụ, đem thần hạch trong vòng hợp đạo về một pháp khí lực lượng cuồn cuộn không ngừng độ nhập liễu xanh thần thụ chung. Ngay sau đó hắn ý niệm cùng nhau, 10 đại đạo thuộc tính nói thụ hợp nhất lực lượng hội tụ, cuối cùng thúc giục thiên tâm dẫn đường, bỗng nhiên đối với Phù Tăng thần thụ thụ tâm nơi lưỡng nghi đồ án huy động mà ra. Cấp lão tử phá. Dương Nghị Vân hét lớn một tiếng, liễu xanh ánh sáng bùng nổ, toàn bộ canh cốc thế giới, nháy mắt liền biến thành liễu xanh. Một đạo xanh sẫm lóng lánh mà ra, thẳng đến lưỡng nghi đồ án. Ầm vang. Không có trong tưởng tượng kinh thiên động địa, lúc này đây lại là một tiếng nặng nề. Ngay sau đó lửa đỏ ánh sáng giao đến dựng lên. Lại là trận pháp bắn ngược. Nhưng, lúc này đây liễu xanh thần thụ không làm hắn thất vọng. Không đến tam tức thời gian, chỉ nghe được một tiếng răng rắc. Ngay sau đó sở hữu vầng sáng tan đi. Dương Nghị Vân đại hỉ. Lại là hắn phá khai rồi trận pháp. Phóng nhãn nhìn lại Phù Tăng thần thụ thượng lưỡng nghi đồ án biến mất, toàn bộ thân cây văn lạc cũng ảm đạm đi xuống. Này thuyết minh âm dương đạo chủ khắc họa ở Phù Tăng thần thụ thượng trận pháp đã bị hắn cấp phá rớt. Mau tiến vào. Tạp Mao Điểu tràn ngập sốt ruột bức thiết thanh âm vang lên. Tới. Dương Nghị Vân cũng không có dư, phi thân mà xuống, thẳng đến thụ tâm mà đi. Ở nguyên lai lưỡng nghi đồ án địa phương, có một cái hơn 30 mễ đường kính cửa động. Bên kia là thụ tâm môn hộ, cũng là Tạp Mao Điểu bị phong ấn địa phương. Hơn 30 mễ đường kính hốc cây, ở thật lớn Phù Tăng thần thụ trên thân cây, chỉ xem như cái tiểu trùng động giống nhau. Dương Nghị Vân bay vào tới rồi hốc cây khẩu, vừa muốn đi vào thời điểm. Lại là một cái vô cùng uy nghiêm nhưng lại tràn ngập phẫn nộ thanh âm vang lên nói, tặc tử lớn mật. Ong! Gần là một tiếng mắng thanh, nghe vào trong tai, lại là làm Dương Nghị Vân đầu ầm ầm vang lên, nguyên thần đều rung chuyển. Hắn tim đập đều nhanh hơn lên, cảm nhận được vô cùng uy áp, có loại ngay sau đó toàn bộ canh cốc thế giới đều sẽ nổ mạnh giống nhau cảm giác. Nhược kê không có thời gian mau mau tiến vào, không cần lo cho hắn, nghe thanh âm đều ở thực xa xôi địa phương. Còn không có một giây liền đạt tới nông nỗi, đừng cọ sát. Tạp Mao Điểu giao thoa thúc sục vang lên. Dương Nghị Vân nuốt khẩu nước miếng, cắn răng một cái tia chớp giống nhau vọt vào hốc cây. Không đến tam tức thời gian, hắn tựa hồ thẳng tắp mà đi mấy chục dặm, rốt cuộc dừng lại xe dừng lại, bởi vì phía trước thấy được hai luồng thiêu đốt ngọn lửa, một đoàn màu cam, một khác đoàn đỏ đậm. Mà ở hai luồng ngọn lửa trên không huyền phù một viên rực rỡ châu. Nhược kê nuốt vào hạt châu này, Tạp Mao Điểu nói. Dương Nghị Vân ngây người, thanh âm là từ đỏ đậm trong ngọn lửa truyền đến, hắn biết này đoàn ngọn lửa chính là Tạp Mao Điểu,
duy trì giờ phút này hắn hình thái sở hữu bất đồng. Mà một khác đoàn màu cam, nếu không có đoán sai hẳn là phù tang thần thụ thụ hồn. Đến nỗi kia viên hạt châu. Không hề nghi ngờ, còn lại là phù tang thần thụ cùng tạp mao điểu lực lượng, chuẩn xác mà nói là phù tang thần thụ lực lượng, tạp mao điểu tồn tại chỉ là âm dương đạo chủ lấy ra phù tang thần thụ lời dẫn. Một viên hạch đào đại hỏa hồng sắc hạt châu, Dương Nghị Vân cách thật xa đều có thể cảm nhận được trong đó chất chứa cường đại lực lượng, phi thường đáng sợ. Nghe được tạp mao điểu làm hắn nuốt vào hạt châu, Dương Nghị Vân tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Cái gì, hắn cho rằng chính mình nghe lầm. Ngươi không nghe lầm, phun hạ hạt châu, mới có khả năng cùng âm dương đạo chủ một trận chiến, nếu không chúng ta đều xong đời. Tạp mao điểu nói, Dương Nghị Vân đều cảm giác hỗn độn. Tuy rằng hắn cũng tưởng phun, cũng biết này tuyệt đối là thế gian độc nhất vô nhị chí bảo, chính là. Hít sâu một hơi, người cái ngu xuẩn không lầm đi. Đây là người cùng đối phù tang thần thụ lực lượng, ta như thế nào nuốt? Ta nếu là nuốt chẳng phải là cùng âm dương đạo chủ giống nhau. Lại nói, người tuyệt đối ta nuốt vào có thể thừa nhận hạt châu này nội cường đại năng lượng A. Âm dương đạo chủ không biết dùng bao lớn đại giới mới tính kế phù tang thần thụ cùng tạp mao điểu, lấy ra bọn họ lực lượng. Hóa thành này nhưng hạt châu. Chính mình nếu là nuốt, Dương Nghị Vân cảm giác chẳng phải là cùng âm dương đạo chủ không có gì hai dạng. Ở trong lòng hắn chính là không đem tạp mao điểu trở thành người ngoài. Ai nha nhược kê, không có thời gian, làm ngươi nuốt ngươi liền nuốt, này cùng âm dương đạo chủ cái kia vương bát đản là có khác nhau, tiểu tử ngươi không xuất hiện chúng ta như vậy xong đời, hiện tại ngươi cắn nuốt, tương đương là cứu chúng ta, yên tâm ngươi sẽ không nổ tan xác mà chết. Này trong đó chỉ có 8 phần lực lượng, nhanh lên nuốt rớt. Tạp mao điểu nói. Lúc này một cái khác già nua thanh âm vang lên nói, đạo hữu hết thảy đều là định số, người khác cắn nuốt tất nhiên nổ tan xác mà chết, nhưng người thân cư bất lão tuyển cùng liễu xanh, sẽ không có vấn đề, ngược lại sẽ cho người mang đến chỗ tốt, cùng kia âm dương đạo chủ phân thân một trận chiến, hẳn là được không, đây là ta tự nguyện, đạo hữu không cần tâm tồn chú ý. Giờ phút này thanh âm này đến từ màu cam kia một đoàn ngọn lửa, đương nhiên nói là ngọn lửa chỉ là hình tượng mà thôi, Dương Nghị Vân biết đó là phù tang thần thụ nguyên thần. Nghe đến đó, Dương Nghị Vân cũng biết có lựa chọn. Mở miệng nói, vậy đa tạ tiền bối thành toàn, bất quá ta còn là hỏi một câu, ta nếu là cắn nuốt hạt châu này, đối với các ngươi ảnh hưởng có bao nhiêu đại? Chỉ nghe phù tang thần thụ nói, vô pháp, mất đi chỉ là lực lượng, đưa người phá rất trận pháp một khắc, chúng ta mệnh đã xem như ôm lấy, mất đi lực lượng chậm rãi tu luyện trở về là được. Nhưng ngươi không cắn nuốt hạt châu liền không có cùng âm dương đạo chủ phân thân một trận chiến tư cách, kết quả là chúng ta đều sẽ chết. Kia âm dương đạo chủ phân thân chính là thánh đạo ba tầng cường giả, không có hạt châu lực lượng ngươi căn bản vô pháp một trận chiến, mặc dù là chúng ta một lần nữa đem lực lượng lấy về tới, cũng không nhất định có thể có một trận chiến thực lực, lực lượng của ta sớm tại thật lâu trước kia liền đại ngã, hôm nay hết thảy đều là duyên pháp, đạo hữu chính là nghịch thiên người, đủ để thừa nhận. Dương Nghị Vân cái này trong lòng nắm chắc. Tới. Phù tang thần thụ nói một tiếng. Dương Nghị Vân cũng tại đây một khắc cảm nhận được một cổ áp lực, hắn biết âm dương đạo chủ phân thân buông xuống. Không hề nghi muộn, vẫy tay một cái đem hạt châu cầm trong tay, ngay sau đó há mồm nuốt hạ bụng. Oanh. Hạt châu này một nuốt vào, tức khắc oanh một tiếng, liền ở trong cơ thể nổ tung, hóa thành không gì sánh kịp năng lượng. A, giống. Cường đại năng lượng ở trong cơ thể hóa khai, Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy chính mình muốn nổ tan xác mà chết. Nhịn không được phát ra một tiếng thét dài. Nhưng cũng cảm nhận được vô biên vô hạn lực lượng, hắn biết muốn đem này đó lực lượng phát tiết đi ra ngoài, nếu không tuyệt đối sẽ nổ tan xác. Càn khôn đạo chủng công pháp bị hắn vận chuyển tới cực hạn, thần hạch điên cuồng hấp thu luyện hóa, 10 đại đạo thụ cắn nuốt dựng lên, cũng gần cảm giác là từ sông nước uống nước. Không có biện pháp thể lực thực sự quá cường đại quá nhiều. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân đôi mắt đều đỏ đậm lên. Cũng trong lòng vừa động, búng tay vung lên, hai điểm bất lão nước suối phân biệt bay về phía tạp mao điểu cùng phù tang thụ hồn, cũng mặc kệ có tác dụng hay không, chỉ hy vọng có thể giúp được bọn họ, ngay sau đó chợt lóe thân trực tiếp chạy ra khỏi hốc cây. Trong cơ thể lực lượng không chỗ phóng thích hắn yêu cầu đi ra ngoài tìm âm dương đạo chủ phân thân đánh nhau mới được. Một cái lắc mình đi ra ngoài. Dương Nghị Vân thấy được phía chân trời phá một cái lỗ thủng. Hoặc là nói là một cái thông đạo đi. Dương Nghị Vân biết hắn tới. Cái này hắn tự nhiên chính là âm dương đạo chủ phân thân. Dựa theo phù tang thần thụ nói,
Âm dương đạo chủ phân thân có thánh đạo 3 tầng tu vi. Đích xác đối với Dương Nghị Vân tới nói, thánh đạo cũng đã là một đạo hồng câu, huống chi là thánh đạo 3 tầng tồn tại. Hắn có thể chém giết thánh đạo 1 tầng hơi nước kiên, chân chính lại nói tiếp kia không phải thực lực của hắn, là bởi vì có cường đại bẩm sinh linh căn liễu xanh cái này đại sát khí, hơn nữa cũng là vận khí thành phần. Có thể nói thánh đạo 1 tầng cũng đã là hắn cực hạn, nếu là tới cái thánh đạo 2 tầng cường giả, hắn đều không có bất luận cái gì nắm chắc, huống chi là thánh đạo 3 tầng, trọng điểm vẫn là một tôn đạo chủ phân thần, càng không phải là tầm thường thánh đạo 3 tầng cường giả. Lẽ thường tới nói hắn căn bản liền sẽ không có bất luận cái gì thắng mặt. Nhưng là vì tạp mao điểu, hắn vẫn là liều mạng. Chỉ là giờ phút này trăm triệu không nghĩ tới, sẽ là kết quả này. Tạp mao điểu cùng phù tang thần thụ cũng không có ở trước tiên đi thu hồi bọn họ lực lượng, ngược lại là ở hắn phá rớt trận pháp trước tiên, làm hắn cắn nuốt rớt bọn họ lực lượng. Dùng tạp mao điểu cùng phù tang thần thụ nói, liền tính bọn họ ở trước tiên đi thu hồi tự thân lực lượng, thời gian thượng cũng không kịp, âm dương đạo chủ sẽ không cho bọn hắn thời gian này, cho nên ở trước tiên quyết định, còn không bằng đem ngưng tụ bọn họ lực lượng thánh chủ cho chính mình hấp thu, như thế cùng âm dương đạo chủ phân thân một trận chiến, vẫn là có điểm hy vọng. Đương nhiên đây là tạp mao điểu cùng phù tang thần thụ cách nói, Dương Nghị Vân chính mình kỳ thật trong lòng là không đế. Nhưng ở hắn cắn nuốt rớt hạt châu sau, cảm giác hoàn toàn liền bất đồng. Trong cơ thể muốn nổ tung lực lượng, làm hắn bành trướng, cảm giác có thể còn thiên một trận chiến, có cái này tự tin. Cũng chính như phù tang thần thụ lời nói, trên người hắn có bất lão tuyền cùng liễu xanh thần thụ ở, đích xác có thể thừa nhận trụ hạt châu nội khổng lồ vô cùng lực lượng. Trong cơ thể lực lượng tùy ý, hắn thúc dục thần hạch đạo chủng vận chuyển tới cho đến, 10 đại đạo thụ điên cuồng hấp thu, cũng gần là hấp thu không đến 1% lực lượng. Tùy ý lực lượng ở trong cơ thể như hồng thủy mãnh thú, cũng tân mệt có bất lão tuyền cùng liễu xanh thần thụ ở, hắn đem khổng lồ dư thừa lực lượng dẫn đường tiến vào tới rồi hai người bên trong. Đương nhiên đa số là tiến vào liễu xanh thần thụ trong vòng, bất lão tuyền tồn tại càng nhiều là ở cân bằng trong thân thể hắn lực lượng, giống như là phác hỏa giả giống nhau, bất lão nước suối ở trong cơ thể khắp nơi phác hỏa, hoặc là nói là bị hạt châu nội lực lượng cường đại đánh sâu vào dưới tạo thành phá hư, tất cả đều bị bất lão tuyền lực lượng cấp chữa trị. Mà đại bộ phận lực lượng tiến vào liễu xanh thần thụ trong vòng. Bực này dưới tình huống, quả nhiên hắn không có bị hạt châu nội lực lượng căng nổ tan xác mà chết, khó khăn lắm khống chế xuống dưới. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là cảm giác chính mình trong cơ thể lực lượng thật sự quá lớn quá nhiều, có chung không chỗ phát tiết, tùy thời đều sẽ nổ tan xác mà chết cảm giác. Hiện tại hắn phải làm chính là muốn đem trong cơ thể quá thừa lực lượng cấp phóng xuất ra đi, giờ phút này nhìn phía chân trời phá vỡ lỗ thủng, Dương Nghị Vân biết đó chính là phát tiết khẩu. Hoặc là nói đúng giống âm dương đạo chủ phân thân. Trong cơ thể khổng lồ lực lượng cho hắn cường đại tự tin, đừng nói âm dương đạo chủ phân thân, liền tính là âm dương đạo chủ bản tôn ních thân tới, hắn đều sẽ không chút do dự xông lên đi làm hắn. Oanh! Một tiếng nổ vang dưới, thần quang chói mắt đầy trời đại lượng. Dương Nghị Vân thấy được một cái đang ở áo đen trung bóng người từ lỗ thủng trung buông xuống. Không hề nghi ngờ người áo đen đó là âm dương đạo chủ phân thân, lão gia hỏa này còn tưởng rằng người khác không biết là hắn, kỳ thật tạp mao điểu cùng phù tang thần thụ đã sớm biết thân phận của hắn. Tiểu tặc, ngươi đáng chết! Tràn ngập lửa giận xa ách thanh vang vọng canh cốc thiên địa. Ha ha! Dương Nghị Vân cười lạnh, ngẩng đầu nhìn một thân áo đen nhìn xuống giận dữ, sát ý tràn ngập âm dương đạo chủ phân thân. Lại là không chút do dự chọn phá thân phận của hắn nói, lão đông tây ngươi là âm dương đạo chủ đi, không đúng, là âm dương đạo chủ phân thân, đã sớm biết ngươi thân phận, hà tất đem chính mình bao vây như vậy kín mít đâu, có nên hay không chết, cũng không phải là ngươi định đoạt. Người áo đen nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, rõ ràng ngây người, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Nghị Vân sẽ nói toạc ra thân phận. Đích xác hắn là âm dương đạo chủ, hoặc là nói là một tôn phân thân. Cũng thật là không nghĩ làm người biết thân phận của hắn, vẫn luôn gần nhất đều là đem chính mình bao vây kín mít, xuất quỷ nhập thần ở chỗ này xuất hiện. Nơi này chính là hao phí hắn vô số tâm huyết mới có rồi kết quả. Đại kiếp nạn lúc sau là hắn tính kế phù tang thần thụ, thừa dịp phù tang thần thụ suy yếu chui chỗ trống, đem toàn bộ canh cốc đều luyện hóa thành một tòa đại trận, trấn áp phong ấn phù tang thần thụ, lấy giành phù tang thần thụ lực lượng, đáng tiếc ra đời với hỗn độn bẩm sinh linh căn chi lực cũng không phải là dễ dàng giành. Thẳng đến Kim Ô xuất hiện, làm hắn thấy được hy vọng. Phù tang thần thụ cùng Kim Ô nhất tộc vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ.
đi bước một đem Kim Ô dẫn tới nơi này, lấy Kim Ô vì lời dẫn, như thế rốt cuộc có tiến triển, bắt đầu đối Phù Tăng thần thụ lột ti chiều kén giống nhau luyện hóa lấy ra lực lượng, ngừng kết thành Phù Tăng Kim Ô Thánh Châu, lại có ngàn năm, chắc chắn viên mãn, hắn đem đạt được Phù Tăng thần thụ căn nguyên lực lượng. Cho đến lúc này, hắn tu vi tất nhiên sẽ tiến nhanh một bước, đến lúc đó liền sẽ trở thành tứ đại đạo thống đứng đầu, thậm chí hắn âm dương đạo thống đến lúc đó sẽ trở thành trung ương đạo thống, tất nhiên thành tựu thiên đạo dưới đệ nhất nhân. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Ở cái này mấu chốt thượng, nửa đường sát ra Dương Nghị Vân tiểu tử này tới. Thất bại trong gang tấc a. Đương hắn nhìn đến Dương Nghị Vân thời điểm, liền biết hết thảy tính kế đều xong rồi, vô số năm tâm huyết cùng tính kế, kết quả là cấp Dương Nghị Vân tiểu tử này làm áo cưới. Giờ này khắc này nhìn đến Dương Nghị Vân trên người thoáng hiện thần quang cùng cường đại hơi thở, đều nói cho hắn, Dương Nghị Vân cắn nuốt Phù Tăng Kim Ô Thánh Châu, cho dù là không có đại thừa hạt châu, bên trong cũng chất chứa 7-8 thành lực lượng. Âm Dương đạo chủ hận a, hắn nội tâm đại hận. Đầy trời sát ý. Đối Dương Nghị Vân tiểu tử này hắn trước kia không hiểu biết, thậm chí cũng không biết có này hào người tồn tại, chính là toàn đoạn thời gian thần giới trung tâm phóng lên cao khí vận trụ trời. Làm hắn chú ý tới Dương Nghị Vân, hết thảy đều đã biết. Chỉ là không nghĩ tới chỉ chớp mắt, tiểu tử này sẽ chạy đến cổ hồng hoang tới, phá hủy hắn chuyện tốt, thậm chí là nuốt hắn Phù Tăng Kim Ô Thánh Châu. Âm Dương đạo chủ đại hận a. Nghe Dương Nghị Vân một ngữ nói toạc ra hắn thân phận. Âm Dương đạo chủ cũng không ở giấu giếm, cả người chấn động, áo đen thối lui, lộ ra gương mặt thật. Ở Dương Nghị Vân trong mắt còn lại là xuất hiện một trương đồ bạch diện giống nhau mặt. Đơn độc xem tuổi thật đúng là không hảo phân biệt, cái này lão đông tây tính cái gì tuổi. Không dâu, nhưng là bỗng nhiên vừa thấy là cái thanh niên gương mặt, lại đi xem tướng thức trung niên, nhìn kỹ đi tựa hồ càng thêm già nua, mặt rất nhỏ, nhìn qua giống cái mà ốm giống nhau. Chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng nói, không tồi bổn tọa chính là Âm Dương đạo chủ, hôm nay mặc kệ ngươi có phải hay không thánh thiên đế, đều phải chết, ngươi đáng chết. Là phân thân mà thôi. Dương Nghị Vân nheo lại mắt bổ sung một câu, đương nhiên hắn đây là ở xác minh rốt cuộc có phải hay không phân thân. Ha ha, tiểu tặc không cần lời nói khách sáo, bổn tọa thật là phân thân, nhưng... muốn tiêu diệt giết ngươi cũng đủ làm ngươi chết 100 lần, nuốt bổn tọa Phù Tăng Kim Ô Thánh Châu, hôm nay bổn tọa khiến cho ngươi sống không bằng chết. Âm Dương đạo chủ khối này phân thân thản nhiên thừa nhận chính mình là phân thân. Dù sao trong mắt hắn Dương Nghị Vân hẳn phải chết. Chỉ cần giết Dương Nghị Vân liền không có người biết thân phận của hắn. Đối với tính kế Phù Tăng thần thụ việc, ở hắn cái này trình tự thượng là có một ít không thể làm người biết đến băn khoăn, vẫn luôn là phân thân thể dục buổi sáng túng việc này. Dương Nghị Vân cười lạnh nói, lão vương bát đản thật không biết xấu hổ, người mẹ nó tính kế chính là ta đồng bạn Kim Ô Điểu, người không tìm tiểu gia một ngày kia cũng phải đi tìm người thảo cách nói, tiểu gia ta nhưng không có người vô sỉ. Đường đường một phương đạo chủ tính kế bẩm sinh linh căn, ngươi sẽ không sợ tao trời phạt. Chết tới. Âm Dương đạo chủ phân thân giận dữ, đích xác hắn là sợ thiên đạo, cho nên đem toàn bộ canh cốc tế luyện thành đại trận che mắt phía chân trời, không cho bất luận kẻ nào biết. Dương Nghị Vân một câu lại là làm hắn giận dữ. Gầm lên giận dữ, đối với Dương Nghị Vân chính là cách không một trưởng chụp được. Trên cao nhìn xuống một trưởng, thiên địa quay cuồng, hình thành một con thật lớn bàn tay. Dương Nghị Vân sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được cường đại vô cùng thậm chí có loại cảm giác vô lực thiên địa uy áp mà đến. Bất quá, lúc này hắn là không lựa chọn, chỉ có thể căng ra đầu thượng, chỉ có một trận chiến. Liễu xanh thần quang. Dương Nghị Vân hét lớn một tiếng, dự trữ đại lượng trong cơ thể hạt châu năng lượng một kích mà ra. Đỉnh đầu Âm Dương đạo chủ phân thân màu xám cự trưởng, phía dưới vài trăm thước chỗ, Dương Nghị Vân cầm trong tay liễu xanh vung lên mà thượng. Mấy ngàn mét lớn lên liễu xanh thần quang như một đạo lưỡi dao gió đón đi lên. Oanh! Thiên địa đại chấn. Canh cốc không gian đều ở lay động. Toàn bộ không gian bị hôi lục quang vựng vùi lấp. Trong lòng là không bất luận cái gì tự tin, bởi vì Dương Nghị Vân cảm nhận được đối phương cường đại, chính mình nhỏ bé, cũng biết hạt châu lực lượng có thể hay không ngạnh khiêng xuống dưới. Một khắc trước tự tin cùng chân chính hiện thực là có rất lớn chênh lệch. Đối phương là chân chính thánh đạo lực lượng. Mà hắn mượn dùng chính là trí bảo lực lượng, hai người có thật lớn khác nhau. Bất quá, ở động thủ lúc sau, Dương Nghị Vân cũng phát hiện liễu xanh thần thụ lực lượng bạo tăng, tựa hồ so với phía trước cường đại rồi gấp 10 lần có thừa. Cũng không biết, có thể hay không phá Âm Dương đạo chủ phân thân một trường này. Ầm vang,
Dương Nghị Vân hết sức chăm chú nhìn. Lại là tại hạ một khắc, trong lòng vui vẻ. Ở một tiếng nặng nề chung, trong tay hắn liễu xanh thần quang giống như là dao phay giống nhau, một kích đem âm dương đạo chủ một trưởng này cấp chém thành hai nửa. Hơn nữa vì thế không giảm thẳng đến âm dương đạo chủ bổ qua đi. Cái này Dương Nghị Vân trong lòng mừng rỡ. Tựa hồ đối phương cũng không có chính mình trong tưởng tượng thật sự liền như vậy không thể chiến thắng. Cứ việc là thánh đạo ba tầng cường giả một trưởng, nhưng là vẫn là bị hắn một kích liễu xanh thần quang cấp nhẹ nhàng phá. Lần này, Dương Nghị Vân trong lòng tin tưởng tăng nhiều. Như thế liền nói mệnh, trong tay hắn lực lượng là cũng đủ cùng thánh đạo ba tầng cường giả một trận chiến. Đương nhiên hắn kỳ thật cũng rõ ràng, đây mới là bắt đầu mà thôi, đối phương chân chính thực lực thủ đoạn như thế nào, còn không biết. Tóm lại này kích thứ nhất với hắn mà nói chính là một cái tốt bắt đầu. Oanh, ong, cũng liền tại đây một khắc, Dương Nghị Vân trong cơ thể chấn động. Hắn phát hiện thần hạch đạo chủng trong vòng, 10 đại thuộc tính nói thụ, rốt cuộc phá vạn mét độ cao. Hắn tu vi lấy công pháp cải tạo làm cơ sở, lấy 10 đại đạo thụ vì chuẩn, 10 đại thuộc tính nói thụ tăng trưởng, liền đại biểu tu vi tăng trưởng. Tu vi đạt tới hợp đạo 5 tầng về một lúc sau. 10 đại đạo thụ tăng trưởng tới rồi 9.000 mễ, chính mình đều cảm giác lại vô tiến thêm tăng trưởng, ngưng lại xuống dưới. Càng là biết chờ có một ngày đột phá vạn mét thời điểm, liền đại biểu hắn đột phá hợp đạo đỉnh bước vào thánh đạo chi cảnh thời điểm. Mà lúc này cư nhiên đột phá. Không hề dấu hiệu, làm hắn có chút trở tay không kịp. Bất quá ngay sau đó ngẫm lại cũng không có gì ngoài ý muốn, bởi vì đương hắn nuốt vào phù tăng kim ô châu thời điểm cũng đã chú định thu vi tăng trưởng. Hắn điên cuồng thúc dục công pháp hấp thu hạt châu năng lượng, 10 đại thuộc tính nói thụ tự nhiên muốn tăng trưởng. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng chuyện xấu. Vì cái gì sẽ như vậy tưởng đâu? Bởi vì Dương Nghị Vân rõ ràng, đây là cường đại năng lượng dưới bị động tu vi tăng trưởng, gần là tăng trưởng tu vi pháp lực, nhưng là cảnh giới như cũ không có chút nào tăng trưởng. Tương đương là ở cường đại năng lượng đánh sâu vào dưới, hắn pháp lực lực lượng ngạnh sinh sinh đột phá tới rồi thánh đạo cấp bậc. Chính là cảnh giới lại như cũ dừng lại ở hợp đạo giai đoạn. Tu luyện chi đạo, cảnh giới cùng tu vi là đồng bộ mới là bình thường. Này hiển nhiên là không bình thường. Đây là bị động mạnh mẽ pháp lực đột phá, cảnh giới theo không kịp, chưa chừng ngày sau sẽ có di chứng gì, đây là không xác định chỗ hỏng. Không màng đối với hắn trước mặt tình huống tới nói, không tính hư, ngược lại là lợi hảo. Bởi vì hắn phải đối phó chính là một tôn thánh đạo ba tầng cường giả. Đây là hắn từ trước tới nay đụng tới cường đại nhất địch nhân. Giờ này khắc này cảm nhận được trong cơ thể 10 đại đạo thụ còn ở tăng trưởng chung. Không hề có ngừng lại ý tứ. Trong cơ thể khổng lồ năng lượng như cũ còn ở, liễu xanh một kích bao gồm 10 đạo nói thụ hấp thu, 1/3 năng lượng cũng chưa tiêu hao rớt. Quả thực có thể nói khủng bố. Thần hạch trong vòng pháp lực đều đạt tới viên mãn điểm tới hạn. Ở thời điểm này, Dương Nghị Vân sinh ra một cổ kỳ diệu cảm giác. Hắn cảm giác một loại chưa bao giờ có quá cường đại lực lượng ở trong cơ thể ra đời. So với pháp khí chi lực còn phải cường đại, hoặc là nói hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng trình tự lực lượng. Rất mạnh, là lực lượng, cũng là cảm giác. Trong đầu toát ra hai chữ thánh đạo. Hắn biết chính mình giờ phút này loại này cường đại cảm giác, đó là thánh đạo mới có cảm giác. Đương nhiên hắn tính không phải chân chính thánh đạo, chỉ có thể xem như ngụy thánh đạo. Là phù tăng kim ô châu lực lượng làm hắn mạnh mẽ bước vào thánh đạo. Loại này thánh đạo không phải chân thật thánh đạo, hoặc là nói là trong khoảng thời gian ngắn bị lực lượng chống đỡ lên thánh đạo. Hắn biết rõ, nếu trong cơ thể hạt châu năng lượng hao hết, loại này thánh đạo liền sẽ ngã xuống đi xuống. Có điểm cùng phá cảnh đan cùng loại công hiệu. Phá kính đan tác dụng đó là dùng lúc sau, làm người có thể ở hữu hạn thời gian trong vòng đột phá đến cao cảnh giới, nhưng là dược lực qua đi, liền sẽ phản hồi hình tròn. Lúc này hắn trạng thái ở phù tăng kim ô châu dưới tác dụng, liền có điểm cùng loại, bất quá cũng có khác nhau chính là, phù tăng kim ô châu lực lượng hắn đích xác hấp thu. Hóa thành hắn thật đánh thật pháp lực. Trong thời gian ngắn cảm giác kỳ diệu chính là mạnh mẽ dẫn hắn tiến vào thánh đạo tu vi chung, đáng tiếc gần xem như pháp lực trình tự thượng, cảnh giới thượng không tính. Bởi vì muốn đột phá thánh đạo yêu cầu chứng đạo, đó là chỉ có thể tự học hiểu được đi tu mới được, trừ cái này ra bất luận cái gì ngoại lực đều không thể giúp. Cứ việc như thế Dương Nghị Vân kỳ thật đã thực thỏa mãn. Đối đầu kẻ địch mạnh, cổ lực lượng này có thể đem hắn đại nhập thánh đạo thực lực chung, đã làm hắn có một trận chiến tư bản, hơn nữa trong tay liễu xanh thần thụ,
không chừng còn liền thật có thể xử lý âm dương đạo chủ này tôn thánh đạo ba tầng tu vi phân thân. Quản hắn có hay không cái gì di chứng, dù sao hiện tại cảm giác thực sảng. Dương Nghị Vân liễu xanh thần quang một kích, đối với âm dương đạo chủ tới nói, chính là hoàn toàn chấn kinh rồi. Cứ việc hắn là tùy ý một trường, nhưng hắn đúng vậy âm dương đạo chủ phân thân, là thánh đạo ba tầng tu vi thánh nhân, mà Dương Nghị Vân đâu. Tiểu tử này chỉ là một cái hợp đạo mà thôi. Thánh đạo dưới toàn con kiến ngươi. Đối với âm dương đạo chủ tới nói, hắn một trưởng này cũng đủ làm Dương Nghị Vân hóa thành cho tẫn. Nhưng mà không nghĩ tới, tiểu tử này trong tay xuất hiện một gốc cây xanh biếc cổ thụ, bỗng nhiên phản kích dưới, cư nhiên một đạo lục quang mà đến, nhẹ nhàng liền đem hắn một trưởng cấp phá. Nhưng này không phải làm hắn khiếp sợ, làm âm dương đạo chủ khiếp sợ chính là, Dương Nghị Vân đạo lục quang này không hề có hư hao, phá hắn một trưởng lúc sau, dư thế không giảm thẳng đến hắn mà đến. Đương tới gần thời điểm, sở phát ra hơi thở, làm hắn cảm nhận được một cổ tim đập nhanh. Đây chính là gặp quỷ. Hắn đường đường thánh đạo ba tầng tồn tại, cư nhiên từ một cái hợp đạo tiểu tử phát ra một kích thượng cảm nhận được tim đập nhanh. Trung quy là tạp thánh đạo cường giả, càng là đạo chủ tồn tại, chẳng sợ hắn là đạo chủ phân thân, kia cũng là đạo chủ, thu hồi coi khinh chi tâm, nghiêm túc ứng đối, chậm rãi mở miệng, thánh đạo âm dương, phá. Dứt lời dưới, âm dương đạo chủ đôi tay kết ấn, động thật cách, lấy thánh đạo là thần thông đôi tay mà động, đánh ra một cái lưỡng nghi ấn đối thượng Dương Nghị Vân một kích liễu xanh thần quang. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa lúc sau, âm dương đạo chủ lại là vẻ mặt khiếp sợ lui về phía sau mấy chục mét, kinh hô ra tiếng nói, bẩm sinh linh căn chi lực. Hắn đôi mắt gắt gao chăm chú vào Dương Nghị Vân trong tay xanh biếc cổ thụ thượng, ngay từ đầu còn không có để ý, lúc này cẩn thận đi đánh giá thời điểm, lại là đồng tử co rút lại, hắn từ lực lượng hơi thở thượng cảm thụ là bẩm sinh linh căn cấp bậc hơi thở. Lại nhìn kỹ, trong lòng hít hà một hơi, hảo ra hỏa, kia tiểu tử trong tay cầm tựa hồ là trong truyền thuyết ra đời với hỗn độn chung 10 đại tiên thiên linh căn trung thần bí nhất liễu xanh linh căn. Giờ khắc này âm dương đạo chủ hai tròng mắt tinh quang lấp lánh, lượng dọa người. Chậm rãi mở miệng nói, không thể tưởng được liễu xanh sẽ ở tiểu tử ngươi trong tay. Ngoài miệng nói như thế, vừa ý khiếp sợ không được, đối với Dương Nghị Vân thân phận hắn đã biết là thánh thiên đế chuyển sinh giả. Mới đầu cũng không phải quá để ý, ở hắn nghĩ đến liền tính là thánh thiên đế chuyển sinh lại như thế nào. Còn không phải muốn trùng tu, còn không phải một cái nho nhỏ hợp đạo, thánh đạo đều không phải con kiến. Nhưng là hiện tại âm dương đạo chủ không như vậy suy nghĩ, thánh thiên đế kia chính là năm đó hướng thiên rút kiếm nhân vật, bực này nhân vật quả nhiên liền tính là chuyển sinh trùng tu, cũng mẹ nó như cũng như bức, trong tay có liễu xanh, còn nuốt cùng đẳng cấp khác phù tăng kim ô hạt châu, quả nhiên khí vận đại dọa người. Không hảo trêu chọc, nhưng, vừa chuyển niệm, âm dương đạo chủ nheo lại mắt thầm nghĩ, sát chi, liễu xanh đó là bổn tọa, phù tăng thần thụ tuy rằng lực lượng tan đi 7-8 thành, nhưng như cũ là phù tăng thần thụ, làm pháp khí cũng là hỗn độn cấp bậc, một chút có thể được hai kiện hỗn độn bẩm sinh linh căn, đây là 8 ngày đại vận. Dương Nghị Vân phi thân dựng lên rốt cuộc cùng âm dương đạo chủ tề bình, nhìn về phía cái này lão bất tử ma ốm thời điểm, thấy được hắn hai tròng mắt trung lập lòe không chút nào che giấu tinh quang. Chính là biết hắn nhận ra chính mình trong tay liễu xanh thần thụ. Càng biết hắn động tham niệm. Loại này tham lam ánh mắt hắn Dương mẫu nhân gặp qua quá nhiều quá nhiều. Ha ha cười nói, không thể tưởng được đường đường âm dương đạo chủ cũng có tham niệm, ha ha, cũng là cùng tục vật mà thôi. Dương Nghị Vân cười nhạo. Âm dương đạo chủ phân thân nheo lại mắt nói, bổn tọa cũng không phải là trảm tam thi chứng đạo, đối mặt liễu xanh linh căn, không có tham niệm mới là việc lạ. Hôm nay ngươi mệnh cùng ngươi trong tay liễu xanh linh căn, bổn tọa muốn định rồi. Ma ốm ít nói mạnh miệng, có bản lĩnh lại đây lấy đi. Dương Nghị Vân chút nào không thiết. Nhưng đang nói chuyện sốt ruột đôi tay giơ lên trong tay liễu xanh thần thụ, thúc giục dưới lục quang đại tác phẩm dựng lên, ngay lập tức chi gian chiếu sáng toàn bộ không gian. Mà cùng thời gian hắn nhìn đến âm dương đạo chủ túc mục đôi tay vũ động kết ấn dựng lên, nghe được một tiếng, âm dương nghịch chuyển phiên thiên chi lực. Bốn phương tám hướng không gian đều vặn vẹo lên, một cái thật lớn vô cùng âm dương đồ hiện lên ở âm dương đạo chủ phía sau. Giờ khắc này Dương Nghị Vân biết đối phương đây là muốn giết người. Hắn tự nhiên sẽ không có sở bảo lưu lại. Cảm nhận được vô biên vô hạn áp bách tràn ngập thiên địa, trong lòng thất kinh, vẫn là thung lũng thánh đạo ba tầng thực lực. Cứ việc hắn đã là pháp lực đột phá thánh đạo, nhưng như cũ cảm nhận được hãi hùng khiếp phía. Nói thụ hợp nhất.
Ong. Sau lưng 10 đại đạo thụ hóa thành một gốc cây che trời đại thụ huyền phù ngũ sắc 10 quang nói thụ lực lượng cũng hội tụ ở đôi tay liễu xanh thượng. Cho ta chạm. Dương Nghị Vân nổi giận gầm lên một tiếng, đôi tay giơ lên liễu xanh bỗng nhiên đối với âm dương đạo chủ chém xuống. Giờ khắc này hắn cơ hồ trừ quang hao hết trong cơ thể năng lượng. Cuồn cuộn không ngừng độ nhập vào liễu xanh thần thụ trong vòng. Một gốc cây che trời liễu xanh như kiếm giống nhau bổ về phía âm dương đạo chủ. Ầm ầm ầm, thiên địa đại chấn, canh cốc thiên địa không gian ở rách nát. Dương Nghị Vân thấy được rót đầy trời mà âm dương đồ xoay tròn đại tác phẩm, ngăn cản ở hắn một kích mà ra liễu xanh thần quang thượng. Hai người thần thông va chạm dưới, không gian vặn vẹo, canh cốc thế giới đang không ngừng tan vỡ. Âm dương đồ nghịch chuyển một chút tiêu hao liễu xanh thần quang. Nhưng, âm dương đồ cũng đang không ngừng co rút lại. Thoạt nhìn hai người đều ở hao tổn. Tốc độ thực mau, biến hóa cũng mau. Ầm vang. Rốt cuộc ở một tiếng nặng nề lúc sau, canh cốc không gian hoàn toàn tan vỡ, mà liễu xanh thần quang cũng đã biến mất. Nhưng làm Dương Nghị Vân trên mặt trắng bệch chính là, hắn nhìn đến âm dương đồ án tuy rằng cũng ảm đạm đi xuống, hơn nữa thu nhỏ lại tới rồi 3 mét thời điểm cư nhiên không có tiêu tán. Này thuyết minh âm dương đạo chủ phân thân vẫn là cường đại rồi hắn một bậc. Giờ phút này Dương Nghị Vân căng chặt một ngụm. Trong tầm mắt thấy được một âm dương đạo chủ cấp tốc mà đến, sau lưng hiện lên đúng là một bộ âm dương đồ, giờ phút này âm dương đạo chủ tóc hỗn độn, thoạt nhìn cũng không thoải mái, nhưng là hắn vọt lại đây, khóe miệng mang theo thắng lợi mỉm cười. Dương Nghị Vân một lòng có điểm tỏa sáng. Tiểu tử đi tìm chết đi. Âm dương đạo chủ gần người Dương Nghị Vân một mét thời điểm, trong tay quang mang đại tác, mang theo điên cuồng chi nhất cười lạnh, liền phải đem Dương Nghị Vân một kích đánh chết. Nhưng là... Dương mẫu nhân liền như vậy sẽ xong đời sao? Ha ha, ai chết chưa chắc. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, sắc mặt trắng bệch suy yếu chi giống Dương Nghị Vân đột nhiên cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên mở miệng, u đều chi môn. Dứt lời, hắn giữa mày hiện lên chợt lóe đen nhánh cổ xưa đại môn càng lúc càng lớn. Khai. Dương Nghị Vân thiên tâm thúc dục, lấy nguyên thần mặc niệm. Nháy mắt mở ra u đều chi môn. Vô tận hắc ám khoảnh khắc cuốn tịch hướng âm dương đạo chủ phân thân. Đây là, không, không không không. Âm dương đạo chủ hoảng sợ phát hiện chính mình mất đi hết thảy pháp lực nơi phát ra, thân thể cũng không động đậy, một chút lâm vào trong bóng tối, trước mắt Dương Nghị Vân biến mất không thấy. Cuối cùng phát ra hoảng sợ thanh cũng hoàn toàn mà ngăn. Cùng nhau kết thúc. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, từ trong bóng đêm ra tới, u đều chi môn, thu nhỏ lại về tới hắn giữa mày. Giữa không trung âm dương đạo chủ phân thân rơi xuống đi xuống. U đều chi môn cắn nuốt diệt sát chính là hết thảy nguyên thần, cắn nuốt chính là cùng nhau sinh cơ. Giờ khắc này âm dương đạo chủ phân thân chính là một khối túi da, cái gì đều tiêu tán hầu như không còn. Dương Nghị Vân nhìn xuống phía dưới đuổi theo âm dương đạo chủ phân thân túi da vung tay lên, tức khắc hóa thành cho tàn. Đến tận đây một tôn thánh đạo ba tầng đạo chủ phân thân bị hắn xử lý. U đều chi môn đó là hắn cuối cùng đòn sát thủ, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ bại lộ, nhưng hôm nay không bại lộ cũng không được, may mắn dùng được, nhưng cũng biết là thắng hiểm, không có phía trước tìm đều, u đều chi môn không nhất định có thể xử lý âm dương đạo chủ phân thân. Hô! Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí, rốt cuộc toàn thân tâm thả lỏng xuống dưới. Âm dương đạo chủ phân thân chung quy là bị hắn xử lý. Nhưng này trong đó tồn tại nhân tố đa số là cái gì hắn trong lòng rõ ràng, này không phải thực lực của chính mình thoải mái, mà là rất nhiều nhân tố thêm cùng nhau mới chém giết âm dương đạo chủ này một tôn phân thân. U đều chi môn thật là cường đại vô cùng, nhưng là lại chỉ có thể trở thành xuất kỳ bất ý đòn sát thủ tới sử dụng mới hiệu quả, nếu là ngay từ đầu liền sử dụng u đều chi môn, Dương Nghị Vân tin tưởng âm dương đạo chủ phân thân là có thể né tránh. Kỳ hiệu liền ở chỗ trải qua phía trước chém giết lúc sau. Làm âm dương đạo chủ phân thân tới gần, cho rằng thắng lợi đang nhìn dưới tình huống, thả lỏng cảnh giác, cũng tiêu hao hắn lực lượng, cuối cùng nghìn cân treo sợi tóc hết sức, u đều chi môn mở ra, âm dương đạo dễ chính bổn vô pháp tránh né, một kích phải giết. Tóm lại hắn cũng là mạo một lần hiểm, không có 10 phần nắm chắc không biết u đều chi môn có thể hay không xử lý âm dương đạo chủ phân thân, cũng may không có làm hắn thất vọng. Lung lay ở không trung, cơ hồ hư thoát, hắn phi rơi xuống, yêu cầu nghỉ ngơi. Ở đi xuống phi lạc thời điểm nhìn thoáng qua phương xa, toàn bộ canh cốc không gian biến mất, biết đây là bọn họ đại chiến kết quả.
Hiện tại Canh Cốc thực đúng là một cái thật lớn trong hạp cốc, thiên địa với cổ hồng hoang hòa hợp nhất thể. Rơi xuống thời điểm, thấy được vài đạo thần quang từ phương xa mà đến. Khóe miệng có ý cười, cũng không có khẩn trương, bởi vì hắn biết đó là nhi tử đám người. Nhược Kê ngươi thắng. Tạp Mao Điểu thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân quay đầu nhìn lại, một ngày ngọn lửa bay tới, lại là vẫn luôn kim ô biến ảo. Tam túc kim ô, đã không phải nguyên lai hắc quả đen trạng thái, hoàn toàn trở về kim ô điểu hình thái Tạp Mao Điểu. Mà thật lớn vô cùng phù tăng thần thụ cũng biến mất không thấy. Hắn một mông ngồi dưới đất, nhìn Tạp Mao Điểu hỏi, phù tăng thần thụ đâu? Ở chỗ này, Tạp Mao Điểu nói chuyện phi thân tránh ra, cấp Dương Nghị Vân xem. Dương Nghị Vân lại là thấy được một gốc cây cam vàng sắc cây nhỏ, huyền phù ở Tạp Mao Điểu phía sau. Từ phía trước thật lớn tới rồi hiện tại thoạt nhìn không đủ nửa thước cây nhỏ thật đúng là nhìn có điểm không thích ứng. Nhưng Dương Nghị Vân cũng biết, đây là bẩm sinh linh căn không phải tầm thường ý nghĩa thượng thần thụ, hóa thành bất luận cái gì hình thái đều là có khả năng. Nhưng cũng không quá kỳ quái. Đa tạ đạo hữu cứu giúp, phù tăng thần thụ già nua thanh âm vang lên, hướng Dương Nghị Vân chí tạ. Hẳn là, tiền bối không cần đang để ý. Dương Nghị Vân vội vàng dừng tay, kỳ thật hắn trong lòng vẫn là có điểm ngượng ngùng, rốt cuộc nuốt nhân ra phù tăng thần thụ năng lượng. Lại nói tiếp, giờ phút này hắn suy yếu, cũng là phù tăng kim ô năng lượng hao hết lúc sau di chứng thể hiện rồi ra tới. Bất quá hắn được đến chỗ tốt lại là vô cùng thật lớn, chỉ cần từ tu vi đi lên nói 10 đại đạo thụ trường tới rồi vạn mét, tương đương là bước vào thánh đạo một tầng trình tự. Mặt sau chỉ cần cảnh giới đến chính là thật đánh thật thánh đạo chi cảnh. Đương nhiên này nhưng không dễ dàng, muốn chứng đạo mới là. Ba điều chứng đạo chi lộ, trước kia là chính hắn đều không có tưởng hảo, lựa chọn đi con đường kia chứng đạo, nhưng lần này bởi vì phù tăng kim ô châu nguyên nhân, xem như giúp hắn làm ra quyết định. Chứng đạo ba điều lộ, lấy lực chứng đạo, trảm tam thi, công đức chí nguyện to lớn. Trong đó lấy lực chứng đạo là khó nhất. Muốn đem lực lượng tu luyện tìm hiểu đến mức tận cùng, liền có thể chứng đạo, nhưng ai biết cái gì lực lượng đạt tới cái gì cấp bậc mới là cực hạn. Căn bản liền không có một cái giới hạn cùng cách nói. Nhưng lần này hắn trời xui đất khiến dưới cắn nuốt phù tăng kim ô châu ngược lại giúp hắn làm ra chứng đạo chi lực, trong cơ thể pháp lực các phương diện đều ở phù tăng kim ô châu hạ đã xảy ra biến hóa, đạt tới một cái bình cảnh, ở cái này biến hóa trung Dương Nghị Vân cũng là có điều hiểu được. Đối với lấy lực chứng đạo hắn mơ hồ tìm được rồi một phương hướng. Cho nên với hắn mà nói đây là trọng yếu phi thường một bước bước ra. Lại nói tiếp thật là muốn cảm tạ phù tăng thần thụ. Đối mặt phù tăng thần thụ nói lời cảm tạ, hắn nuốt nhân ra lực lượng, tự nhiên cảm giác ngượng ngùng. Đạo hữu không cần chú ý, nếu là không có ngươi xuất hiện ta cùng kim ô đều sẽ chết, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, một ít lực lượng tổn thất thật sự không cần để ý. Phù tăng thần thụ nói. Được rồi, các ngươi cũng đừng khách khí, trước mắt quan trọng là chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này rồi nói sau, ngươi chém giết âm dương đạo chủ phân thân, cái kia lão đông tây tất nhiên sẽ không bỏ qua, nếu là bản tôn đích thân tới, nhưng chính là thật sự không đường sống. Tạp Mao Điểu nói, phụ thân, lúc này Dương Tinh mấy người mà đến. Bọn họ phía trước nghe Dương Nghị Vân mệnh lệnh ra Canh Cốc, kết quả lại là thấy được thiên địa đại biến, Canh Cốc thiên địa tan vỡ, vội vàng bay vọt mà đến. Thực lo lắng Dương Nghị Vân, cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, giờ phút này nhìn đến Dương Nghị Vân không có việc gì, rốt cuộc đều yên tâm. Không có việc gì Dương Nghị Vân cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, hắn không đánh gãy cấp nhi tử nói hắn cùng âm Dương đạo chủ phân thân một trận chiến, hơn nữa diệt âm Dương đạo chủ phân thân, nói ngược lại làm nhi tử lo lắng, cũng làm này mấy người trong lòng sợ hãi, này bất lợi với nhi tử ở ma thần ma khoai phát triển, nếu nhi tử tạm thời không nghĩ hồi Vân Môn Thiên Đình. Tưởng ở ma thần ma vực làm một phen sự, hắn tự nhiên muốn duy trì. Lúc này liền không tính toán nói, cũng cấp Tạp Mao Điểu truyền âm công đạo hảo. Hắc hắc tiểu tinh tử. Tạp Mao chim bay qua đi cùng Dương Tinh Phù chào hỏi. Điểu ra rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi không biết ta phụ thân vì tìm ngươi đều. Người quen chi gian tương phùng không thiếu được một phen người bình thường giống nhau nói chuyện với nhau. Tinh nhi chuyện ở đây xong rồi, các ngươi hồi ma thần ma vực đi. Dương Nghị Vân lại là đánh gãy nhi tử cùng Tạp Mao Điểu tiếp tục nói tiếp, hắn là lo lắng âm dương đạo chủ tiến đến lúc đó liên lụy nhi tử mấy người. Đơn giản làm cho bọn họ rời đi. Phụ thân, này, Dương Tinh Phó nghi hoặc. Đi thôi, ngày sau nhớ rõ trở về nhìn xem mẫu thân ngươi, vi phu cũng đem đi trở về.
Dương Nghị Vân vẫy vẫy tay nói. Cuối cùng cũng nhìn về phía Tím Cầm Thần Ma cùng lớn nhỏ Thần Ma Tông Mã Ngàn Diệp, Thu Nam, cùng với Thần Ma Vương Triều Thần Ma Võng Ngũ Quân Bằng nói, vài vị vân môn thiên đình đại môn đối với các ngươi tùy thời rộng mở, hoan nghênh ngày sau đi theo con ta tiến đến vân môn thiên đình. Đa tạ trời cao đế. Mấy người đại hỉ, vân môn thiên đình hiện tại cũng là đạo thống chi nhất, hơn nữa là năm đại đạo thống chung trung ương đạo thống, bọn họ tuy rằng biết thần giới nhất cường đại thế lực là đạo thống, có năm đại đạo thống, nhưng lại không đi qua bất luận cái gì một phương đạo thống, hiện giờ Dương Nghị Vân cái này vân môn đạo thống chi chủ, tự mình mời, tự nhiên là cầu mà không được. Đương nhiên cũng nghe đến ra tới, Dương Nghị Vân lời nói ý tứ, ngày sau đi theo Dương Tinh Phó đi trước, đây là ở nói cho bọn họ muốn phụ tá hảo con hắn. Đối này đều đã phát quá thề, tự nhiên là sẽ không có biến. Dương Tinh Phù cũng không ngu ngốc, biết phụ thân có làm cho bọn họ rời đi ý tứ, toàn bộ canh cốc không gian thiên địa đều tan vỡ, hơn nữa trừ bỏ điểu ra ở ngoài, cách đó không xa còn có một gốc cây thần thụ, hiển nhiên là phù tăng thần thụ, phụ thân không có chút nào nhắc tới, hiển nhiên còn có việc không nghĩ làm cho bọn họ biết, nhưng cũng không để ý, theo sau liền cùng mọi người rời đi phản hồi ma thần ma vực. Bất quá lãnh đi thời điểm, Tím Cầm Thần Ma cuối cùng một cái đi, lại là nhìn Dương Nghị Vân có chút nhược nhược nói, trời cao đế ta. Ta có thể không thể đi vân môn thiên đình tìm ngươi. Dương Nghị Vân sửng sốt, lại là nhìn Tím Cầm Thần Ma có chút minh bạch nàng có ý tứ gì, phía trước hắn đối mọi người nói qua có thể đi vân môn, giờ phút này Tím Cầm Thần Ma đơn độc lại hỏi, hiển nhiên kia gì, khụ khụ, Dương mỗ nhân là minh bạch. Nhưng là giờ phút này hắn không thể lưu lại nó. Trở tay một khối lệnh bài xuất hiện đưa cho Tím Cầm Thần Ma nói, đây là vân môn thiên đình nam thiên lệnh, người ngày sau tùy thời có thể đi. Hảo, kia, sau này còn gặp lại. Tím Cầm Thần Ma tiếp nhận lệnh bài sắc mặt đỏ lên, trên mặt hiện lên ý cười, phi thân mà đi. Người cái nhược kê vẫn là như vậy phong lưu, tạp mao điều nhìn không được nói thầm. Người biết cái gì Dương mẫu nhân mặt bộ đổi màu mắng. Người vì cái gì đem ngươi nhi tử bọn họ chi đi. Tạp mao điều khó hiểu nói. Vô nghĩa a, ta trêu chọc Âm Dương đạo chủ, tổng không thể liên lụy nhi tử đi, lại nói kia tiểu tử dã tâm đề rất đại, muốn lưu tại ma thần ma vực thống nhất thần giới bắc địa, không cho bọn họ đi, lưu lại cùng ta ở bên nhau chính là hại hắn không phải Dương Nghị Vân trợn trắng mắt. Này, đảo cũng là. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi, hiện tại rời đi canh cốc, hy vọng Âm Dương đạo chủ đừng tự mình tiến đến tìm phiền toái. Dương Nghị Vân đứng dậy. Đạo hữu yên tâm, Âm Dương đạo chủ vẫn là có chút cố kỵ ra mặt, hắn phân thân đều là lén lút xuất hiện, bản tôn hẳn là sẽ không tới, nhưng cũng không thể không phòng, phái ra thánh đạo cường giả tiến đến tìm phiền toái, trong thời gian ngắn ta cùng Kim Ô đều không thể khôi phục, cho nên trước rời đi nơi này là đối, ta biết cổ hồng hoang có một chỗ địa phương, ngăn cách phía chân trời, chúng ta nhưng đi nơi nào tạm lánh. Phù Tăng Thần Thụ nói chuyện. Dương Nghị Vân nghe trong lòng vui vẻ. Ý tứ này Phù Tăng Thần Thụ muốn cùng hắn một khối. Đây chính là một gốc cây bẩm sinh linh căn a, cứ việc là thực lực bị hao tổn bẩm sinh linh căn, cũng là bẩm sinh linh căn, căn, nếu có thể bắt lấy Phù Tăng Thần Thụ, hắn bên người đã có thể có hai đại bẩm sinh linh căn. Nhược kê đi thôi, yên tâm Phù Tăng Thần Thụ không rời đi ngươi. Đúng lúc này Tạp Mao Điểu cho hắn truyền âm nói một câu. Cái này Dương Nghị Vân trong lòng nghiêm, cười hắc hắc truyền âm trả lời. Vẫn là ngươi hiểu biết ta. Dương Nghị Vân cùng Tạp Mao Điểu ở bên nhau chính là độc cô hoàn chỉnh tiên giới giai đoạn, không ở bên nhau hố người. Khụ khụ, hoặc là nói có rất mạnh ăn ý ở, Dương Nghị Vân tưởng cái gì Tạp Mao Điểu phi thường rõ ràng. Phù Tăng Thần Thụ là cái gì tồn tại, Tạp Mao Điểu so với ai khác đều hiểu biết, Dương mỗ nhân một mở miệng cái gì tâm tư hắn càng là rõ ràng. Không cần Dương Nghị Vân nói rõ, trực tiếp liền tới rồi một câu. Phù Tăng Thần Thụ không rời đi ngươi. Đối này Dương mẫu nhân cười hắc hắc, trong lòng vô cùng thoải mái. Lần này mạo hiểm vẫn là siêu đáng giá. Nguyên bản hắn liền tính toán kế tiếp như thế nào lừa dối Nga không phải, là như thế nào thuyết phục Phù Tăng Thần Thụ cùng chính mình đi, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Truyền âm hỏi Tạp Mao Điểu nói, lời này ngươi nói chuẩn. Tạp Mao Điểu mở miệng nói, vô nghĩa tiểu tử ngươi cho chúng ta bất lão nước suối khôi phục. Đã dung nhập tới rồi trong cơ thể, hơn nữa trước mắt Phù Tăng Thần Thụ yêu cầu thời gian khôi phục nguyên khí, tự nhiên không nghĩ một mình rời đi, còn có chính là điều ra ta là Kim Ô, ta cùng Phù Tăng Thần Thụ chi gian chính là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, ta Kim Ô chi hỏa có thể giúp Phù Tăng Thần Thụ, mặt khác Phù Tăng Thần Thụ cũng tới giúp điều ra ta,
chúng ta chi gian lẫn nhau phối hợp mới là hoàn mỹ, điều ra ta đi chỗ nào. Phù Tang thần thụ tự nhiên cũng giống nhau, cho nên tiểu tử ngươi cứ yên tâm đi. Hắc hắc, như vậy ta liền an tâm rồi. Dương Mỗ Nhân rốt cuộc vừa lòng. Kế tiếp ở Phù Tang thần thụ dẫn dắt hạ, Dương Nghị Vân cùng Tạp Mao Điểu đi theo Phù Tang thần thụ hướng về cổ hồng hoang thần thụ mà đi 8.000 dặm, tiến vào một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm. Tới rồi lúc sau Phù Tang thần thụ nói, nơi này có thể che giấu phía chân trời, tin tưởng âm dương đạo chủ là tìm không thấy chúng ta, có thể ở chỗ này an tâm tu dưỡng. Dương Nghị Vân gật đầu, hắn không hỏi vì cái gì nơi này có thể che giấu thiên cơ, bởi vì hắn biết giống Phù Tang thần thụ bực này cổ xưa tồn tại đối cổ hồng hoang so với hắn quen thuộc. Càng là có thủ đoạn ở trên người, tới rồi cổ hồng hoang đối hắn cũng hoặc là ngoại giới người tới nói có lẽ thực gian nan, nhưng là đối cổ xưa bẩm sinh linh căn Phù Tang thần thụ tới nói, hẳn là hậu hoa viên giống nhau. Nếu Phù Tang thần thụ nói nơi này an toàn, đó chính là an toàn. Mặc kệ là hắn vẫn là Tạp Mao Điểu cùng Phù Tang thần thụ trước mắt đích xác yêu cầu tu sinh dưỡng tức. Một trận chiến không bình đẳng chém giết, hắn kỳ thật đã là thể xác và tinh thần mỏi mệt. Mà Tạp Mao Điểu cùng Phù Tang thần thụ mới vừa thoát vây trạng thái càng là yêu cầu tu dưỡng. Theo sau ba người đều tự tìm địa phương khoanh chân ngồi xuống tiến vào điều tức trạng thái. Dương Nghị Vân phát hiện từng cây che trời đại thụ đã đưa bọn họ nơi ở bao vây lên, hơn nữa hình thành độc đáo một phương không gian, hắn biết này nhất định là Phù Tang thần thụ thủ đoạn. Đối với Phù Tang thần thụ, hắn là rõ ràng biết, so sánh với Liễu Xanh, Phù Tang mới là đại lão. Bởi vì Liễu Xanh không có chủ ý thức, nhiều nhất xem như bẩm sinh linh căn cấp bậc pháp khí, nhưng Phù Tang thần thụ liền bất đồng, cứ việc bị âm dương đạo chủ trấn áp phong ấn thậm chí là tinh luyện lực lược, giờ phút này thoạt nhìn thực suy yếu, nhưng là một khi Phù Tang thần thụ khôi phục lại, tất nhiên muốn so Liễu Xanh cường đại hơn nhiều, thậm chí không thể ở cùng cấp bậc so sánh với, bởi vì Phù Tang thần thụ là có chủ ý thức tồn tại, từ trong ra ngoài đều là hàng thật giá thật bẩm sinh linh căn. Đối Phù Tang thần thụ vị này đại lão, Dương Nghị Vân trong lòng là thật hiếm lạ. Có thể đi theo hắn trở lại Vân Môn Thiên Đình, đó chính là Vân Môn Chi Phúc. Nếu là không có Tạp Mao Điểu, hoặc là nói không có Phù Tang thần thụ này một kiếp khó, bực này cường đại đại lão hạng người, có lẽ căn bản là chướng mắt cùng hắn, thậm chí là hắn tư cách đều không đủ. Cũng may có Tạp Mao Điểu tầng này quan hệ, hơn nữa hắn cũng coi như là Phù Tang thần thụ ân nhân cứu mạng, cũng coi như là cơ duyên xảo hợp dưới, cùng hắn đi tới cùng trận tuyến thượng. Này không thể không nói là chính mình vận khí. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ, nếu là ngày sau có thể đem lão cây liễu tìm được, không biết lão cây liễu cùng Liễu Xanh bản thể hợp thể lúc sau, sẽ thế nào? Nghĩ đến tất nhiên lại là một cái khác chí cường giả ra đời. Đối với lão cây liễu, hắn là nhất định sẽ tìm được, mặc kệ là vì làm Liễu Xanh hoàn chỉnh, càng là bởi vì tại hạ giới thời điểm bọn họ chi gian đều là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, đối với vẫn luôn đem tình nghĩa đặt ở đệ nhất vị Dương Mỗ Nhân tới nói. Nhất định phải tìm được lão cây liễu. Cũng tin tưởng sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ tìm được lão cây liễu. Có cái này tự tin là bởi vì Liễu Xanh ở trên người hắn, cho nên chú định đây là tất nhiên. Hiện giờ Tạp Mao Điểu tìm được, cũng liền ý nghĩa Vân Môn Thiên Đình Thái Dương quy vị, bước tiếp theo hắn liền muốn đem Thiên Đình Ánh Trăng cũng triệu hồi. Như thế nhật nguyệt sao trời viên mãn, Vân Môn những cái đó hợp đạo cấp bậc môn nhân đệ tử mới có thể gia tăng chứng đạo tỷ lệ. Thậm chí là chính hắn cũng như thế. Vân Môn Thiên Đình là chân chính thánh đạo tu luyện thánh cảnh. Cần thiết muốn bổ đầy đủ hết, làm Vân Môn cường đại, hắn mới có thể ngạnh đối càng ngày càng cường đại địch nhân. Tu La Vương phân thân, đều ở thần giới, chưa chừng khi nào sẽ nhảy ra, còn có những cái đó giấu ở thần giới Tu La tộc, đều không thể không phòng. Hiện tại hắn lại xử lý âm dương đạo chủ phân thân. Không hề nghi ngờ liền tính là âm dương đạo chủ sẽ không kéo xuống mặt tự mình đối hắn ra tay, cũng sẽ phái ra thánh đạo cường giả tiến đến tìm được. Cùng âm dương đạo chủ chi gian sống núi xem như kết đã chết. Vì cứu Tạp Mao Điểu cùng Phù Tang thần thụ, hắn hỏng rồi âm dương đạo chủ bố cục vô số năm tâm huyết, nuốt Phù Tang Kim Ô Châu, tương đương là trích quả đào. Lại diệt âm dương đạo chủ phân thân, như vậy ân oán, đổi làm hắn cũng muốn trả thù không thể. Dù sao hắn tưởng tượng liền có chút đau đầu, địch nhân là càng ngày càng cường đại, mà hắn tu vi cảnh giới vẫn là không có bước vào thánh đạo. Nói không có áp lực, đó là giả. Chỉ thiếu hắn yêu cầu chứng đạo nhập thánh nói mới được. Nếu không đừng nhìn hắn tên tuổi đại, là Vân Môn Thiên Đình Thiên Đế, lại là Vân Môn Đạo Thống Chi Chủ, này đó nhưng đều yêu cầu cường đại tu vi thực lực đi giữ gìn,
một khi chính hắn tu vi thực lực đều theo không kịp, đến lúc đó toàn bộ Vân Môn đều sẽ ở khoảnh khắc sập. Cũng may lúc này đây nuốt phù tăng kim ô châu năng lượng, làm hắn thấy được lực lượng trình tự con đường. Lấy lực chứng đạo, có lẽ hắn có thể nếm thử. Thật muốn là có thể thành, kia hắn bước vào thánh đạo chi cảnh, đã có thể chân chính có nắm chắc. Tiến vào tu luyện trạng thái sau, Dương Nghị Vân đầu tiên là thuận lợi khôi phục chính mình trong cơ thể bị năng lượng cường đại đánh sâu vào di chứng. Một phen tu luyện lúc sau, trạng thái khôi phục tới rồi đỉnh. Thần hạch đạo chủng trong vòng 10 đại đạo thụ tất cả đều đạt tới vạn mét độ cao, dựa theo hắn công pháp suy đoán, vạn mét độ cao chính là thánh đạo cảnh giới tu vi cọc tiêu. Nhưng hiện tại hắn cảnh giới không đuổi kịp, vẫn là ở hợp đạo 5 tầng về một giai đoạn. Nói cách khác, kế tiếp chỉ cần hắn cảnh giới có thể đột phá, là có thể bước vào thánh đạo. Đáng tiếc, nơi này là cổ hồng hoang, đích xác như tím cầm thần ma nói qua như vậy, cổ hồng hoang chi lực quá mức bạo ngược, cùng thần giới thần linh tu luyện lực lượng hệ thống hoàn toàn không dung hợp, cũng không dám đi hấp thu. Bằng không Dương Nghị Vân thật đúng là muốn thử xem, ở chỗ này trực tiếp tu luyện, thử xem đánh sâu vào chứng đạo chi lộ. Đình chỉ tu luyện mở hai mắt nhìn lại, ngay sau đó hắn lại là trừng lớn trong mắt. Bởi vì hắn nhìn đến tạp mao điểu cư nhiên ở tu luyện. Phù tăng thần thụ cũng là lập lòe loang loáng. Mắt thường đều có thể nhìn đến tạp mao điểu cùng phù tăng thần thụ ở hấp thu thiên địa chi lực tu luyện. Mà nơi này là cổ hồng hoang A, tạp mao điểu cùng phù tăng thần thụ hấp thu thiên địa chi lực, nhưng còn không phải là hồng hoang chi lực sao? Không phải nói, bất luận cái gì thần giới thần linh đều không thể hấp thu cổ hồng hoang chi lực sao? Kia hiện tại, nhìn tạp mao điểu cùng phù tăng thần thụ, Dương Nghị Vân kinh ngạc lúc sau, đôi mắt lại là càng ngày càng sáng. Nếu có thể nói, hắn cũng muốn thử xem. Nhưng là chung quy hắn không có tùy tiện nếm thử, bởi vì ngay từ đầu thời điểm, hắn cảm nhận được quá cổ hồng hoang chi lực quỷ dị, đích xác không thể hấp thu luyện hóa. Tạp mao điểu cùng phù tăng thần thụ lại là làm hắn thay đổi cái nhìn, này thuyết minh nhất định có cái gì biện pháp có thể hấp thu cổ hồng hoang chi lực tu luyện. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân mở miệng nói, tạp mao điểu. Làm gì, quạ đen mở mắt, nhìn về phía Dương Nghị Vân ngừng lại. Các ngươi sao lại có thể hấp thu cổ hồng hoang chi lực? Dương Nghị Vân trực tiếp liền hỏi. Ách, ngươi hỏi phù tăng thần thụ đi, thử xem thượng ta lúc trước đi vào cổ hồng hoang thời điểm cũng là không dám hấp thu, sao lại mới có thể, là phù tăng thần thụ giúp ta? Tạp mao điểu nói. Dương Nghị Vân đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía một bên phù tăng thần thụ. Phù tăng thần thụ thần quang lập lòe một chút nói. Kỳ thật chỉ cần một cái cực hạn ý chí vấn đề. Cái gì vấn đề? Dương Nghị Vân vội vàng hỏi. Phù tăng thần thụ truyền đến già nua thanh âm nói, cổ hồng hoang lại nói tiếp là bị thiên đạo vứt bỏ nơi, không có thiên đạo quy tắc tồn tại, đó là hoang dã hỗn độn, hết thảy lực lượng đều là hỗn loạn, dẫn tới vô số lực lượng hỗn hợp hình thành vô cùng bạo ngược không song hồng hoang chi lực, đích xác cùng thần giới trong vòng có quy tắc có thuộc tính lực lượng so sánh với, hồng hoang chi lực là không có đầu mối lực lượng. Đối với thần linh tới đem, hấp thu luyện hóa là vấn đề lớn. Nhưng là không đại biểu không thể hấp thu, bản chất tới giảng, thiên bỏ nơi, cũng là bàn cổ phụ thần khai thiên tích địa thế giới, chỉ là bị thiên đạo từ bỏ mà thôi, thế cho nên thiên địa chi gian lực lượng hỗn loạn hình thành một loại lực lượng, nhưng như cũng là thiên thể trong vòng đại đạo dưới lực lượng, là có thể hấp thu luyện hóa. Chỉ cần có thể thừa nhận trụ hồng hoang chi lực đánh sâu vào, đột phá ý chí nhẫn nại cực hạn. Liền có thể hấp thu hồng hoang chi lực vì mình dùng, đương nhiên là có một ít bí quyết tồn tại, cái này ta có thể truyền thụ cho ngươi, hơn nữa ta xem ngươi tu luyện tình huống, hiện tại đi lấy lực chứng đạo chi lộ, có lẽ hồng hoang chi lực còn sẽ trở thành ngươi cơ hội, làm ngươi chứng đạo bước vào thánh đạo chi cảnh. Dương Nghị Vân nghe xong cả người đều là chấn động, quả nhiên hỏi đối người, vội vàng khom người thỉnh giáo nói, còn thỉnh phù tăng tiền bối dạy ta. Muốn thật là có thể chứng đạo. Kia đã có thể làm hắn vượt qua Long Môn A. Há có thể không kích động. Phù tăng thần thụ quả nhiên không hổ là ra đời hỗn độn bẩm sinh linh căn. Dựa theo hắn cách nói, Dương Nghị Vân một phân tích, thật đúng là có đạo lý. Cổ hồng hoang thế giới ở sớm nhất đó chính là thần giới một bộ phận, nhưng thiên đạo vô lượng kiếp hạ mỗi một lần đại kiếp nạn lúc sau hư hao nghiêm trọng đều bị thiên đạo từ bỏ, hoặc là nói bị hồng quân từ bỏ, thế cho nên không có thiên đạo vận chuyển cổ hồng hoang. Thiên địa chi gian các loại lực lượng giảo hợp ở bên nhau, thành bạo ngược không thể hấp thu lực lượng. Nhưng là bản chất là vẫn là thiên thể trong vòng đại đạo dưới lực lượng, chỉ là giảo hợp ở cùng nhau, không có thần giới các loại thuộc tính lực lượng, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi từ thuộc tính,
không thể hấp thu. Nhưng bổn căn còn ở, vẫn là lực lượng. Phù Tang Thần Thụ ý tứ là, có thể hấp thu luyện hóa, nhưng là muốn chịu khổ, khảo nghiệm ý chí lực, bất quá có tiểu bí quyết kỹ xảo, có thể khiêng qua đi, vậy không thành vấn đề. Hồng hoang chi lực cũng sẽ trở thành hắn lấy lực chứng đạo cơ hội, với hắn mà nói ngược lại sẽ là cơ duyên. Như vậy cơ duyên Dương Nghị Vân tự nhiên phải bắt được. Lại nói Dương Nghị Vân ở cổ Hồng Hoang thỉnh giáo Phù Tang Thần Thụ về Hồng Hoang chi lực thời điểm. Âm Dương Đạo Thống Nhất tỏa dáng màu tia sáng kỳ dị thần bí đại điện, lại là truyền ra một tiếng bạo nộ, tiểu tặc bổn chủ yếu đem ngươi nghiền xương thành cho a. Phân thân bị diệt sát, vô số năm qua tâm huyết tính kế bị Dương Nghị Vân hái được quả đào, cái này làm cho Âm Dương Đạo Chủ như thế nào có thể nhẫn. Phổi đều khí tạc. Đạo Chủ. Này một tiếng tức giận, vang vọng toàn bộ Âm Dương Đạo Thống. Từng đạo cường đại hơi thở ở trước tiên xuất hiện ở đạo chủ đại điện ở ngoài dò hỏi tình huống. Có cấp dưới quan tâm là chuyện tốt. Chính là, chuyện này hắn không sáng giỏi a. Ở vào nào đó nguyên nhân Âm Dương Đạo Chủ tính kế Phù Tang Thần Thụ đều là lấy phân thân bí mật tiến hành, không có làm người biết, cũng không nghĩ làm người biết. Đặc biệt là hắn phân thân cư nhiên bị Dương Nghị Vân cấp tiêu diệt việc, truyền ra đi quá mất mặt, càng không thể làm người biết được. Cảm nhận được ngoài điện một loại thủ hạ đã đến, Âm Dương Đạo Chủ hít sâu một hơi uy nghiêm mở miệng nói, không có việc gì, đều lui ra đi. Đại điện ở ngoài một chúng cường giả cứ việc có chút không rõ nguyên do, rõ ràng chỉ nghe được đạo chủ bạo nộ thanh âm, khá vậy không dám hỏi nhiều, khom người lui ra, một đám tới mau, đi cũng mau. Mê huyễn làm đại điện thần quang chợt lóe xuất hiện một người sắc mặt tuyết trắng, thoạt nhìn ma ốm người, xem tuổi thật đúng là vô pháp giới định. Nếu Dương Nghị Vân ở đây nhất định sẽ nhận ra, người này đó là Âm Dương Đạo Chủ, cùng phân thân diện mạo giống nhau như đúc. Làm cho vị này mới là chân chính Âm Dương Đạo Chủ bản tôn, thân xuyên quần áo phía trước bạch mặt sau hắc, hắc bạch giao nhau, cũng ngụ ý Âm Dương. Âm Dương Đạo Chủ không bình thường màu da, cũng nhìn không ra hắn giờ phút này phẫn nộ. Ở đại điện trung nhìn xa phía chân trời, lại là nắm chặt nắm tay. Chuyện này không thể làm một loại thủ hạ biết. Chẳng lẽ liền tính sao? Đương nhiên không phải. Trên thực tế thần giới tứ đại đạo chủ chung, muốn nói âm u tâm nhãn tiểu đương thuộc hắn Âm Dương Đạo Chủ đệ nhất nhân. Dương Nghị Vân không chỉ có là giết hắn Âm Dương phân thân làm hắn tổn hại trăm vạn năm đạo hạnh, càng là tương đương đánh hắn bên ngoài. Đường đường Âm Dương Đạo Chủ, được xưng Âm Dương Đại Thánh người tồn tại, như thế nào có thể nuốt hạ này khẩu ác khí? Cái này bên ngoài nhất định phải tìm trở về. Nhưng là chuyện này không thể làm người biết, sự tình quan chính mình bên ngoài, về phương diện khác, Âm Dương Đạo Chủ còn coi trọng Dương Nghị Vân trên người bẩm sinh linh căn, hiện tại hắn biết trừ bỏ Phù Tang Thần Thụ ở ngoài, Dương Nghị Vân trên người còn có Liễu Xanh Thần Thụ. Cho nên muốn lặng lẽ đi tìm Dương Nghị Vân. Nửa ngày lúc sau Âm Dương Đạo Chủ đối với trống trải đại điện trầm ngâm nói, hắc bạch ở đâu? Ngay sau đó ở Âm Dương Đạo Chủ phía sau, một đen một trắng hai luồng sương mù trống rỗng xuất hiện. Hóa thành một cái người áo đen cùng áo bào trắng người. Bái kiến đạo chủ. Hai người thăm viếng. Bị người không thể làm biết, nhưng là này hai người lại là có thể. Đây là hắn bên người Âm Dương hộ vệ, là bóng dáng giống nhau tồn tại, trừ bỏ Âm Dương đạo chủ, bất luận kẻ nào cũng chưa gặp qua. Dương Nghị Vân việc, giao cho hắc bạch hộ vệ đi xử lý nhất thích hợp. Hắc người đi cổ hồng hoang đem Dương Nghị Vân kia tiểu tử cho ta mang về tới, nếu sống mang không trở lại. Vậy giết hắn, trên người hắn có liễu xanh cùng phù tang hai cây bẩm sinh linh căn vô cùng mang về, nếu là kia tiểu tử không hề hồng hoang đã về tới thần giới trung ương Vân Môn nói. Ngươi liền thả ra tin tức đi, làm Tu La tộc đi đối phương Vân Môn đạo thống. Bạch ngươi đi tìm Tu La Vương phân thân, phụ trợ hắn toàn lực tấn công Vân Môn thiên đình, hắc nếu như cổ hồng hoang thất lợi, hai người các ngươi liền liên hợp chấp động thần giới thế lực khác cho ta đem Vân Môn thiên đình tiêu diệt, mặt khác có thể chọn lựa nhân thủ tiến đến. Nếu là khả năng tận lực đừng chính mình ra tay, để tránh khiến cho không cần thiết phiền toái, Dương Nghị Vân kia tiểu tử trong tay có hai đại bẩm sinh linh căn, căng chết có thể có thánh đạo ba tầng thực lực, như thế nào làm các ngươi chính mình nhìn làm. Ta chỉ xem kết quả, thứ nhất có thể bắt sống Dương Nghị Vân tốt nhất liền mang về tới, không thể liền sát chi, thứ hai đem hai đại bẩm sinh linh căn mang về tới, thứ ba hủy diệt Vân Môn căn cơ, làm Tu La Vương phân thân phát động thần giới những cái đó Tu La tộc đi làm. Nghĩ đến bọn họ cũng nên đến ngồi không được lúc. Là, đạo chủ, thuộc hạ lĩnh mệnh. Đi thôi. Âm Dương đạo chủ phất tay, hắc bạch hộ vệ biến mất ở đại điện.
chỉ mong kia ba cái lão bất tử không biết đi âm dương đạo chủ tự nói. Hắn trong miệng ba cái lão bất tử, tự nhiên là chỉ, mặt khác tam đại đạo thống đạo chủ. Kỳ thật hắn trong lòng rất rõ ràng, ngày đó hắn phân thân cùng Dương Nghị Vân chém giết đại chiến, canh cốc không gian tan vỡ, động tĩnh quá lớn, có lẽ đã sớm khiến cho mặt khác tam gia chú ý. Đến lúc đó Dương Nghị Vân trong tay có được hai đại bẩm sinh linh căn việc, tất nhiên sẽ xưng là thánh đạo cường giả đỏ mắt chí bảo. Giờ phút này hắn phái ra hắc bạch hộ vệ, một phương diện trực tiếp đi cổ hồng hoang Dương Nghị Vân, nếu là Dương Nghị Vân đã sớm rời đi cổ hồng hoang, đó chính là về tới Vân Môn Thiên Đình, đến lúc đó, Vân Môn Thiên Đình có khí vận trụ trời tưởng đi vào nhưng không dễ dàng. Như thế đó là hai tay chuẩn bị, chấp động Tu La Vương phân thân cùng thần giới những cái đó thế lực đi tấn công Vân Môn Thiên Đình. Đối với Tu La Vương việc, người khác không rõ ràng lắm, bọn họ thần giới tứ đại đạo thống lại là đều rõ ràng sao lại thế này. Năm đó việc, nếu là nhóm tất cả đều ra tay, Thánh Thiên Đế cũng sẽ không cùng Tu La Vương lưỡng bại câu thương. Đáng tiếc bọn họ không thể ra tay, thiên đạo ý chí dưới, Thánh Thiên Đế nhất tộc chính là ứng kiếp người, bọn họ một khi cuốn vào trong đó, không chiếm được hảo, cũng muốn lột ra, lại nói Thánh Thiên Đế không biết sống chết đối thiên rút kiếm, đó là tự tìm. Về Tu La nhất tộc việc, bọn họ tứ đại đạo thống người, đó là mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện giờ Dương Nghị Vân tiểu tử này lại là Thánh Thiên Đế trên đời, cư nhiên khởi động lại thiên đình lập đạo thống, không hề nghi ngờ tân vô lượng kiếp muốn bắt đầu rồi. Lần này như cũ là Tu La tộc cùng hắn Thánh Thiên Đế thiên đình chi gian ân oán, cũng là sớm tại năm đó liền chôn tuyến nhân quả, bọn họ không nghĩ lây dính. Nhưng đáng tiếc dựa theo vớt chỗ tốt, tỉ như phá hủy Vân Môn thiên đình. Khí vận trụ trời có thể phần có. Đồng thời cũng mượn dùng bọn họ hai bên chạm xe, rửa sạch rớt dấu ở thần giới Tu La tộc. Năm đó mặc kệ, không đại biểu lúc này đây cũng mặc kệ, đương nhiên có thể âm thầm tới. Thần giới trung quy là thuộc về thần tộc, không thể có Tu La tộc tồn tại. Hơn nữa, thiên đạo ý chí dưới, bọn họ lần này nhiều ít cũng muốn ứng kiếp, nhưng là có thể là nhỏ nhất đại giới. Cẩn thận tưởng tượng. Lần này hắn tính kế từ phù tăng thần thụ bắt đầu, có lẽ đã là đại kiếp nạn bắt đầu. Âm dương đạo chủ nhìn phía chân trời cười khổ một tiếng lẩm bẩm, đạo tổ ngài đây là làm âm dương đạo thống cái thứ nhất ứng kiếp sao? Không có người trả lời hắn. Nhưng âm dương đạo chủ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Hắn có cảm lúc này đây vô lượng đại kiếp nạn, khả năng không chỉ là Thánh Thiên Đế cùng Tu La Vương chi gian ân oán kéo dài, làm không hảo sẽ là toàn bộ thần giới dung chuyển. Này một tàn cục tựa hồ càng lúc càng lớn, mà làm dối giả đó là Dương Nghị Vân kia tiểu tử. Âm dương đạo chủ nghĩ lại một chút, cảm giác chính mình phái ra hắc bạch hộ vệ, tựa hồ. Có điểm sai rồi, nhưng là bên ngoài đã rớt, người đều đi, chuyện này đã không biện pháp vãn hồi, cũng biết đi một bước xem một bước lại nói. Chỉ mong vị nào thiên đạo chủ, lúc này đây đừng đùa quá tàn nhẫn. Có tâm phản kháng, nhưng không cái kia lá gan. Hắn cũng không phải là Thánh Thiên Đế cái kia kẻ điên, dám hướng thiên rút kiếm. Tự cổ chí kim, nghịch thiên kẻ điên không ít, nhưng cũng chưa kết cục tốt. Cũng không biết Dương Nghị Vân tiểu tử này, tương lai sẽ có cái gì lựa chọn. Dù sao hắn đi trước ra bước đầu tiên, hoặc là nói hắn bậc lửa đại kiếp nạn bắt đầu đạo hỏa tác, xem như hoàn thành thiên đạo ý chí sứ mệnh. Thiên đạo ý thức A, rất kỳ quái, không có bất luận cái gì mệnh lệnh. Nhưng lại là sẽ làm ngươi làm ra thuận theo tự nhiên sự tới. Tỷ như hắn tính kế phù tang. Có lẽ cái này nhân đã sớm hắn tính kế phù tang thần thụ thời điểm gieo. Không biết vì cái gì âm dương đạo chủ đột nhiên trong lòng có từng đợt sợ hãi. Thiên đạo không viên mãn, yêu cầu lần lượt đại kiếp nạn lễ rửa tội, duy trì bình thường vận chuyển, mà mỗi một lần đại kiếp nạn ý nghĩa chính là lần lượt sơn hải giống nhau giết chóc. Dương Nghị Vân tự nhiên không biết âm dương đạo chủ đã đối hắn mở ra trả thù. Giờ phút này hắn, lại là nghe được phù tăng thần thụ nói sau, như là mở ra tân thế giới giống nhau, tìm được rồi chính mình chứng đạo chi lộ. Phù tăng thần thụ truyền thụ hắn luyện hóa hấp thu hồng hoang chi lực bí quyết, giải quyết không thể hấp thu hồng hoang chi lực cấm chú. Kỳ thật cũng không có gì bí quyết, minh bạch liền rất đơn giản, chỉ là rất nhiều thần linh không rõ, đối với một ít đồ cổ tới nói, hấp thu luyện hóa hồng hoang chi lực. Cũng không phải cái gì bí mật. Nói trắng ra là bạo ngược hồng hoang chi lực chính là lực lượng căn nguyên, cùng các người biết thuộc tính lực lượng so sánh với, thuộc tính lực lượng đều là ở thiên đạo vận chuyển dưới bị phân loại tinh luyện, cho nên càng tốt hấp thu, tu luyện thời điểm chỉ cần có tương đối công pháp, là có thể hấp thu đơn thuần thuộc tính lực lượng,
như thế sẽ không có xung đột. Mà hồng hoang chi lực còn lại là sở hữu lực lượng giảo hợp ở cùng nhau, không có bất luận cái gì phân loại, xung đột phi thường đại, hơn nữa là thiên địa chi gian sở hữu lực lượng giao hợp ở bên nhau, này liền tạo thành một khi hấp thu hồng hoang chi lực, ở trong cơ thể nổ tung chính là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi từ từ rất nhiều thuộc tính nổ tung, không có cách nào ứng đối, vô pháp luyện hóa hấp thu. Ta cho người bí quyết kỳ thật chính là không có bí quyết, đơn giản thô bạo trực tiếp mạnh mẽ hấp thu luyện hóa chính là bí quyết, đây cũng là ta vì cái gì nói yêu cầu ý chí lực. Người đầu tiên hấp thu một sợi hồng hoang chi lực đi mạnh mẽ luyện hóa, đi thích ứng này một sợi hồng hoang chi lực ở trong cơ thể nổ tung. Cái này quá trình tất nhiên là thống khổ, nhưng là người muốn cắn răng kiên trì, căng qua đi liền thành công, đến lúc đó hấp thu đệ nhất lũ, đệ tam. Mãi cho đến thứ chín thứ căng qua đi, liền hoàn toàn có thể thích ứng hồng hoang chi lực. Đương nhiên nếu là người công pháp đặc thù nói, còn sẽ có thêm vào, tương đối thừa nhận thống khổ sẽ tiểu một ít, hơn nữa người có bất lão nước suối. Ta tin tưởng đối với ngươi mà nói hoàn toàn có thể thuần phục hồng hoang chi lực. Chờ ngươi khống chế hồng hoang chi lực, cũng chẳng khác nào ngươi khống chế thiên thể dưới cường đại nhất lực lượng, về sau ngươi trở lại thần giới bất luận cái gì lực lượng đều có thể hấp thu luyện hóa. Còn liền quan trọng nhất một chút, hồng hoang chi lực đó là lấy lực chứng đạo tốt nhất phụ trợ, nếu là ngươi cũng đủ may mắn có lẽ có thể nhất cử chứng đạo. Dương Nghị Vân nghe xong Phù Tang Thần Thụ giải thích, hắn đôi mắt càng ngày càng sáng. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, hắn đối Phù Tang Thần Thụ ôm quyền cảm tạ. Hẳn là, muốn tạ cũng là ta tạ người cứu giúp tri ân. Phù Tang Thần Thụ tuy rằng vẫn luôn là thần thụ hình thái, nhưng là nói chuyện lại là già nua tiếng động, không nhanh không chậm, cho người ta một loại nhà bên lão gia gia cảm giác, thực hiền từ. Kế tiếp thời điểm, Dương Nghị Vân bắt đầu tiến vào tu luyện, hắn muốn nếm thử hấp thu luyện hóa hồng hoang chi lực. Dựa theo Phù Tang Thần Thụ cách nói, kỳ thật hắn là phi thường có khả năng thành công. Có một cái Phù Tang Thần Thụ nói đúng, hắn có bất lão tuyền trong người, đây là gia tăng xác suất thành công đại chiêu chi nhất. Nhưng còn có quan trọng nhất hai điều Phù Tang Thần Thụ là không biết. Thứ nhất kia đó là hắn công pháp, Càn Khôn Đạo Chủng công. Bản thân Càn Khôn Đạo Chủng là có thể luyện hóa nhiều thuộc tính lực lượng. Cuối cùng một cái là hắn lớn nhất dựa vào, chính là hắn sinh ra đã có sẵn thể chất thiên phú. Thập toàn thập mỹ thể chất, lúc trước thành tựu hắn thập toàn thập mỹ kim đan, làm hắn một đường vượt cấp nghiền áp cùng cảnh giới tu sĩ, vẫn luôn nhìn đến hiện tại. Cái này thể chất có thể nói trời sinh đó là thừa nhận nhiều thuộc tính lực lượng. Trong cơ thể 10 đại đạo thụ tồn tại chính là làm tốt chứng minh. Này ba điều thêm lên, bản thân khiến cho hắn có những người khác đều không có bẩm sinh ưu thế. Đến nỗi nói ý chí lực. Này ngoạn ý kỳ thật đối mỗi một cái tu luyện giả tới nói đều có. Bước vào tu đạo chi lộ, nếu là không có cường đại ý chí lực, căn bản tu không được pháp. Đương nhiên Dương Nghị Vân tự nhận so sánh với những người khác, hắn ý chí lực muốn càng cường đại. Cho nên hắn có gan nếm thử. Hơn nữa Phù Tang Thần Thụ cũng nói cho hắn một cái không phải bí quyết bí quyết. Một sợi nếm thử dựng lên, trồng lên đến 9 lần, dần dần thích ứng hồng hoang chi lực, đó là thành công. Thật là đơn giản thô bạo. Nhưng là rất nhiều người không biết nói. Làm sao dám đi nếm thử? Đây là có người dạy dỗ chỗ tốt, cũng là vì cái gì tu đạo người phải có truyền thừa, có sư phụ từ từ nguyên nhân. Bất luận cái gì sự nếu là có tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, đó là truyền thừa cùng vinh quang kéo dài. Cho nên Dương Nghị Vân trân trọng cảm tạ Phù Tang Thần Thụ. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, trong lòng vừa động hấp thu một sợi hồng hoang chi lực tiến vào trong cơ thể. Một sợi. Như thuốc lá sợi giống nhau tiến vào trong cơ thể. Cứ việc hắn sớm có chuẩn bị, nhưng là đương này một sợi hồng hoang chi lực tiến vào trong cơ thể thời điểm, vẫn là làm hắn sắc mặt biến đổi. Nội coi chung, này một sợi hồng hoang chi lực như là cầu vồng, nhan sắc sán lạn, có thể vào trong cơ thể sau nháy mắt nổ tung, từng đạo phân liệt. Hóa thành lưỡng đạo bốn đạo tám đạo. Như thế biến nứt càng ngày càng nhiều. Ngay lập tức chi gian chính là mấy trăm nói nhiều. Này đó tách ra hồng hoang chi lực, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, ở trong cơ thể phá hư dựng xào thấy bóng bắt đầu rồi. Cũng may có Phù Tang Thần Thụ công đạo, Dương Nghị Vân sớm đã có chuẩn bị. Hắn ở trong cơ thể trước tiên bày ra thiên la địa võng, chính là chờ đợi giờ khắc này. Là cái gì đâu? Đó là hắn tự thân pháp lực hình thành tường đồng vách sắt vây quanh, bảo đảm này đó hồng hoang chi lực sẽ không khuếch tán đi ra ngoài, đối hắn tạo thành phạm vi lớn phá hư.
Cứ việc là mấy trăm nói hồng hoang chi lực biến nứt, nhưng Dương Nghị Vân lại là lấy hắn hồn hậu pháp lực hình thành vòng vây, tới ngăn cản hồng hoang chi lực phá hư. Đường hồng hoang chi lực lao ra đi cùng hắn pháp lực va chạm ở bên nhau thời điểm. Tức khắc ầm ầm ầm, tư tư tư, hai loại lực lượng va chạm như là sinh ra phản ứng hóa học giống nhau, phát ra ầm vang thanh. Như xương khói đại tác phẩm, như là axit đụng phải thân thể giống nhau. Giờ phút này hắn pháp lực hình thành tường đồng vách sắt chính là thịt tường, mà phân liệt hồng hoang chi lực chính là axit. Có thể nghĩ như vậy va chạm là cỡ nào sát liệt. Đương nhiên lúc này một cái so sánh, trong cơ thể chân thật tình huống lại là so cái này so sánh thảm thiết mấy chục lần không ngừng. Hắn nguyên thần cùng thân thể đều có mãnh liệt phản ứng, giống như vạn nhất cắn nuốt, vạn tiễn xuyên tâm giống nhau đau đớn. A, à, cả người run rẩy Dương Nghị Vân nhịn không được phát ra gào giống thân. Nhưng hắn trước sau kiên trì vận chuyển công pháp tới không ngừng dẫn đường pháp lực bức bách tới gần hồng hoang chi lực, đối hồng hoang chi lực co rút lại vây quanh luyện hóa. Thật là khảo nghiệm ý chí lực. Kêu thảm thiết về kêu thảm thiết, nhưng hắn trước sau không đình chỉ công pháp vận chuyển. Tin tưởng vững chắc Phù Tang Thần Thụ lời nói, chỉ cần có thể khiêng qua đi chính là thắng lợi. Như thế gian nan mà dài dòng luyện hóa chi lộ bắt đầu. Nhoáng lên 3 tháng qua đi. Dương Nghị Vân rốt cuộc chịu đựng ở thân thể cùng nguyên thần trong ngoài thống khổ. Dần dần kháng lại đây. Nhưng là cũng không có luyện hóa hồng hoang chi lực. Khá vậy không phải không có thu hoạch, ít nhất hắn có thể nhịn xuống thống khổ, hơn nữa đem hồng hoang chi lực phạm vi áp xúc một vòng. Từng có 3 tháng, rốt cuộc hắn đem hồng hoang chi lực áp xúc ở góc chết, bắt đầu rồi dần dần luyện hóa. Luôn mãi nguyệt qua đi một, luyện hóa dao động, tương đương là hắn pháp lực cắn rất đệ nhất khẩu hồng hoang chi lực, vạn sự khởi đầu nan, bước ra bước đầu tiên, chính là về sau ngàn vạn không cơ sở. Dương Nghị Vân nở nụ cười. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch Phù Tang Thần Thụ vì cái gì muốn cho chính mình ngay từ đầu hấp thu một sợi mà như tầm ăn lên. Nhiều trong thân thể hắn pháp lực tuyệt đối kháng bất quá đi. Hắn tin tưởng chờ hoàn toàn cắn nuốt rớt này đệ nhất lũ hồng hoang chi lực sau, hắn pháp lực chẳng khác nào là một lần tinh luyện giống như là nhân thể sinh bệnh sinh ra kháng thể giống nhau nguyên lý. Kế tiếp nửa năm sau, Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt. Hắn thành công. Cắn nuốt luyện hóa đệ nhất lũ hồng hoang chi lực. Vạn dặm trường trinh bước ra bước đầu tiên, kế tiếp lộ cuối cùng là có cường đại tự tin cùng phương hướng. Hơn nữa hắn cắn nuốt luyện hóa đệ nhất lũ hồng hoang chi lực sau, lại là phát hiện một cái làm hắn thực phấn chấn hiện tượng. Bên kia là hắn phát hiện pháp khí chi lực, được đến một tầng rèn luyện, tăng lên một cái giai tầng. Này ý nghĩa cái gì, hắn trong lòng thái thanh rồi chứ? Nhìn không được nhếch miệng mà cười. Chứng đạo chi lộ bán ra bước đầu tiên, có phương hướng. Lấy lực chứng đạo, hồng hoang chi lực liền cơ duyên. Điểm này Dương Nghị Vân hiện tại đã thấy được. Áp chế trong lòng hưng phấn, hắn bắt đầu rồi lần thứ 2 hấp thu hồng hoang chi lực, tổng cộng có 9 tầng, còn không thể kiêu ngạo. Đệ nhất lũ liền dùng hắn không sai biệt lắm 1 năm rưỡi thời gian, yêu cầu 9 lần, cần phải điểm thời gian. Đương nhiên cũng chính là vài thập niên mà thôi, đối thần linh tới nói không tính cái gì. Nhưng ở thừa nhận 9 đại thống khổ dưới tình huống, vài thập niên thời gian liền dài quá. Bất quá, Dương Nghị Vân biết ăn chút đau khổ là đáng giá. Còn hảo hắn một bên vận chuyển pháp lực, một bên thúc giục Bất Lão Tuyền cho chính mình bổ sung pháp lực tiêu hao, nếu không khả năng sẽ thực chật vật. Làm Dương Nghị Vân không nghĩ tới chính là, từ hắn luyện hóa đệ nhất lũ hồng hoang chi lực sau bắt đầu, mặt sau luyện hóa so trong tưởng tượng nhanh không ít. Vốn dĩ phỏng đoán muốn 20 năm tả hữu thời gian mới có thể hoàn thành 9 lần luyện hóa, trên thực tế đệ thập năm thời điểm, hắn liền hoàn thành thứ 9 thứ luyện hóa. Trung gian khoảng cách thời gian ngược lại là một lần so một lần mau, cái này làm cho Dương Nghị Vân nghĩ tới một cái quen tay hay việc từ ngữ, hoặc là nói tỏ vẻ trong thân thể hắn thích ứng hồng hoang chi lực trình độ càng ngày càng cường càng cao. Dù sao cũng phải tới nói hắn 9 lần hoàn thành lúc sau, xem như thành công. Bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể thay đổi mà thành pháp khí lực lượng, đã có một lần là biến chất. Kế tiếp đó là đại quy mô hấp thu luyện hóa, dựa theo Phù Tang Thần Thụ nói, đem trong cơ thể pháp khí lực lượng toàn bộ tinh luyện liền hoàn thành hồng hoang chi lực tu luyện, đến lúc đó pháp khí chi lực chính là càng cao giai lực lượng. Có thể hay không chứng đạo nhập thánh, cũng chính là tại đây mấu chốt. Lấy lực chứng đạo đó là đem lực lượng tu luyện đến cực hạn lúc sau thoát biến. Điểm này rất khó rất khó. Nhưng hắn rốt cuộc cắn răng kiên trì xuống dưới. Thành công bán ra một bước.
hít sâu một ngụm, lúc này đây Dương Nghị Vân điều chỉnh tốt trạng thái sau, bắt đầu rồi toàn diện hấp thu luyện hóa hồng hoang chi lực. Lúc này đây Dương Nghị Vân toàn diện hấp thu hồng hoang chi lực nhập thể, Dương Nghị Vân đã cảm thụ không đến ngay từ đầu cái loại này thống khổ, hắn thích ứng hồng hoang chi lực. Kế tiếp là toàn diện lấy hồng hoang chi lực cùng trong cơ thể pháp khí dung hợp tinh luyện, lần này yêu cầu thời gian, Dương Nghị Vân cũng không sốt ruột, làm từng bước bắt đầu. 3 năm, 5 năm, 10 năm. Thời gian ở bất chi bất giác giữa dòng thất. Thẳng đến trăm năm sau, Dương Nghị Vân rốt cuộc đem trong cơ thể pháp khí lực lượng tinh luyện tới rồi cuối cùng giai đoạn. Thần hạch trong vòng, cuối cùng một sợi pháp khí lực lượng cùng hồng hoang chi lực dung hợp. Oanh! Theo cuối cùng một sợi lực lượng hoàn thành, tức khắc thần hạch trong vòng phát ra một tiếng nặng nề rung động. Ngay sau đó sở hữu pháp lực thần quang lập lòe, tản mát ra ngũ quang thập sắc vầng sáng, Dương Nghị Vân nhìn kỹ, rất quen thuộc. Cư nhiên cùng 10 đại đạo thụ thần quang nhan sắc giống nhau. Hắn 10 đại thuộc tính nói thụ là 10 loại bất đồng thuộc tính nhan sắc, giờ phút này hoàn thành tiến hóa pháp khí chi lực cũng là như thế. Biết bên này là hồng hoang chi lực mang đến thuộc tính. Bản thân hồng hoang chi lực chính là trong thiên địa sở hữu lực lượng dung hợp thể. Hiện tại còn lại là dung hợp luyện hóa hắn pháp khí chi lực. Làm trong cơ thể pháp khí chi lực tăng lên một cấp bậc. Cũng chính là vào giờ phút này Dương Nghị Vân cảm nhận được, trong cơ thể lực lượng bất đồng, nguyên thần cũng có một loại kỳ diệu cảm giác. Trong nháy mắt này, hắn tựa hồ toàn thân như là mọc đầy đôi mắt cùng lỗ tai giống nhau, có loại sáu thức siêu nhiên cảm giác. Cảm nhận được chính mình trong cơ thể lực lượng, thần hạch trong vòng hoàn thành dung luyện lực lượng giờ phút này tuy rằng gần chỉ có hạch đào lớn nhỏ một chút, lại là cho hắn một loại có thể xé rách thiên địa giống nhau cường đại chi lực. Càng là cảm nhận được thân thể ở ngoài thiên địa bên trong không chỗ không ở hồng hoang chi lực, như sơn hải, lại tựa hồ như hồng mao. Thật sự là thông thấu thiên địa. Lần này Dương Nghị Vân có cảm, lực lượng chi nhất cái gì? Bùn đất chung một cái hạt cát chất chứa lực lượng, lá cây trong vòng chất chứa lực lượng, trong không khí cũng là lực lượng. Hắn cảm giác chính mình giờ khắc này tựa hồ đang ở một cái năng lượng chi trong biển. Chỉ cần hắn nguyện ý, này đó năng lượng liền có thể tùy ý hắn đòi lấy, hóa thành lực lượng của chính mình. Kỳ diệu cảm giác a. Trên thực tế hắn rõ ràng này không phải ảo giác, đây là chân thật phát sinh sự. Bởi vì hắn cảm nhận được thiên địa chi gian vạn vật đều là lực lượng chi suối nguồn. Đều có thể xưng là chính mình pháp lực. Đây là trước kia xưa nay chưa từng có. Dương Nghị Vân liền như vậy yên lặng tại đây loại trạng thái chung, cẩn thận cảm thụ được bực này kỳ diệu. Mỗi một khắc hắn bỗng nhiên mở thư hai mắt, thổ lộ một tiếng, lực chi đạo, tụ. Một cái tụ tự lạc bế. Thiên địa đều vì này chấn động. Ầm vang. Trên 9 tầng trời tiếng sấm dựng lên. Giờ khắc này tạp mao điểu cùng phù tăng thần thụ cơ hồ đồng thời từ tu luyện trạng thái bừng tỉnh lại đây. Mà Dương Nghị Vân quanh thân còn lại là dần dần hội tụ mông lung sương mù. Phía chân trời phía trên, một đạo cột sáng như là từ cửu thiên ở ngoài mà đến, thẳng tắp chiếu rọi mà xuống, vừa lúc dừng ở Dương Nghị Vân trên người. Tạp mao điểu chép chép miệng kinh hô, cái này nhược kê còn. Thật đúng là chứng đạo thành công. Dương đạo hữu lấy lực chứng đạo hồng hoang, đại đạo dị tượng xuất hiện, nhập thánh viên mãn. Phù tăng thần thụ già nua thanh âm mang theo một lần khiếp sợ. Lại nói tiếp, lấy lực chứng đạo, cái này nhược kê sợ là cận đại đệ nhất nhân đi. Tạp mao điểu nói, đích xác như thế, hồng hoang lúc sau, lại không người lấy lực chứng đạo thành công, đa số thần linh đều đi rồi trảm tam thi cùng công đức chí nguyện to lớn lộ, lực đạo quá khó, không mấy người có thể thành, ta cũng là đối hắn không ôm bao lớn hy vọng, không thể tưởng được hắn thật thành công, không thẹn thánh thiên đế trên đời. Phù tăng thần thụ cảm thán nói, liền ở hai người nói chuyện hết sức, Dương Nghị Vân bốn phía sương mù đã hoàn toàn thực chất hóa lên, hình thành vài trăm thước đường kính. Đem Dương Nghị Vân bao vây ở trong đó. Tạp mao điểu nhìn không được nói, đây là hồng hoang chi lực thực chất hóa đi. Không, đây là thiên địa chi gian vạn vật chi lực ngưng tụ, chỉ có tìm hiểu trong thiên địa lực lượng chân lý hạng người, mới có thể điều động vạn vật chi lực ngưng tụ thành hình, hồng hoang chi lực cũng chỉ là thiên địa chi gian một bộ phận mà thôi, từ nay về sau Dương đạo hữu chắc chắn là cùng cảnh giới vô địch tồn tại, lực chi đạo vì nhất, sánh vai khai thiên thời đại ra đời với hỗn độn những cái đó đại năng hạng người. Có lẽ lúc này đây nghịch thiên hành trình chúng ta có hy vọng đi. Phù tăng thần thụ cũng không biết là cho tạp mao điểu nói chuyện, vẫn là cho chính mình nói. Hai người trong tầm mắt Dương Nghị Vân đỉnh đầu là một đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống chiếu rọi trong người,
bốn phía là thực chất hóa năng lượng ngưng tụ. Đại đạo chiếu rọi dưới, hắn thật là muốn phát sinh biến chất. Tạp Mao Điểu tự nói chung tràn ngập hâm mộ. Từ trên trời giáng xuống cột sáng kia chính là chứng đạo thiên địa dị tượng, chỉ có ở chứng đạo thời điểm mới có, là đại đạo thêm vào, nhưng cải thiện một lần thân thể nhưng cường hóa một lần nguyên thần, là thế gian thần linh mộng đẹp lấy cầu. Đó là đại đạo dưới chứng đạo thêm vào, so với thiên đạo thêm vào càng cường, cổ hồng hoang bị thiên đạo sở bỏ, ở chỗ này chứng đạo sẽ không có thiên đạo thêm vào, có thể xuất hiện ở cổ hồng hoang chỉ có so với thiên đạo càng thêm cao giai đại đạo thêm vào, đến từ hỗn độn đại đạo thần quang lễ rửa tội. Phù Tăng thần thụ nói, Tạp Mao Điểu mang theo toan hương vị, cái này nhược kê lần này xem như kiếm quá độ, có này đại đạo lễ rửa tội, hắn nhưng không đơn giản chính là cùng cảnh giới vô địch. Vượt cấp chiến đấu đều không nói chơi, nếu là lại đụng vào đến âm dương đạo chủ phân thân kia trở thành đạo ba tầng vương bát đàn, đánh giá có thể bị cái này nhược kê đánh tơi bời, hắc hắc hắc, ngẫm lại đều có ý tứ khẩn. Tạp Mao Điểu cùng Phù Tăng thần thụ ở một bên nhìn Dương Nghị Vân chứng đạo lễ rửa tội, một bên soi mói, nhưng cũng là tự cấp Dương Nghị Vân hộ pháp. Nơi này là cổ hồng hoang, cũng không phải thái bình nơi. Cùng thời gian, toàn bộ thần giới thấy được phía chân trời phía trên cột sáng. Nghe được tiếng sấm ẩm vang thanh. Một ít cái đồ cổ, lại là biết, có nhân chứng nói nhập thánh. Suốt một cái kỷ nguyên, đây là lần đầu tiên có nhân chứng nói. Thần giới oanh động. Này cũng ý nghĩa, cận đại cái thứ nhất thánh nhân ra đời. Đây chính là đại sự. Có rất nhiều cổ xưa thế lực, phái người đi tra, rốt cuộc là người phương nào chứng đạo. Dương Nghị Vân lần này chứng đạo dẫn phát rồi toàn bộ thần giới rung chuyển. Cận đại tới nay đây là cái thứ nhất thiên địa dị tượng xuất hiện chứng đạo người. Ý nghĩa phi phàm. Đối mọi người tới nói đều là một hy vọng. Bởi vì lâu lắm không có xuất hiện quá chứng đạo, thế cho nên mọi người đều cho rằng đương kim hợp đạo thần linh không có hy vọng bước vào thánh đạo chi cảnh, đại gia tâm tư đều xuất hiện u ám. Nhưng hôm nay phía chân trời xuất hiện cái này dị tượng, đó là chứng đạo mới độc hữu thêm vào dị tượng. Đương nhiên rốt cuộc có phải hay không chứng đạo dị tượng. Nếu là, đó là người nào chứng đạo nhập thánh, này yêu cầu đi chứng thực. Sự tình quan trọng đại, cơ hồ toàn bộ thần giới cường đại thế lực phái ra nhân thủ đi xem xét. Thần giới trung ương Phi Thăng Sơn, Vân Môn Thiên Đình Nam Thiên Môn ngoại, đột nhiên nhìn phía chân trời dị tượng, lộ ra mỉm cười lẩm bẩm, rốt cuộc nhập thánh. Cùng người khác không giống nhau, thỏ ra trước tiên nghĩ đến chính là Dương Nghị Vân. Hắn tin tưởng đương kim thần giới nếu có ai có thể chứng đạo nhập thánh. Kia nhất định là Dương Nghị Vân. Âm Dương Đạo Thống Đại Điện, Âm Dương Đạo Chủ tự nhiên cũng thấy được phía chân trời dị tượng, thân là đạo chủ hắn là trước tiên là có thể xác định đại thể phương vị cùng dị tượng kết quả chính là có nhân chứng nói hiện tượng thiên văn. Giờ phút này Âm Dương Đạo Chủ, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn nhìn đến phương vị là ở cổ hồng hoang, hơn nữa không lý do trước tiên nghĩ tới Dương Nghị Vân. Trong lòng biết, nếu là Dương Nghị Vân kia tiểu tử nói, như vậy hắn phái ra hắc vệ tiến đến. Sợ là còn thật có khả năng bắt không được Dương Nghị Vân, thậm chí chưa chừng sẽ có nguy hiểm. Bởi vì hắc vệ thực lực tu vi là thánh đạo ba tầng. Dương Nghị Vân không có chứng đạo thời điểm liền mượn dùng liễu xanh thần thụ xử lý hắn một tôn thánh đạo ba tầng phân thân, hiện tại nếu là tiểu tử này chứng đạo nhập thánh, sợ là thánh đạo ba tầng hắc vệ không phải đối thủ đi. Không đủ quay đầu Âm Dương đạo chủ lại lắc đầu cười cười lẩm bẩm, không đến mức, hắc vệ chính là thánh đạo ba tầng đỉnh thực lực. Càng là vẫn luôn đang âm thầm vương giả, hắn ra tay so bất luận kẻ nào cẩn thận gấp trăm lần, hơn nữa chưa bao giờ sẽ chính diện chém giết, đều là lấy âm u thủ đoạn xuất kích, chính là trong bóng đêm một cái rắn độc, cho dù là thánh đạo bốn tầng tồn tại, đều có không ít chiết ở hắc vệ trong tay. Dương Nghị Vân kia tiểu tử sở dĩ có thể giết chết phân thân của ta, là ta đại ý, ở xuất kỳ bất ý thời điểm thả ra kia một phiến đen nhánh đáng sợ đại môn, điểm này ta đã công đạo quá hắc vệ. Chỉ cần cũng đủ tiểu tâm cẩn thận trước tiên phòng bị, liền tính là Dương Nghị Vân kia một phiến ngăm đen đại môn ở cường đại, cũng đừng nghĩ xúc phạm tới hắc vệ. Lại nói tiểu tử này căng chết chứng đạo nhập thánh cũng chính là thánh đạo một tầng tiểu vị thánh nhân mà thôi, ở tu vi cảnh giới thượng hắc vệ đủ để nghiền áp hắn. Âm Dương đạo chủ lầm bầm lầu bầu, như si ngốc. Hắn thật sự là bị Dương Nghị Vân cấp khí tới rồi, tổn thất một tôn phân thân, bị Dương Nghị Vân soát rất ra mặt, thù này với hắn mà nói thực sự lớn. Nếu không phải thân là đạo chủ, tự giữ thân phận, hơn nữa một ít nguyên nhân không thể trực tiếp ra tay, hắn đã sớm chính mình động thủ thân thủ kết quả Dương Nghị Vân không thể. Hiện tại chỉ có thể hy vọng hắc vệ có thể ở cổ hồng hoang tìm được Dương Nghị Vân,
đem kia tiểu tử cho hắn bắt trở về xử trí. Bất quá Âm Dương đạo chủ lại là biết cổ hồng hoang cổ quái, muốn tìm được một người là không dễ dàng, nhưng chứng đạo dị tượng lại là cho một cái chỉ dẫn. Tin tưởng Hắc Vệ là có thể tìm được Dương Nghị Vân, đương nhiên liền tính là tìm không thấy, cũng không quan hệ, Bạch Vệ đã bị hắn phái ra đi, đi rồi một con đường khác, một cái điên đảo vân môn thiên đình lộ, Dương Nghị Vân liền tính là muốn tránh, cũng trốn không thành, hang ổ nếu như bị người cấp vây công, hắn tổng muốn lộ diện. Ngay từ đầu Âm Dương đạo chủ chính là hai tay chuẩn bị, một minh một ám, đối Dương Nghị Vân triển khai trả thù. Lại nói tiếp, kỳ thật Bạch Vệ này một cái càng phù hợp hắn tâm ý, trực tiếp đi tản tin tức cấp thần giới Tu La tộc lại đi chấp động thần giới thế lực khác, liên hợp lại tấn công vân môn thiên đình, hoàn toàn hủy diệt Dương Nghị Vân căn cơ, mới là đối Dương Nghị Vân đả kích. Đối này Âm Dương đạo chủ là tràn ngập chờ mong. Dương Nghị Vân tự nhiên không biết bởi vì hắn, toàn bộ thần giới oanh động nổ tung chảo. Giờ phút này Dương Nghị Vân đang ở trải qua một lần toàn thân trong ngoài lễ rửa tội. Đương hắn một cái tụ tự lạc bế thời điểm, phía chân trời phía trên liền có cột sáng chiếu rọi ở trên người, hắn lại là phát hiện đây là trời giáng phúc lợi, nguyên thần đều không tự chủ được tham niệm lên, vận chuyển dưới hắn nguyên thần hấp thu này đó cột sáng lực lượng, một chút rõ ràng cảm nhận được nguyên thần cường đại ngưng tụ. Mà hắn ngưng tụ lên thiên địa chi lực thực chất hóa sau bất mãn thân thể một tấc tấc lễ rửa tội hắn thân thể làm thân thể càng thêm cường đại. Đây là chứng đạo nhập thánh lực lượng sao? Dương Nghị Vân cảm giác mặc kệ là nguyên thần vẫn là thân thể, đều tại đây một khắc toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra khai. Nói không nên lời cường đại thoải mái. Giờ phút này hắn mới cảm nhận được cái gì là thánh đạo. Đây là từ trong ra ngoài cường đại. Ước chừng 3 ngày lúc sau, hắn toàn thân trong ngoài bao gồm nguyên thần đều bị hoàn toàn lễ rửa tội cải thiện một lần. Như thế phía chân trời phía trên cột sáng mới biến mất, bốn phía ngưng tụ lên hồng hoang chi lực cũng tan đi. Dương Nghị Vân mở hai mắt, thấy được Phù Tăng thần thụ cùng Tạp Mao Điểu. Chúc mừng đạo hữu chứng đạo nhập thánh. Phù Tăng thần thụ trước tiên chúc mừng. Tạp Mao Điểu chớp động cánh xoay tròn ở Dương Nghị Vân bốn phía nói, rốt cuộc trưởng thành vì đại nhược kê, chúc mừng nhược kê. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt, đối Tạp Mao Điểu này há mồm hắn là hết chỗ nói rồi, nhiều năm như vậy qua đi, nó miệng vẫn là như vậy tiệt, đương nhiên hắn cũng thói quen, không chút nào để ý. Lại là đối với Phù Tăng thần thụ nói, đều là vận khí, còn muốn đa tạ Phù Tăng tiền bối chỉ điểm chi công. Ngoài miệng khiêm tốn, nhưng Dương mỗ nhân lại là che giấu không được vui sướng, hắn rốt cuộc chứng đạo nhập thánh, trở thành thánh nhân, đây là nhiều ít thần linh tha thiết ước mơ tu vi cảnh giới. Hơn nữa hắn vẫn là lấy lực chứng đạo, ở vũ lực giá trị thượng, bản thân liền cường đại quá mặt khác hai điều chứng đạo chi lộ. Đương nhiên cao hứng. Đạo hữu khiêm tốn, ngươi sợ là cận đại cái thứ nhất chứng đạo thánh nhân, càng là lấy lực chứng đạo, hoàn toàn xứng đáng đương kim đệ nhất nhân. Phù Tăng thần thụ lại là cho Dương mẫu nhân rất lớn đỉnh đầu tâng bốc. Làm Dương mẫu nhân trên mặt nhạc nở hoa, đều có chút ngượng ngùng. Đích xác cứ việc hắn hiện tại là thánh đạo một tầng thánh nhân. Xem như thánh đạo trung thấp nhất cảnh giới, chính là lấy lực chứng đạo cường đại, làm hắn hiện tại có nội tâm sinh ra, liền tính là không dựa Liễu Xanh cùng U đều chi môn đều có tin tưởng lại đụng vào đến Âm Dương đạo chủ phân thân kia trở thánh đạo ba tầng tồn tại dám buông tay một trận chiến cường đại tự tin. Chỉ có chính hắn rõ ràng lực lượng cường đại chi nhất, đến tột cùng có bao nhiêu cường. Được rồi, các ngươi cũng đừng thương nghiệp lẫn nhau thổi, mau mau rời đi nơi này lại nói, ngươi cái nhược kê chứng đạo lớn như vậy động tính. Sợ là toàn bộ thần giới đều chấn động, nơi này tuy rằng có thể che chắn phía chân trời, nhưng là chứng đạo ánh sáng động tĩnh quá lớn, giấu không được, chưa chừng Âm Dương đạo chủ cái kia vương bát đản đã mau tìm được chúng ta, rời đi lại nói. Tạp Mao Điểu đánh gãy Dương Nghị Vân cùng Phù Tăng thần thụ. Dương Nghị Vân nghe được Tạp Mao Điểu trong miệng toát ra một câu thương nghiệp lẫn nhau thổi tới, hắn nhưng thật ra sửng sốt sinh, những lời này chính là hắn quê nhà độc hữu, trước kia Tạp Mao Điểu đi theo hắn thời điểm. Không thiếu học hắn nói địa cầu lời nói. Ngược lại là hắn lâu như vậy chưa nói đủ cùng loại nói, hiện tại bỗng nhiên vừa nghe còn có loại đã quen thuộc lại xa lạ ảo giác. Đến nỗi Phù Tăng thần thụ tự nhiên không biết địa cầu chuyên trúc lời nói, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn lý giải, giờ phút này cũng biết Tạp Mao Điểu nói có đạo lý, gật đầu nói, đích xác hẳn là trước rời đi, chứng đạo dị tượng, chính là đại đạo chiêu cáo thiên hạ, phỏng chừng toàn bộ thần giới đều thấy được ngươi chứng đạo ánh sáng, rời đi nơi này cũng hảo. Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng là, hắn không sợ tìm người địch nhân, nhưng là trước mắt còn có càng chuyện quan trọng làm. Đó chính là tìm được thiên đình ánh trăng.
gật gật đầu nhìn về phía Tạp Mao Điểu nói, lần này ta ra cửa gần nhất là tìm ngươi, ngươi là Thánh Thiên Đình thời đại Thái Dương, điểm này tin tưởng ngươi đã sở hữu hiểu biết đi. Tạp Mao Điểu chấp động một chút cánh, lười biếng nói, từ nhìn thấy Phù Tang Thần Thụ sau điểu ra ta đích xác khôi phục một ít ký ức hình ảnh, đại thể đã biết một ít, tiểu tử ngươi là người nào, điểu ra ta biết, đến nỗi điểu ra ta chính mình. Tự nhiên cũng rõ ràng, điểu ra nghĩ đến ngươi cái nhược kê trừ bỏ tìm điểu ra ta ở ngoài, sợ là còn ở tìm Thiên Đình ánh trăng đi. Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên, ám đạo, Tạp Mao Điểu quả nhiên biết một ít việc, trực tiếp gật đầu nói, đúng vậy, kế tiếp ta muốn tìm được ánh trăng, Vân Môn Thiên Đình chỉ có gom đủ nhật nguyệt sao trời, mới có thể cấp Vân Môn đệ tử một cái càng tốt tu luyện hoàn cảnh, mới có thể làm cho bọn họ có tỷ lệ tu luyện chứng đạo, ứng đối tương lai đại kiếp nạn, ngươi. Nhưng có ánh trăng manh mối. Tạp Mao Điểu gọn gàng dứt khoát chính là hai chữ, không có. Ách! Dương Nghị Vân vẻ mặt hắc tuyến. Không có người biểu hiện ra một bộ người cái gì đều biết đến bộ dáng. Vừa mới chuẩn bị mắng thời điểm, lại nghe đến Tạp Mao Điểu chậm rãi mở miệng nói, bất quá. Nhật Nguyệt tương hút, điểu ra ta tuy rằng không biết ánh trăng ở địa phương nào, nhưng là lại có thể thử xem cảm ứng được ánh trăng đại thể phương vị, chung quy vẫn là có thể tìm được. Nhật Nguyệt tương hút, Dương Mỗ Nhân thanh âm đề cao vài cái decibel. Lời này như thế nào nghe vào hắn trong tai đều tràn ngập một cổ nồng đậm ái muội hương vị. Cũng may Tạp Mao Điểu phản ứng mau, vội vàng nói, người cái đại nhược kê tưởng cái gì đâu. Điều cũng ta nói ý tứ là thiên phú thượng tương hút, điều ra ta nhưng đối với người nữ nhân không ý tưởng, bị mẹ nó oan uổng ta a. Dương Nghị Vân, vẻ mặt hắc tuyến, ta mẹ nó cũng chưa nói là ta nữ nhân a. Ho khan một tiếng nói tiếng người nói chính sự. Hảo đi, ta chỉ có thể cảm nhận được ánh trăng đại thể phương vị, cụ thể ở địa phương nào. Muốn đến gần rồi mới có thể cảm giác đến, hiện tại hướng nam mà đi đi Tạp Mao Điểu nói. Này còn kém không nhiều lắm vậy đi thôi, Dương Nghị Vân gật gật đầu nói. Nhưng là vừa dứt lời, Phù Tang Thần Thụ lại là túc mục nói, sợ là đi không được. Dương Nghị Vân sửng sốt, nhưng là ngay sau đó hắn cảm nhận được một cổ hơi thở xuất hiện. Nháy mắt hắn nheo lại mắt thấy hướng về phía trước. Một cổ hủ bại âm u hơi thở. Tuy rằng thực mỏng manh, nhưng là hắn cảm giác tới rồi. Nếu tới, liền ra tới đi. Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm phía trước mở miệng. Nhưng mà đối phương không động tĩnh. Lúc này hắn cũng không thể xác định đối phương cụ thể ở cái gì phương vị, chỉ có thể cảm nhận được ở phía trước có cổ làm hắn thực không thoải mái hơi thở. Phù Tang Thần Thụ lại là nói, đối phương ẩn nấp thiên phú rất mạnh, hẳn là thánh đạo ba tầng tồn tại. Nghe Phù Tang Thần Thụ nói chuyện. Dương Nghị Vân liền biết đối phương sẽ không dễ dàng ra tới, liền hỏi Phù Tang Thần Thụ nói, Phù Tang tiền bối khả năng tìm hắn ra tới. Nếu đối phương là cùng ẩn nấp cường giả, vậy thử chủ động xuất kích. Ta có thể thử xem, Phù Tang Thần Thụ nói. Lúc này Tạp Mao Điểu nói, không được phóng hỏa thiêu ra tới đó là, nếu là tránh ở âm thầm người, liền không phải cái gì hảo mặt hàng, các ngươi nói có phải hay không cùng âm dương đạo chủ có quan hệ. Có thể nhanh như vậy tìm tới. Thực hiển nhiên là cùng âm dương đạo chủ có quan hệ. Dương Nghị Vân thuận miệng nói. Lúc này chi gian Phù Tang Thần Thụ thân cây phía trên phát ra một đạo cam vàng sắc quang mang, thẳng vào chính phía trước dày đặc trong rừng cây. Tức khắc sở hữu cây cối bá 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 di động lên. Sở hữu thảm thực vật thượng đến mấy trăm lớn lên che trời cổ thụ, hạ đến vẫn luôn tiểu thảo, đều tại đây một khắc như là nhận được vương giả hiệu lệnh giống nhau, ngay lập tức liền rơi rụng thối lui. Thực mau ở Dương Nghị Vân trong tầm mắt xuất hiện một người áo đen. Mãnh vừa thấy, Dương Nghị Vân trong lòng căng thẳng. Âm dương đạo chủ, Tạp Mao Điểu càng là kinh hô một tiếng. Không phải, hơi thở không đúng, chỉ là trang điểm giống nhau. Phù Tang Thần Thụ mở miệng. Dương Nghị Vân cũng phản ứng lại đây, đích xác hơi thở không đúng, ở bọn họ trong tầm mắt trăm mét có hơn người áo đen đích xác nhìn qua, thực phía trước nhìn thấy âm dương đạo chủ phân thân thời điểm giống nhau trang phục hơn phân nửa. Nhưng là hơi thở cùng âm dương đạo chủ hoàn toàn bất đồng. Tạp Mao Điểu cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng bổ sung nói, liền tính là không phải âm dương đạo chủ cái kia vương bát đản, cũng cùng hắn thoát không được can hệ. Điểm này ngươi khả năng thật đúng là nói đúng, người này trang phục cùng âm dương đạo chủ phân thân cơ hồ giống nhau, so sánh với là âm dương đạo chủ phái mà đến. Phù Tang Thần Thụ nhận đồng Tạp Mao Điểu nói. Đại nhược kê ngươi thế nào? Tạp Mao Điểu nhìn về phía Dương Nghị Vân hỏi. Cái gì thế nào, Dương Nghị Vân ngây người, hắn bị Tạp Mao Điểu câu này không đầu không đuôi nói không lý giải.
Tạp Mao Điểu lớn tiếng nói, vô nghĩa a, Điểu ra ý tứ là ngươi có thể hay không trải qua hắn. Dương Nghị Vân lúc này mới phản ứng lại đây nói, hẳn là không thành vấn đề đi. Không dám nói, nhất định có thể. Dương Mỗ Nhân mặt ngoài vẫn là không 10 phần nắm chắc. Nhưng là trong lòng lại là mong chờ càng thí. Đồng dạng là thánh đạo 3 tầng, hắn đối mặt âm dương đạo chủ phân thân thời điểm, là không đường thối lui bác mệnh, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt khởi động U Đều Chi Môn, xử lý hắn. Nhưng Dương Nghị Vân trong lòng rõ ràng, U Đều Chi Môn chỉ có thể ở thích hợp thời gian cùng giai đoạn thi triển mới hiệu quả. Nếu đối phương có chuẩn bị, U Đều Chi Môn liền không nhất định hiệu quả. Giờ phút này tiến đến người áo đen nếu thật là âm dương đạo chủ phái mà đến người, như vậy nhất định sẽ đối hắn U Đều Chi Môn có phòng bị. Nhưng mặt khác, trước khác nay khác cũng. Giờ này khác này hắn cũng không phải phía trước đối mặt âm dương đạo chủ phân thân thời điểm, hiện tại hắn là chứng đạo nhập thánh tu vi thực lực. Hơn nữa này đây chứng cứ có sức thuyết phục nói. Đối thực lực của chính mình, hắn là xưa nay chưa từng có tin tưởng. Híp mắt nhìn chằm chằm phía trước vẫn luôn đứng yên bất động người áo đen, hắn có mãnh liệt chiến ý. Tuy rằng là thánh đạo 1 tầng đối thánh đạo 3 tầng, nhưng hắn trong lòng không hề có phía trước đối mặt âm dương đạo chủ phân thân thời điểm băn khoăn. Các ngươi tiểu tâm bảo hộ chính mình, ta đi một trận chiến. Dương Nghị Vân nói xong, đi bước một hướng về người áo đen mà đi. Vừa mới lấy lực chứng đạo, Dương Mỗ Nhân lòng tự tin là bạo lều trạng thái, không đi đánh một trận, như thế nào cam tâm, hắn không có bất luận cái gì ý niệm nói lui lại. Mà là trong lòng chỉ có một chiến tự. Tạp Mao Điểu nhìn Dương Nghị Vân tiến lên mà đi bóng dáng, có chút lo lắng hỏi Phù Tăng Thần Thụ nói, người nói cái này Nhược Kê có nắm chắc sao? Lấy lực chứng đạo chi lực lực lượng chân lý trong lòng, bản thân liền lực lượng cường đại, hắn hiện tại nhuệ khí vô song. Chỉ cần ở khí thế thượng cũng đã chiếm cứ thượng phân, yên tâm đi, tin tưởng không thành vấn đề, phía trước hắn đều không có chứng đạo, có thể chém giết âm dương đạo chủ phân thân, hiện tại càng hẳn là không thành vấn đề, thật sự không được chúng ta ra tay hỗ trợ. Phù Tăng Thần Thụ nói. Nghe được Phù Tăng Thần Thụ nói chuyện, Tạp Mao chim bay dừng ở Phù Tăng Thần Thụ trên thân cây cười khổ nói, chúng ta hỗ trợ. Người cùng ta hiện tại trạng thái đối mặt thánh đạo cường giả không thêm phiền toái liền không tồi. Có thể hỗ trợ cái gì a? Thật là nguyên khí đại thương, cũng thật nếu là liều mạng, ta là có thể một trận chiến. Phù Tăng Thần Thụ nói. Đừng, ta còn tin tưởng cái kia Nhược Kê, Tạp Mao Điểu nói. Hắn cùng Phù Tăng Thần Thụ trạng thái đích xác thực không xong, nhiều nhất có thể ứng đối hợp đạo cấp bậc, đối mặt thánh đạo, đó là một chút hy vọng đều không có. Đương nhiên nếu là cho bọn hắn thời gian, chờ khôi phục nguyên khí, liền phải nói cách khác. Ít nhất Tạp Mao Điểu biết Phù Tăng Thần Thụ có được tuyệt đối thánh đạo thực lực. Đến nỗi hắn khoảng cách thánh đạo còn có chút khoảng cách. Lúc này nói như vậy, kỳ thật cũng chính là lo lắng Dương Nghị Vân, tìm trong lòng an ủi mà thôi. Lúc này Tạp Mao Điểu cùng Phù Tăng Thần Thụ, chính là một gốc cây không có lá cây khô thụ, cùng một con sem sơn đi so với quả đen lớn một vòng kim mao chim nhỏ, không có gì vương giả phong phạm. Một cây một chim nhìn Dương Nghị Vân ra tay. Dương Nghị Vân trong mắt người áo đen, từ đầu đến cuối liền không nhúc nhích quá một chút. Này nhiên hắn trong lòng cũng có chút phát mao. Có thể hay không có trá. Đi bước một mà đi, khoảng cách người áo đen 30 mét thời điểm, hắn trở tay chính là một trường. Thiên phạt vạn vật. Quản ngươi có hay không trá, một trường trước chụp qua đi lại nói. Oanh! Một tiếng nổ vang. Dương Nghị Vân mở to hai mắt nhìn. Hắn một trường, người áo đen trốn cũng chưa trốn. Trực tiếp khiến cho người áo đen tan thành mây khói. Tức khắc kinh ngạc. Nhưng là ngay sau đó hắn liền cảnh giác lên, phản ứng đầu tiên chính là quả nhiên có trá. Phải biết rằng đối phương chính là thánh đạo 3 tầng tồn tại, sao có thể sẽ bị hắn một trưởng dễ dàng liền cấp tiêu diệt. Liền ở trong lòng hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên cảm giác bốn phía thiên địa đều vì này tối sầm lại. Còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một chút liền cảm giác trời tối. Như là duỗi tay không thấy 5 ngón tay đêm tối. Tức khắc Dương Nghị Vân biết, nói. Bỗng nhiên truy thân, đồng dạng như thế. Bốn phía đều là đen nhánh, cũng nhìn không tới Tạp Mao Điểu cùng những cái đó đại thụ thảm thực vật. Hắc ám buông xuống, hắn tương tự tiến vào một cái duỗi tay không thấy 5 ngón tay không gian giống nhau. Phản ánh quá nói, nhưng là cũng đã muộn. Giờ phút này hắn mới hiểu được, người áo đen bất động, chờ hắn ra tay. Khả năng chính là một cái ám chiêu, một khi hắn động thủ, tất nhiên liền sẽ lâm vào cái này trong bóng tối. Đôi mắt nhìn không thấy,
thần thức nhìn không thấy. Tức khắc làm hắn thành người mù. Mà đúng lúc này, một cái phù phiếm không chừng thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, căn bản là vô pháp phán đoán thanh âm nơi phát ra. Chỉ nghe được âm trầm trầm thanh âm ha hả cười lạnh nói, thánh thiên đế trên đời, vân môn đạo chủ, cũng bất quá như thế. Ngươi là người phương nào? Dương Nghị Vân lớn tiếng hỏi. Ha hả, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ngươi đều phải đã chết, bổn tọa cũng coi như là ỷ lớn hát yêu ta nhỏ. Âm trầm trầm thanh âm mang theo diễn ngược ý cười tiếp tục nói, bổn tọa nãi âm dương đạo chủ tọa hạ hắc vệ ám dạ, phụng đạo chủ chi mệnh tiến đến chóc nã ngươi. Hắc vệ trước sau nhớ rõ âm dương đạo chủ lúc gần đi chờ công đạo, đối Dương Nghị Vân có thể bắt sống đó là tốt nhất bất quá, nếu là không thể, liền chém giết, bắt được Dương Nghị Vân trên người hai đại bẩm sinh linh căn. Đối Dương Nghị Vân ngay từ đầu hắc vệ ám dạ thật là thực cẩn thận đối đãi, nhưng là hiện tại, hắn là một chút đều không thèm để ý. Thậm chí cho rằng Dương Nghị Vân cũng bất quá như thế. Bởi vì hắn không nghĩ tới Dương Nghị Vân như thế dễ dàng liền tiến vào chính mình ám dạ thế giới. Hắc vệ ám dạ đối hắn ám dạ thế giới, đó là tương đương tự tin. Hắn chứng đạo đó là như thế. So sánh với Trảm Tam Thi chứng đạo, hắc vệ ám dạ đi chính là công đức đại trí nguyện to lớn chứng đạo, vì chứng đạo thành công, hắn phát hạ đại trí nguyện to lớn, làm chính mình vĩnh trụy hắc ám, vĩnh viễn sẽ không đã chính diện kỳ người. Cho nên vô số năm qua, hắn đều đem chính mình bao vây ở áo đen trong vòng. Vĩnh trụy hắc ám đại trí nguyện to lớn đó là thấy quang tức chết. Chỉ cần thân thể hắn trên người cho dù là một tấc da thịt bại lộ ở quang minh hạ, kia đó là tử vong. Cho nên hắc ám là hắn đại đạo. Cũng là như thế hắn tu luyện chứng đạo có ám dạ thế giới, cùng loại với lĩnh vực, nhưng là lại so với lĩnh vực cao dai quá nhiều quá nhiều. Hoàn toàn có thể nói một khi có bất luận kẻ nào hoặc là thần linh tiến vào hắn ám dạ thế giới, vậy tương đương tử vong. Ở chính mình ám dạ thế giới, hắn hắc vệ là tuyệt đối vương giả. Cho dù là tu vi cảnh giới so với hắn cao một tầng thánh đạo cường giả, một khi tiến vào hắn ám dạ thế giới, cũng chỉ có tử lộ một cái. Trừ phi ở cảnh giới tu vi thượng so với hắn cao hơn ba cái cảnh giới, mới có thể đánh vỡ hắn ám dạ thế giới. Mà Dương Nghị Vân trước mắt xem cũng chỉ là một cái thánh đạo một tầng mà thôi, đối này hắc vệ là tin tưởng gấp trăm lần, có thể xoa bóp Dương Nghị Vân. Cho dù là bất động Dương Nghị Vân một chút, đều có thể trực tiếp mang theo Dương Nghị Vân trở lại âm dương đạo thống đi báo cáo kết quả công tác. Có thể ở bất chi bất giác chung, trong bóng đêm, trở lại âm dương đạo thống. Trong thiên hạ phàm là hắc ám, đều có thể vì hắn hắc vệ sở dùng. Kỳ thật ngay từ đầu hắn liền có thể phát động chính mình ám dạ thế giới tới đối phó Dương Nghị Vân, chỉ là trước khi đi thời điểm âm dương đạo chủ công đạo quá, Dương Nghị Vân tiểu tử này không giống bình thường, làm hắn hết thảy cẩn thận hành sự. Hắc vệ lúc này mới bắt đầu từ lúc bắt đầu liền đề cao cảnh giác đối đãi Dương Nghị Vân, chưa từng phát hiện, đến đứng ở tại chỗ không nhúc nhích một chút, đều là vì bố cục hắc ám thế giới, thậm chí không tiếc lấy hắn tự thân vì nguyên điểm, dụ dỗ Dương Nghị Vân đi trước công kích. Ám dạ thế giới chỉ cần bước vào ở hắn trăm mét trong phạm vi, chẳng khác nào thành công một nửa, lại có chính là Dương Nghị Vân công kích hắn thời điểm, hắc vệ bất động, chính là một cái kích phát hắc ám thế giới chốt mở. Không nghĩ tới Dương Nghị Vân như vậy đồ ăn, không thấy ra tới hắn ám dạ thế giới dấu vết, trực tiếp liền đối hắn phát động công kích, phi thường thuận lợi làm hắn khởi động ám dạ thế giới, làm Dương Nghị Vân tiến vào hắn thế giới. Cái này hắc vệ xem như hoàn toàn yên tâm. Kế tiếp đối Dương Nghị Vân có thể xoa bóp. Mang theo diễn ngược tiếng động mở miệng cùng Dương Nghị Vân đối thoại, cũng không có sốt ruột trước tiên mang đi Dương Nghị Vân cũng hoặc là đối Dương Nghị Vân công kích. Hắc vệ cũng đối Dương Nghị Vân có hứng thú. Hắn thật là không nghĩ ra tiểu tử này có cái gì ngang tàng địa phương, cư nhiên nhường đường chủ đại nhân ăn mệt. Đương người âm dương đạo chủ chính mình sẽ không đối hắc vệ nói Dương Nghị Vân giết hắn một tôn phân thân, quá mất mặt. Thế cho nên hắc vệ giờ phút này đối Dương Nghị Vân có coi khinh chi tâm. Nhưng nói trở về, hắn thật là có cái này tư bản. Bởi vì Dương Nghị Vân thánh đạo một tầng mà thôi, hắn là thánh đạo ba tầng, hai người cảnh giới liền kém hai đại khoảng cách. Lại nói giờ phút này Dương Nghị Vân đã tiến vào hắn ám dạ thế giới, bản thân đối hắc vệ tới nói, Dương Nghị Vân liền thành bản thượng thịt cá.